Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 136. Dương Diệp nói. Đương nhiên. Hậu Khanh nói. Tiểu tử, thiện tâm, người thiện tâm chân chính, tất có đại phúc báo, đại khí vận. Tiểu nữ oa kia thiện tâm, khôn nổ gì có ác niệm, cũng chính vì vậy, tiểu tổ tông của ngươi mới có thể tiếp cận nàng, cùng nàng chơi đùa. Cũng chính vì vậy, mặc dù nàng gặp nguy hiểm, nhưng lại gặp được ngươi, được hộc mông tử khí của ngươi cải tạo, được ngươi ta nhìn chúng. Đây chính là khí vận của nàng. Vẻ mặt Dương Diệp có chút cổ quái, nói thực ra, hắn thật không có nghĩ nhiều như thế ca. Lúc này Hậu Khanh lại nói. Tiểu tử, ta lại hỏi ngươi, nếu như vừa rồi nàng thật cầm kiếm giết tàn nữ, ngươi sẽ như thế nào? Dương Diệp nghĩ nghĩ nói. Tìm một chỗ thu xếp tốt nàng, để nàng hưởng thụ phú quý cả đời, sau đó rời đi. Hậu Khanh nói. Hiện tại thế nào? Dương Diệp trầm mặc. Hậu Khanh nói. Vận mệnh, khí vận, những thứ này, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng bọn chúng chân thực tồn tại. Quen biết tức là có duyên, giúp nàng một lần đi. Dương Diệp lắc đầu. Ta không có cách nào mang nàng theo bên người. Người có ý giúp nàng là được. Hậu Khanh nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía trí nữ, do dự một chút, hắn lại nói. Chúng ta đối đãi nữ nhân kia thế nào? Hắn còn muốn nhìn xem tâm tính của cô bé này. Trí nữ nhìn thoáng qua tàn nữ, do dự một chút nói. Nàng, để nàng nói lời xin lỗi, coi như xong, có được hay không? Xin lỗi. Nghe vậy, Dương Diệp cười ha ha một tiếng, sau đó hắn vuốt vuốt đầu trí nữ. Khó trách Tiểu Bạch nguyện ý cùng ngươi chơi đùa. Bất quá, nữ nhân này, chúng ta không thể thả, bằng không thì, nàng sẽ còn đi giết người khác. Trí nữ nói khẽ. Ca ca làm chủ. Dương Diệp đi tới trước mặt tàn nữ nói. Nói lời xin lỗi, ta để ngươi chết thống khoái một chút. Tàn nữ gắt gao nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp giơ ngón tay cái lên. Ta thích nhất người có cốt khí. Nói xong, hắn đánh giá tàn nữ một chút. Đã từng có một người, bị ta trẻ thành hơn vạn mảnh, chỉ là đầu, liền dòng dã hơn ngàn. Mặc dù lâu rồi chưa thử qua, nhưng ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi bị gọt ít. Nói xong trong tay hắn nhiều một thanh kiếm. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đưa trí nữ vào trong hồng mông tháp. Trong hiện thực, tay Dương Diệp không ngừng huy động, một mảnh lại một mảnh thịt không ngừng bay ra ngoài. Những thịt này, tự nhiên là của tàn nữ. Bất quá tàn nữ hiển nhiên rất có cốt khí, sửng sốt không có hô một tiếng. Rất nhanh, cả người tàn nữ không thành nhân dạng. Lúc này, tàn nữ chỉ còn lại linh hồn. Bất quá linh hồn của nàng cũng không thể chạy trốn. Linh hồn tàn nữ nhìn Dương Diệp. Còn có chiêu gì, ra hết đi. Dương Diệp cười cười. Yên tâm, vừa mới bắt đầu mà thôi. Nói xong, hắn cong ngón búng ra, một sợi hỏa diễm xuất hiện ở trên ngón cái. Lục đinh thần hỏa. Khi lục đinh thần hỏa xuất hiện, nhiệt độ trong sân lập tức nóng bỏng lên. Nhìn thấy lục đinh thần hỏa, trong mắt tàn nữ lập tức lộ ra vẻ kiêng dè. Ngươi muốn làm gì? Dương Diệp mỉm cười. Cũng không có gì. Nói xong, hắn cong ngón búng ra, hỏa diễm lập tức hóa thành một đạo hỏa quang bao vây linh hồn tàn nữ lại. A! À, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Tư vị của lục đinh thần hỏa, hiển nhiên là không dễ chịu. Chỉ chốc lát, một âm thanh yếu ớt vang lên. Ta xin lỗi. Xin lỗi. Dương Diệp nhìn thoáng qua tàn nữ nói. Không. Sự tình nói xin lỗi, muộn một chút lại nói. Dương Diệp. Giữa sân đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ của tàn nữ. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, giờ khắc này, hắn suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Hắn cuối cùng biết rõ vì sao bọn người nhân quân muốn giết hắn. Cường giả. Ở trong lòng đám người nhân quân, bọn hắn là cường giả, mà Dương Diệp hắn, đến từ hạ giới, chính là kẻ yếu, một con kiến hôi. Nhiều khi... Cường giả hành hạ kẻ yếu, là không cần lý do. Nếu như nhất định cần lý do, khả năng là bọn hắn cao hứng, hoặc là nhìn ngươi khó chịu. Từ xưa đến nay, cường giả tùy hứng, kẻ yếu nhận mệnh. Chân lý hằng cổ không đổi. Qua một hồi lâu, Dương Diệp mở mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Gió xuân thổi, chống trận lôi, Dương Diệp ta sợ qua ai? Dương Diệp cười nói. Tiền bối đối với nàng ấn tượng không tệ a. Hậu Khanh nói.
tính cách của nàng khác biệt ngươi, ngươi không thấy được sao? Lúc nàng nhìn về phía tàn nữ, trong mắt không có cửu hận. Trên thế giới, có hai loại người có chút đáng sợ, loại thứ nhất, chính là như ngươi. Có thù tất báo, tính cách cực đoan. Mặt Dương Diệp đen lại, cái này là cái quỷ gì? Lúc này Hậu Khanh lại nói. Còn có một loại, chính là như tiểu nữ oa này, cực kỳ thiện tâm. Loại người này cũng đáng sợ, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản, bởi vì hắn rất rõ ràng ý vị này là cái gì. Mang ý nghĩa vận mệnh của trí nữ sẽ thay đổi. Tạo hóa, phúc vận, đây là tạo hóa cùng phúc vận của trí nữ. Lúc này, một làn gió kéo lão giả lên, Dương Diệp nói. Ngươi từng nói, cha mẹ của nàng đi tu luyện, si có biết bọn hắn đi nơi nào tu luyện không? Lão giả nói, tựa như là La Phù Tiên Sơn. Dương Diệp nói, bỏ xuống nữ nhi của ca mình đi tu luyện. Nghe được Dương Diệp nói, trí nữ bên cạnh hắn có chút cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lão giả đắng chát cười một tiếng. Lúc trước một vị tiên nhân đi ngang qua chỗ chúng ta, sau đó nhìn thấy hai người bọn họ, vị tiên nhân kia nói bọn hắn căn cốt không tệ, muốn mang bọn hắn đi tu luyện. Hai người bọn họ biết rõ, đây là cơ duyên của bọn hắn, cho nên bọn hắn đáp ứng. Nhưng trí nữ, khi đó còn nhỏ, bọn hắn căn bản không có cách mang theo, vị tiên nhân kia cũng không đáp ứng, cho nên. Dương Diệp nhìn về phía trí nữ, hắn vuốt vuốt đầu trí nữ nói. Quen biết tức là có duyên, ta dẫn người đi tìm phụ mẫu. Với hắn mà nói, bất quá là tiêu tốn mấy ngày mà thôi. Sở dĩ giúp đỡ trí nữ, ngoại trừ yêu thích, còn có một nguyên nhân, đó chính là cô bé này là bởi vì hắn mới tao ngộ một màn trước đó. Ngoại trừ yêu thích, còn có một tia áy náy. Dương Diệp cong ngón búng ra, 10 quả cầu năng lượng rơi vào trước mặt lão giả. Vật này có thể để ngươi kéo dài tuổi thọ, bảo trọng. Lão giả nhìn thoáng qua những năng lượng châu kia, sau đó hắn nhìn về phía trí nữ nói khẽ. Ông nội, ta sẽ trở lại, nhất định phải chờ ta. Lão giả mỉm cười. Tốt, chúng ta đi thôi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó kéo tay trí nữ thân hình run lên, biến mất ở chân trời. Lão giả có chút đờ đẫn nhìn về chân trời. Ông nội sợ là đợi không được ngươi rồi. Rời đi thôn nhỏ. Dương Diệp ngự kiếm phi hành gần một canh giờ, cuối cùng gặp một tòa thành chân chính. Tiến vào trong thành, trải qua nhiều phiên nghe ngóng, Dương Diệp nghe được tin tức của La Phù Tiên Sơn. Không có lưu lại ở trong thành, hắn lập tức chạy tới La Phù Tiên Sơn. Dương Diệp nghĩ chỉ cần mấy canh giờ liền có thể đuổi tới La Phù Tiên Sơn, nhưng hắn sai. Nhân giới lớn thực sự vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn trọn vẹn ngự kiếm gần một ngày một đêm, mới đuổi tới La Phù Tiên Sơn. La Phù Tiên Sơn, một trong thập đại động thiên phúc địa của nhân giới. La Phù Tiên Sơn cũng không phải chỉ có một ngọn núi, mà là có 36 tòa, mà những núi này, toàn bộ nổi bồng bềnh giữa không trung. Trên dãy núi, mây mù lượn lờ, thỉnh thoảng có bạch hạc thần bí bay ra. Có thể nói, xứng đáng hai chữ Tiên Sơn. La Phù Tông. Ở trên La Phù Tiên Sơn, chính là La Phù Tông. Dương Diệp cũng không có bay thẳng vào La Phù Tông. Hắn không phải não tàn, bởi vì nếu làm như vậy, tất nhiên sẽ trêu chọc vô số phiền phức. Quan trọng nhất là, hiện tại hắn không có năng lực đơn đấu một tông. La Phù Tông này, cũng không phải thế lực hạ giới, đây mới thực là quái vật khổng lồ, cho dù là nhân quân, thời điểm đối đãi thập đại động thiên phúc địa cũng phải cẩn thận. Ở dưới La Phù Sơn có một tòa thành, tên La Phù Thành. Mặc dù La Phù Tông cao cao tại thượng, nhưng cũng không thể thoát ly thế tục. Bởi vì đệ tử bọn họ đều là từ trong thế tục chọn tới. Mà La Phù Thành, chính là cứ điểm để La Phù Tông cùng thế tục liên hệ. Trừ cái đó ra, phàm là người mộ danh mà đến đều sẽ đến La Phù Thành trước. Ở dưới La Phù Thành cùng La Phù Sơn, có một con đường, tên là La Phù Đạo. Đây là một con đường khảo nghiệm. Phàm là người có thể đi qua con đường này, liền có thể gia nhập La Phù Tông, trở thành đệ tử ngoại môn của La Phù Tông. La Phù Đạo cũng không có chỗ đặc thù gì, chỉ ít nhìn từ ngoài cực kỳ phổ thông. Nhìn La Phù Đạo trước mắt, Dương Diệp không khỏi hơi lúng túng. Chẳng lẽ mình thật muốn đi con đường này? Nếu như không đi con đường này, hắn làm sao đi vào La Phù Sơn? Hắn vốn định vụng trộm ẩn vào, nhưng bị Hậu Khanh ngăn trở. Bởi vì ở La Phù Sơn, ngoại trừ có các loại đại trận mạnh mẽ thần bí, còn có cường giả siêu cấp. Do dự một chút,
Dương Diệp vẫn quyết định thông qua phương thức chính đáng tiến vào La Phủ Sơn. Lần này hắn tới, chỉ là tìm người, không phải kiếm chuyện, không cần thiết lén lút. Ngươi cũng muốn đi La Phủ Đạo. Đúng lúc này, một thanh âm thanh thúy đột nhiên từ bên phải Dương Diệp truyền đến. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, ở bên phải hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nam tử áo xanh. Nam tử đẹp có chút quá phận, môi hồng răng trắng, mày cong mắt to, tư thái càng vô cùng tinh tế, có thể nói, đây là một nam tử để rất nhiều nữ nhân nhìn sẽ hổ thẹn. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử, liền biết rõ nam tử này căn bản không phải thân nam nhi, mà là nữ giả nam trang, mà đối phương hiển nhiên cũng không có đặc biệt giấu giếm. Thu hồi ánh mắt, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nữ tử mỉm cười. Huynh đài có biết tác dụng của La Phù Đạo này không? Dương Diệp lắc đầu. Nữ tử thanh sam nói. La Phù Đạo này, chính là La Phù Tông Tông chủ năm đó làm ra, mục đích tự nhiên là vì chọn lựa thiên tài kiệt xuất cho La Phù Tông. Kỳ thật không chỉ La Phù Tông, thập đại động thiên phúc địa, đều có khảo nghiệm tương tự. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử thanh sam. Ngươi muốn nói cái gì? Trong tay nữ tử thanh sam đột nhiên nhiều hơn một cái quạt xếp, nàng nhẹ nhàng lắc lắc, cười không nói. Dương Diệp. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu, ở trước mặt hắn cùng nữ tử thanh sam, đột nhiên nhiều hơn một lão giả mặc trường bào màu lam. Rất mạnh. Vẻ mặt Dương Diệp có chút ngưng trọng, lão giả trước mắt này mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là Hạo Thiên mang đến cho hắn cảm giác, sâu không lường được. Hậu Khanh không có lừa hắn, La Phù Tông này không đơn giản. Lão giả không có để ý Dương Diệp, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào trên người nữ tử thanh sam. Nếu như lão phu không đoán sai, các hạ hẳn là Nam Ti Âm liên tục xông chín đại động thiên phúc địa A. Nữ tử thanh sam mỉm cười. Chính là tiểu nữ tử. Lão giả có chút trầm ngâm nói. Các hạ đây là muốn đến sông La Phù Đạo của La Phù Tông. Nam Ti Âm chỉ La Phù Đạo dưới chân. Đây là cái cuối cùng. Lão giả nói. Mặc dù mạo muội, nhưng lão phu vẫn muốn hỏi một câu, vì sao các hạ làm như vậy? Chẳng lẽ là vì hướng thế nhân chứng minh thiên phú của các hạ sao? Cũng không phải. Nam Ti Âm cười nói. Ta không cần hướng thế nhân chứng minh cái gì, sở dĩ như vậy, chỉ là cùng một hảo hữu đánh cược. Hảo hữu của ta nói, nếu ta có thể liên tiếp xông qua con đường thí luyện của thập đại động thiên phúc địa, đồng thời phá kỷ lục, nàng liền làm tỷ nữ cho ta 3 năm. Trái lại, ta làm tỷ nữ cho nàng 3 năm. Hiện tại, còn kém cái cuối cùng này, lão giả nhìn thoáng qua Nam Ti Âm nói. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Không thể nói. Nam Ti Âm cười nói. Lắc hạ, người sẽ không ngăn cản ta chứ? Nếu như ta ngăn cản thì sao? Lão giả nói. Nam Ti Âm cười cười, sau đó lấy ra một ngọc bội chi, khi thấy ngọc bội này, sắc mặt lão giả biến đổi. Hắn nhìn Nam Ti Âm thật sâu nói. Thì ra các hạ đến từ nơi đó. Nam Ti Âm nhún vai, ca. Ta có thể bắt đầu chưa? Lão giả nhẹ gật đầu. Được rồi. Nam Ti Âm đang muốn đạp vào La Phù Đạo. Đột nhiên nàng dường như nghĩ đến cái gì, lại nói. Con đường này của các ngươi, kỷ lục cao nhất là dùng bao nhiêu tức? Lão giả nói. 27 tức. 27. Nam Ti Âm nhìn La Phù Đạo. La Phù Đạo không phải rất dài, khoảng 1.000 trượng. Một người bình thường đi con đường này, bảo trì tốc độ bình thường, tối đa chừng 100 tức liền có thể đạt đến. Nhưng khó là khó bảo trì tốc độ này. Lúc này Nam Ti Âm đột nhiên cười nói. 20 tức là được. Lão giả nheo mắt, hắn nhìn thoáng qua nữ tử, không nói gì. Người thiếu niên, người xác định người muốn nhìn sao? Dương Diệp nhìn về phía Nam Ti Âm, không hiểu. Nam Ti Âm cười nói. Không có gì, chỉ là sợ người bị đả kích mà thôi. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp có chút cổ quái. Vị tiểu hữu này không đơn giản. Lúc này lão giả đột nhiên nói. Ta biết. Nam Ti Âm cười nói. Nếu là hắn đơn giản, ta sẽ không cùng hắn nói nhiều như thế. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói. Vị huynh đài này, chúng ta tới chơi cái trò chơi như thế nào, chơi rất vui. Dương Diệp còn chưa nói chuyện, nữ tử lại nói. Chúng ta tới tranh tài, ta trước hết để cho ngươi đi 20 tức, sau đó ta tại đi, nếu như ta thắng, ta muốn một vật phẩm trên người ngươi. Vật phẩm. Dương Diệp khẽ nhíu mày. Cái gì?
Nam Ti Âm chỉ kiếm trong tay Dương Diệp. Nó, kiếm. Sau khi đi vào đại thế giới, Dương Diệp tự nhiên không dám thư giãn, kiếm luôn không rời tay. Hắn cầm không phải kiếm linh ở trong thức hải của hắn được kiếm ý ôn dưỡng, tạm thời không có cách nào cùng hắn kề vai chiến đấu. Không phải kiếm linh, cũng không phải nhân quân thánh kiếm, lấy kiếm kia ra quá phiền toái. Hắn cầm là kiếm của Tiêu Giao Tử. Mặc dù hắn không phải chủ nhân của kiếm, nhưng vẫn có thể sử dụng, kiếm kia cũng thức thời, cực kỳ phối hợp. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía nữ tử. Nếu như ngươi thua thì sao? Ta thua. Nam Ti Âm nao nao, lập tức cười nói. Khả năng sao? Ngộ nhỡ thì sao? Dương Diệp nói. Nam Ti Âm cười nói. Ngươi nói, ngươi muốn thế nào? Dương Diệp nghĩ nghĩ nói. Ta cũng thiếu một tỷ nữ, nếu như ngươi thua, làm tỷ nữ cho ta, như thế nào? Nghe được Dương Diệp nói, sắc mặt lão giả lập tức biến đổi, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lắc đầu, thầm nghĩ. Không biết sống chết. Nam Ti Âm mở to mắt nhìn Dương Diệp một hồi lâu, sau đó cười ha ha lên. Tốt, rất tốt, làm tỷ nữ của ngươi, cực kỳ tốt. Liền quyết định như thế, ta liền làm tỷ nữ của ngươi, một lời đã định. Đến. Đi thôi, ta trước để cho ngươi 20 tức. Lúc này Dương Diệp đi tới trước mặt Nam Ti Âm, sau đó nghiêm mặt nói. Ta rất lợi hại, nhưng ta cho tới bây giờ đều không nói. Nhìn xem, hôm nay ca dạy ngươi làm người. Nói xong, hắn quay người bước vào La Phù Đạo. La Phù Đạo, đường khó đi. La Phù Tông làm ra La Phù Đạo, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy, mà khảo nghiệm tâm tính, ý chí, còn có dũng khí của một người. Khi Dương Diệp đạp vào La Phù Đạo, cảnh tượng trước mắt hắn trong nháy mắt thay đổi. Huyễn tượng. Nhưng đối với Dương Diệp mà nói, những huyễn tượng này, thật chẳng có tác dụng gì. Mặc kệ là tâm tính, hay ý chí, dũng khí, Dương Diệp hắn đều đã có. Còn nữa, hắn là kiếm tu có kiếm tâm thông minh. Bởi vậy một màn kế tiếp, làm Nam Ti Âm cùng lão giả trợn mắt hốc mồm. Bước đi như bay. Dương Diệp ở trên La Phù Đạo bước đi như bay, không đến chín hơi, Dương Diệp đã chạy tới cuối cùng của La Phù Đạo. Yên lặng như chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, Dương Diệp nhìn lại hai người, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Nam Ti Âm. Thật có lỗi, không cẩn thận đi quá nhanh. Ân, đến, tới phiên ngươi. Tay phải Nam Ti Âm nắm thật chặt, nàng cứ như vậy nhìn xem Dương Diệp. Phảng phất như muốn nhìn thấu Dương Diệp. Dương Diệp đi đến trước mặt Nam Ti Âm, hắn cười cười. Thế nào, muốn lựa chọn làm tỷ nữ của ta? Xem ra, lão phu vẫn là mắt phụng về. Lúc này lão giả kia đột nhiên nói. Không biết các hạ tới La Phù Tông ta, là có chuyện gì? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía lão giả, cười nói. Lần này đến đây, là vì tìm hai người. Tìm người? Lão giả hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Hai người này, một người tên là Tưởng Thắng, một người khác tên Triệu Linh. Hai người này, chính là phụ thân cùng mẫu thân của trí nữ. Lão giả nói. Không biết các hạ tìm hai người bọn họ làm gì? Dương Diệp cười nói. Các hạ yên tâm, ta không phải đến tìm hai người phiền phức, bởi vì một ít chuyện, ta muốn gặp mặt hai người bọn họ, không biết các hạ có thể cho cái thuận tiện, để bọn họ ra gặp một lần hay không? Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn nhẹ gật đầu. Chờ một lát, ta để người tra một chút, nếu có hai người này, ta để bọn hắn tới gặp các hạ. Dương Diệp ôm quyền. Đa tạ. Lão giả khẽ gật đầu, sau đó không nói gì nữa. Lúc này, Dương Diệp nhìn về phía Nam Ti Âm. Thế nào, ngươi là nhận thua sao? Nam Ti Âm nhìn Dương Diệp hồi lâu, đột nhiên nàng nhoẻn miệng cười. Không nghĩ tới. Lần này ta cũng mắt phụng về, chín hơi, ta xác thực làm không được, chỉ là các hạ thật muốn ta làm tỷ nữ của ngươi. Thế nào? Dương Diệp hỏi. Nam Ti Âm cười nói. Không có cái gì, ta chỉ là sợ đầu các hạ nằm bên đường mà thôi. Nghe vậy, khuôn mặt Dương Diệp dần dần trầm xuống. Uy hiếp. Dương Diệp lắc đầu cười một tiếng. Thế nào, thua không nổi, bắt đầu uy hiếp. Nam Ti Âm lắc đầu. Không phải uy hiếp, ta chỉ là đang nói một sự thật. Lúc này, lão giả ở bên cạnh kia cũng nói.
Nàng không có lừa gạt các hạ, nếu các hạ để cho nàng làm tỳ nữ, chỉ sợ thật sẽ đầu nằm bên đường, ta chỉ là ý tốt nhắc nhở, không có ý tứ gì khác. Nam Ti Âm mỉm cười, không nói gì. Mà lúc này, Dương Diệp nhìn Nam Ti Âm nói. Ta cũng chỉ đùa một chút, không có ý muốn ngươi làm tỳ nữ, nhưng hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Ta muốn ngươi làm tỳ nữ của ta. Nụ cười trên mặt Nam Ti Âm ngưng kết. Ngươi xác định. Dương Diệp cười nói. Ta xác định, đương nhiên, nếu như ngươi muốn nói không giữ lời, ta cũng không có cách, dù sao ta không thể cưỡng cầu ngươi. Nam Ti Âm nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Tốt, vậy ta làm tỳ nữ bất quá, tin tưởng ta, qua không được ngày mai, ngươi sẽ cầu ta, để cho ta thu hồi câu nói này. Dương Diệp cười nói. Vậy để chúng ta rửa mắt trông mong. Nam Ti Âm cười cười, sau đó nàng lấy ra một tảng đá, trên tảng đá lóe ra lục quang, ở dưới ánh mắt của Dương Diệp, nàng nhìn tảng đá nói khẽ. Ta bị người thu làm tỳ nữ, ở La Phù Tiên Sơn. Một hơi sau, một thanh âm từ trong đó truyền ra. Hai canh giờ sau sẽ đến. Nam Ti Âm thu hồi tảng đá, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Hai canh giờ, hiện tại trốn, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ta khát nước, muốn uống chén trà. Dương Diệp đột nhiên nói. Hai mắt Nam Ti Âm nhắm lại, trong đôi mắt sát ý lấp lóe. Lúc này, Dương Diệp cười nói. Thế nào, thua không nổi. Nam Ti Âm nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhoẻn miệng cười. Không. Nói xong, nàng biến mất ngay tại chỗ. Hai hơi sau, một ly trà xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp lại không có để ý ly trà kia, hắn quay người nhìn về phía lão giả, ở bên cạnh lão giả, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn lão giả có chút thi lễ. Hồi bẩm trưởng lão, hai người kia tạm thời không có ở trong tông môn, bất quá ta đã hạ lệnh, để bọn hắn mau chóng chạy về. Lão giả nhìn về phía Dương Diệp mỉm cười. Ta có thể đợi chờ. Lão giả nói. Ta nhìn các hạ cũng không phải tới tìm hai người bọn họ phiền phức. Dương Diệp nói. Tự nhiên không phải. Lão giả nhẹ gật đầu, không có nói chuyện nữa. Không đến nửa khắc đồng hồ sau, chân trời đột nhiên xuất hiện hai đạo lưu quang, rất nhanh, hai đạo lưu quang kia rơi vào giữa. Sân. Lưu quang tán đi, một nam tử thanh niên cùng một nữ tử xuất hiện, thanh niên và nữ tử niên kỷ cùng Dương Diệp không sai biệt lắm. Hai người nhìn lão giả và nam tử trung niên bên cạnh thi lễ một cái, trong đó nam tử nói, không biết mà quản sự tìm hai người chúng ta đến đây cần làm chuyện gì. Nam tử trung niên nhìn về phía lão giả kia, mà lão giả thì nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp đi tới trước mặt nam tử cùng nữ tử nói. Các ngươi có phải có một đứa con gái, tên chỉ nữ hay không? Nghe được Dương Diệp hỏi, trong mắt hai người lóe lên vẻ kinh ngạc, trong đó nam tử nói. Ngươi làm sao biết? Tay phải Dương Diệp vung lên, chỉ nữ xuất hiện ở giữa sân. Chỉ nữ nhìn thoáng qua nam tử cùng nữ tử, có chút e sợ. Thanh niên cùng nữ tử nhìn về phía chỉ nữ, thanh niên đánh giá chỉ nữ một chút, sau đó nói. Ngươi là chỉ nữ. Chỉ nữ khẽ gật đầu một cái. Thanh niên nói. Ngươi đã lớn như thế rồi. Chỉ nữ nhìn thoáng qua thanh niên cùng nữ tử, muốn nói lại thôi. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Nàng là nữ nhi của các ngươi. Thanh niên cùng nữ tử nhìn nhau, cuối cùng thanh niên do dự một chút nói. Xem như thế đi. Dương Diệp cau mày. Cái gì gọi là xem như? Thanh niên nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Các hạ là. Lúc này Dương Diệp sầm mặt lại. Trả lời ta. Giờ khắc này, trong lòng của hắn có chút khó chịu, đối với thanh niên cùng nữ tử bỏ xuống hài tử, trong lòng của hắn tự nhiên là không có hảo cảm. Mà bây giờ, thanh niên này cùng nữ tử lại bộ dáng như thế, cái này khiến hắn càng khó chịu. Thanh niên hiển nhiên cũng là một người có tính khí, bị Dương Diệp hỏi như thế, lập tức sầm mặt lại. Các hạ, nơi này chính là La Phù Tông, ta chính là đệ tử hạch tâm của La Phù Tông, các hạ. Đúng lúc này, sắc mặt lão giả bên cạnh thanh niên biến đổi, hắn bấm tay một chút, hàn quang chợt lóe lên ở trong sân. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lúc này, một thanh kiếm chống đỡ ở mi tâm thanh niên kia. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Đặc biệt là lão giả kia, lần thứ nhất trong mắt lão giả nhiều một tia ngưng trọng,
một chỉ vừa rồi kia, vậy mà không ngăn được kiếm của Dương Diệp. Không phải nói thực lực của hắn thua Dương Diệp, chỉ là Dương Diệp đánh đòn phủ đầu. Mà nam tử cùng nữ tử kia đã hoàn toàn ngây người, đặc biệt là nam tử, hắn không nghĩ tới, vị trước mắt này nhìn cùng hắn tương đương, nhưng thực lực kinh khủng như thế. Nữ tử bên cạnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, hiển nhiên nàng cũng có chút kinh ngạc thực lực của Dương Diệp bất quá chỉ thế thôi. Nàng thấy qua cường giả, rất nhiều. Lúc này lão giả đột nhiên nói. Các hạ giấu nghề a? Bất quá, các hạ tựa hồ quên, nơi này là La Phù Tông, lần này các hạ tới, là muốn tới La Phù Tông ta đùa nghịch huy phong sao? Kiếm Dương Diệp nhẹ nhàng xoay chuyển, biến mất không thấy gì nữa. Dương Diệp nhìn về phía lão giả. Thật có lỗi, ta tính tình gấp, xúc động. Người khác cho hắn thuận tiện, hắn đương nhiên sẽ không xem như là tùy tiện. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong, hắn nhìn về phía thanh niên. Hắn hỏi cái gì, người đáp cái đó. Thanh niên vội vàng thi lễ một cái. Tuân lệnh. Nói xong, thanh niên nhìn về phía Dương Diệp, lần này thần sắc hắn có chút cung kính. Các hạ, chí nữ này, kỳ thật cũng không phải con gái ruột của chúng ta. Nghe vậy, chí nữ ở bên cạnh Dương Diệp thân thể cứng đờ, ở trong mắt nàng, tràn đầy khó có thể tin. Dương Diệp cũng nhíu mày, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy, bởi vì thanh niên này nhìn không hề giống nói dối. Lúc này, thanh niên nam tử lại nói. Kia là một mùa đông, ta ấn tượng rất sâu sắc, lúc ấy ta nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó ta đi ra ngoài xem xét. Ở trước cửa chúng ta, liền có thêm một đứa bé. Nói xong, hắn lấy ra một ngọc bội lớn chừng bàn tay, ngọc bội hiện lên màu đen như mực, ở trên đó khắc một dị thú vô cùng dữ tợn. Nhìn thấy dị thú này, chân mày Dương Diệp nhíu sâu hơn. Bởi vì không biết vì sao, hắn cảm thấy một tia tim đập nhanh. Thanh niên nói, đây là lúc ấy ở trên người nàng, hẳn là có quan hệ tới thân thế của nàng. Nói xong, hắn cong ngón búng ra. Ngọc bội trôi dạt đến trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cầm lấy ngọc bội, sau đó thu nó vào trong hồng mông tháp. Nhưng sau một khắc, sắc mặt Dương Diệp đại biến. Bởi vì ngọc bội kia lại về tới trong tay hắn. Hồng mông tháp cấm ngọc bội tiến vào. Dương Diệp nhìn về phía ngọc bội trong tay, cái đồ chơi gì a? Hồng mông tháp vậy mà không cho nó tiến vào. Trong lòng Dương Diệp tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lúc này chỉ nữ đột nhiên quỳ lạy nam tử cùng nữ tử kia. Bất kể như thế nào, cảm tạ ân cứu mạng năm đó. Thanh niên nhìn thoáng qua chí nữ, trong mắt có một vòng phức tạp. Chí nữ đứng lên, sau đó nhìn về phía Dương Diệp mỉm cười. Không có việc gì, sau này chúng ta chậm rãi tìm, đây là lời hứa của ta đối với ngươi, được không? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của chí nữ xuất hiện vẻ tươi cười. Cảm ơn ca ca. Dương Diệp thu chí nữ vào trong hồng mông tháp, còn ngọc bội. Thì hắn thu vào người. Hắn nhìn về phía lão giả, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ chân trời đánh tới. Lúc này, nam ti âm đột nhiên triển khai cây quạt, nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó nhìn Dương Diệp cười nói. Cầu ta, ngươi sẽ cầu ta. Trên mặt nữ tử tràn đầy nụ cười tự tin, loại nụ cười nắm giữ hết thảy. Chẳng biết tại sao, Dương Diệp nhìn gương mặt này rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Bởi vì hắn khó chịu, bởi vậy vốn là muốn dàn xếp ổn thỏa, hắn quyết định không cần. Ở dưới tất cả mọi người nhìn chăm chú, đạo khí tức kia đi tới trước mặt mọi người, cùng lúc đó, còn tới một nam tử. Nam tử ước chừng 27-28, mặc cẩm bào, mày kiếm, mắt to, cực kỳ anh tuấn. Đương nhiên, thực lực cũng cực mạnh, tuổi còn trẻ, cũng đã là cường giả minh cảnh, khí tức hùng hậu tựa như đại dương mênh mông, cho người ta cảm giác áp bách. Ánh mắt nam tử cẩm bào trực tiếp rơi vào trên người nam ti âm, giờ khắc này, thần sắc hắn nhu hòa xuống, trên mặt còn nhiều thêm vẻ tươi cười. Ti âm, người già cũng không gọi ta, nam ti âm lại cau mày. Cung cẩm, thế nào là ngươi? A, không cần phải nói, nhất định là lão ca không tim không phổi của ta báo tin ngươi, để cho ngươi đến anh hùng cứu mỹ nhân, đúng không? Nam tử cẩm bào hơi có chút xấu hổ, hắn cười ngượng ngùng. Sau đó quay người nhìn về phía Dương Diệp, khi hắn nhìn về phía Dương Diệp, trên mặt mặc dù vẫn mang theo nụ cười, nhưng không giống nụ cười lúc đầu. Nghiền ngẫm, nụ cười nghiền ngẫm.
Là ngươi muốn để nàng làm tỷ nữ của ngươi. Cung Cẩm cười nói. Dương Diệp không có để ý nam tử cẩm bào, mà nhìn về phía Nam Ti Âm. Thế nào? Nam Ti Âm đột nhiên khoát tay áo, cắt ngang Dương Diệp. Ta cũng không có nói không giữ lời, hiện tại ta vẫn là tỷ nữ của ngươi, đương nhiên, nếu như ngươi chết, hoặc xuất hiện cái gì khác ngoài ý muốn, kia cũng không thể trách ta. Ta! Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Nam Ti Âm, sắc mặt Nam Ti Âm đại biến, tay phải nàng biến thành chảo, sau đó chảo một cái về phía trước mặt. Nhưng Dương Diệp còn nhanh hơn nàng, tay Dương Diệp trực tiếp bóp yết hầu của Nam Ti Âm. Mà ở hắn phía sau, là một thanh trường thương màu vàng kim, trường thương cách hắn chỉ không đến mấy centimet, đầu trường thương chính là nam tử cẩm bào. Thời điểm Dương Diệp xuất thủ, hắn cũng xuất thủ, nhưng vẫn chậm nửa phần. Dương Diệp không có để ý nam tử cẩm bào ở phía sau, tay hắn có chút dùng sức, trực tiếp nhấc Nam Ti Âm lên. Lúc ta nói chuyện, không thích bị người khác cắt ngang, hiểu chưa? Nam Ti Âm gắt gao nhìn Dương Diệp, không nói. Đúng lúc này, tay Dương Diệp đột nhiên dùng sức, cả khuôn mặt của Nam Ti Âm lập tức xanh xám. Làm càn. Đúng lúc này, Cung Cẩm cả giận nói. Ngươi có biết nàng là người nào không? Nếu ngươi dám tổn thương nàng một sợi tóc, cửu tộc ngươi sẽ bị diệt. Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cung Cẩm. Ta rất sợ hãi. Nói xong, hắn quay người nhấc Nam Ti Âm cao hơn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Cung Cẩm âm trầm đáng sợ, nhưng lại không dám động thủ. Dương Diệp nhìn Nam Ti Âm. Lời của ta mới vừa rồi, người nghe rõ chưa? Nam Ti Âm vẫn nhìn Dương Diệp, không nói gì. Mà lúc này, tay Dương Diệp càng ngày càng chặt. Nam Ti Âm lập tức cảm thấy ngạt thở. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Cung Cẩm nhiều một vẻ bối rối. Nếu như Nam Ti Âm chết ở đây, chuyện kia liền lớn, xem như hắn, chỉ sợ cũng sẽ gặp nạn. Lão giả bên cạnh lông mày cũng nhíu lại. Nếu nữ nhân này chết ở đây, La Phù Tông cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. Do dự một chút, hắn nói. Vị tiểu hữu này, đừng xúc động, vốn cũng không phải thâm cừu đại hận gì, thực sự không cần thiết nháo đến tình trạng như thế. Dương Diệp cười nói. Tiền bối nói rất đúng, lúc đầu xác thực chỉ là một chuyện nhỏ, đáng tiếc, ta người này, không thích nhất chính là một ít người cao cao tại thượng, bọn hắn cho là thân phận mình đặc thù, cho nên liền có thể tùy ý ức hiếp xem thường người khác. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Nam Ti Âm. Ta nói một lần cuối cùng, lời của ta mới vừa rồi, nghe được hay không nghe được? Nếu còn không có nghe được, tin tưởng ta, đầu của ngươi sẽ dọn nhà. Hắn không muốn dây dưa với nữ tử này, nhưng nữ tử này không chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước, còn ngôn ngữ uy hiếp hắn, cái này khiến hắn phát cáu. Cái gọi là mặt mũi, là lẫn nhau, ngươi cho ta liền cho ngươi. Ngươi không cho ta. Còn muốn ta cho ngươi, đó là ngươi suy nghĩ nhiều. Nam Ti Âm gắt gao nhìn Dương Diệp, giờ khắc này, nàng biết rõ, nam tử trước mắt này không hề nói dối, đối phương thật sự dám giết nàng. Thật dám giết, không có căn cứ gì, chính là cảm giác. Lúc này, hai mắt Dương Diệp nhắm lại, cùng lúc đó, tay của hắn càng ngày càng chặt. Nghe, nghe được, Nam Ti Âm đột nhiên nói. Nhìn thấy một màn này. Vẻ mặt của Cung Cẩm cùng lão giả kia đều buông lỏng, bọn hắn sợ chính là Nam Ti Âm sĩ diệt, sau đó để sự tình biến thành không cách nào thu thập. Dương Diệp buông lỏng Nam Ti Âm ra, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt của nàng. Nhớ kỹ, nếu là tỷ nữ, vậy thì phải có dáng vẻ của tỷ nữ. Mà đúng lúc này, một đạo kim quang xuất hiện ở phía sau Dương Diệp. Cung Cẩm xuất thủ, nhưng Dương Diệp lại biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa. Đã ở phía sau Cung Cẩm, sau một khắc, một thanh kiếm bổ về phía Cung Cẩm. Cung Cẩm biến sắc, bất quá hắn phản ứng không chậm, quay người giơ thương chặn lại, cùng lúc đó, tay trái nắm chắc thành quyền, chuẩn bị xuất kích, nhưng... Bành! Cung Cẩm bị Dương Diệp chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Giữa sân, Nam Ti Âm khó có thể tin nhìn Dương Diệp, nàng không nghĩ tới, nam tử trước mắt này có thể tùy tiện đánh lui Cung Cẩm. Trong mắt lão giả bên cạnh kia cũng mang theo một tia kinh ngạc. Thực lực của Dương Diệp, thật vượt ra khỏi hai người bọn họ đoán trước. Cung Cẩm nhìn thương trong tay mình, thương đã rạn nứt ra, không chỉ thương, tay của hắn cũng rạn nứt. Ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, Cung Cẩm ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi là ai? Dương Diệp không có để ý Cung Cẩm,
hắn quay người nhìn về phía lão giả La Phù Tông. Lần này đến La Phù Tông, có nhiều quấy rầy, cảm tạ tiền bối cho thuận tiện, vãn bối còn có việc, trước hết cáo từ. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Đi thong thả. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía cha mẹ nuôi của trĩ nữ, do dự một chút, hắn nói. Các ngươi lúc trước hành thiện, nên có hậu báo. Nói xong, hắn cong ngón búng ra, một nạp giới rơi vào trước mặt hai người. Cái nạp giới này, là hắn bình thường giết người đoạt được, bên trong có một chút đồ vật, hắn chướng mắt, nhưng đối với thanh niên nam nữ kia mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại bảo vật. Đa tạ. Nam tử nhìn Dương Diệp ôm quyền, trong mắt mang theo vẻ kích động. Dương Diệp nhẹ gật đầu, không có nói chuyện, hắn quay người nhìn về phía Nam Ti Âm. Ngươi tự do. Nói xong, thân hình hắn run lên, biến mất ở chân trời. Tại chỗ, Nam Ti Âm trầm mặc một hơi, sau đó nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía địa phương Dương Diệp biến mất. Nghĩ như thế coi như xong, không có cửa đâu. Nói xong, dưới chân nàng đột nhiên xuất hiện một đạo thải quang, sau đó quay người, chân trời xuất hiện một đạo cầu vồng. Ti Âm. Trong lòng Cung Cẩm giật mình, muốn đuổi tới, nhưng lúc này lão giả bên cạnh đột nhiên nói. Nếu như các hạ muốn cứu nữ tử kia, tốt nhất báo tin tộc nhân của nàng. Cung Cẩm nhìn về phía lão giả lại nói. Người này tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, dũng khí như thế, tất không phải người tầm thường, các hạ đuổi theo, không chỉ không có chút tác dụng, khả năng sẽ còn chọc hắn tức giận, để hắn giết người diệt khẩu. Tại chỗ, vẻ mặt Cung Cẩm biến ảo, cuối cùng nhất, hắn không có cùng đi lên, mà lấy ra một tảng đá. Lão giả thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía phụ mẫu trí nữ. Bắt đầu từ hiện tại, các ngươi không phải đệ tử nội môn. Nghe vậy, hai người hoảng hốt. Mà lúc này, lão giả lại nói. Hiện tại, các ngươi trở thành đệ tử chân truyền. Hai người đầu tiên là ngẩn người, sau đó mừng như điên. Chân trời, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, đột nhiên hắn ngừng lại, quay người, Nam Ti Âm đã ở phía sau hắn. Dương Diệp nhìn đối phương một chút. Thế nào? Nam Ti Âm cười nói. Đừng quên, hiện tại ta là tỷ nữ của ngươi. Dương Diệp nói. Muốn chết muốn điên như vậy. Nam Ti Âm đi đến trước mặt Dương Diệp. Làm người phải nói lời giữ lời, Nam Ti Âm ta dám cùng ngươi đánh cược, tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Cho nên từ hiện tại, ta chính là tỷ nữ của ngươi. Đoạn Nhai Sơn ở đâu? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Giờ khắc này, hắn mới nhớ tới, mình còn không biết làm sao đi Đoạn Nhai Sơn. Đoạn Nhai Sơn. Nam Ti Âm nao nao, ánh mắt lập tức sáng lên. Ngươi muốn đi Vu tộc? Dương Diệp nhíu mày. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Nam Ti Âm cười nói. Không hỏi, không hỏi. Bất quá, ngươi muốn đi Đoạn Nhai Sơn, ân, cái kia, ta vừa vặn cũng muốn đi, chúng ta cùng đi. Ta có thể dẫn đường cho ngươi. Để nữ nhân này đi theo, Dương Diệp tự nhiên là cự tuyệt, bởi vì thân phận của nữ nhân này không đơn giản, tiếp tục để nàng đi theo, phiền phức khẳng định không ngừng. Hắn không sợ phiền phức, nhưng không muốn có phiền phức tới tìm hắn. Hắn hiện tại, việc cấp bách là đi Vu tộc, sau đó đi thiên giới. Đúng lúc này, Nam Ti Âm lại nói. Muốn đi Đoạn Nhai Sơn, nhất định phải trải qua Bắc Thương Châu của nhân giới. Mà nơi đó có cường giả rất mạnh trấn thủ. Người bình thường căn bản không qua được, bất quá ta có biện pháp. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này âm thanh của Hậu Khanh đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Nàng nói không sai, Bắc Thương Châu, có Bắc Thương Vương trấn thủ, không có thủ lệnh của nhân quân, bất kỳ người nào cũng không thể đi Đoạn Nhai Sơn. Lúc trước ta cũng là vụng trộm tới, mà lấy thực lực ngươi bây giờ, căn bản không có cách làm được. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó hắn nhìn về phía Nam Ti Âm. Thật có biện pháp. Đương nhiên. Nam Ti Âm cười nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy ngươi liền đi theo. Đúng rồi, tốt nhất đừng để tộc nhân của ngươi đến tìm ngươi. Thế nào, ngươi sợ? Nam Ti Âm cười nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Ti Âm, sau đó lạnh nhạt nói. Ta sợ ta không cẩn thận lại giết người. Nam Ti Âm. Nam Tư Âm quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Ngươi là người phương nào? Dương Diệp không có trả lời, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại, tâm thần chìm vào trong Hồng Mông Tháp.
tiền bối biết rõ lai lịch con dị thú trên ngọc bội kia không? Dương Diệp hỏi. Trước đó, Hồng Mông Tháp không cho ngọc bội kia tiến vào, này để cho Dương Diệp vô cùng nghi hoặc. Cái này rất không bình thường, vô cùng không bình thường. Hậu Khanh lắc đầu, sau đó nhìn về phía Cùng Kỳ. Cái. Dương Diệp cũng nhìn về phía Cùng Kỳ là yêu tộc, mà dị thú trên ngọc bội kia hiển nhiên là yêu thú, coi như không phải yêu thú, khẳng định cũng thuộc về yêu loại, Cùng Kỳ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Khối ngọc bội này cùng nha đầu kia chung một chỗ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cùng Kỳ trầm giọng nói. Dị thú này, nếu như ta không đoán sai, hẳn là thời kỳ thượng cổ, một loại yêu thú hết sức hung tàn, đế ngạc. Đế ngạc. Dương Diệp cùng Hậu Khanh nhìn nhau, cuối cùng hai người nhìn về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ trầm giọng nói. Đế ngạc, đản sinh ở thời kỳ thượng cổ, chuyên môn dùng long cùng phượng làm thức ăn. Nó trời sinh tính tàn bạo hung lệ, ở trong yêu tộc thời kỳ thượng cổ, ngoại trừ số ít yêu thú, căn bản không có yêu thú dám gây với nó. Chỉ có điều, không biết từ khi nào thì bắt đầu, đế ngạc nhất tộc dần dần biến mất. Mà hiện tại, dùng long phượng làm thức ăn. Nghe tới đây, mí mắt Dương Diệp không khỏi nhảy nhảy, này rất nghiêu bức a. Hơn nữa nhìn thần sắc của Cùng Kỳ, hiển nhiên rất kiêng đế ngạc trong truyền thuyết kỵ. Như vậy vấn đề đã đến, chí nữ rốt cuộc là thân phận gì? Không có suy nghĩ vấn đề này, hiện tại với hắn mà nói, việc cấp bách là phải đi đoạn nhai sơn. Trong hiện thực, Dương Diệp mở mắt, hắn nhìn thoáng qua Nam Tư Âm. Đi thôi. Nói xong, dưới chân hiện kiếm quang. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Sau khi Nam Tư Âm trầm mặc một hồi, nàng đột nhiên khẽ nở nụ cười. Thần bí, thật sự là thần bí, bất quá, như vậy mới thú vị. Nói xong, dưới chân nàng đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng, thoáng qua, một cầu vồng chói mắt xuất hiện ở chân trời xa, mà bản thể Nam Tư Âm thì đã biến mất. Trong quá trình ngự kiếm đi nhanh, Dương Diệp từ trong miệng Nam Tư Âm đối với nhân giới đã có một hiểu rõ đại khái. Nhân giới, cùng tất cả năm châu, theo thứ tự là Nam Lân Châu, Bắc Thương Châu, Đông Yên Châu, Tây Lang Châu, cùng với Trung Thổ Thần Châu. Năm châu, có năm vị trí cường giả nhân tộc trấn thủ, mà nhân quân, thì tọa trấn Trung Thổ Thần Châu, hiệu lệnh thiên hạ. Ngoại trừ năm châu, còn có Tam Đại Thánh Địa, dưới Tam Đại Thánh Địa là Thập Đại Động Thiên Phúc Địa. Trong đó, Tam Đại Thánh Địa địa vị cao nhất. Bởi vì cho dù là nhân quân, cũng không cách nào mệnh lệnh Tam Đại Thánh Địa. Mà giờ khắc này, Dương Diệp đối với thế lực của nhân quân cũng có chút hiểu biết. Quái vật khổng lồ chân chính. Thực lực cá nhân nhân quân, ở nhân giới tuyệt đối là thuộc về đỉnh phong nhất, trừ cái đó ra, thủ hạ của đối phương còn có vô số cường giả, ví dụ như bốn châu tứ vương, bốn người này, cũng đều là cường giả đỉnh phong. Mà giờ khắc này, hắn cũng hiểu rõ, minh bạch vì sao đối phương không tự mình tới tìm hắn. Hai nguyên nhân, thứ nhất, Dương Diệp hắn còn chưa đủ tư cách, tuy thực lực của hắn bây giờ đã vô cùng cường đại, nhưng ở trong mắt nhân quân, Dương Diệp hắn còn không có tư cách để cho hắn tự mình đến. Tiếp theo, nhân quân là nhân tộc thánh hoàng, mọi cử động sẽ bị vô số thế lực chú ý, đặc biệt là vu tộc, ma tộc còn có yêu tộc, nếu hắn đích thân tới, tất nhiên sẽ dẫn ra vô số phiền toái. Bất quá, hắn tin tưởng, đối phương rất nhanh sẽ tự mình đến tìm hắn. Hắn có tự tin này. Lúc này đây, mục đích của Dương Diệp và Nam Tư Âm là Bắc Thương Châu. Bắc Thương Châu ở trong năm Đại Châu, thực lực gần Trung Thổ Thần Châu nhất. Bởi vì nơi này, là đại môn của nhân giới, mà bên ngoài cánh cửa này, là nhân tộc đại địch, vu tộc. Mà hiện tại vị trí của bọn hắn, là Nam Lân Châu. Muốn tới Bắc Thương Châu. Theo lời của Nam Tư Âm mà nói, dùng tốc độ của hắn bây giờ, ít nhất cần nửa tháng. Nửa tháng? Tốc độ của hắn bây giờ sao mà nhanh? Thuấn tức vạn lý cái kia cũng là chuyện nhỏ, nhưng dùng tốc độ của hắn bây giờ cũng cần nửa tháng mới có thể đến Bắc Thương Châu, có thể thấy được thế giới này sao mà lớn. Đừng bay nữa. Ngay lúc này, Nam Tư Âm bên cạnh Dương Diệp đột nhiên nói. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Nam Tư Âm chỉ phía dưới nói. Nhìn xuống phía dưới chưa? Phía dưới có một tòa thành, trong thành, nhất định có bán công cụ phi hành, chúng ta có thể mua công cụ phi hành, bằng không thì cứ bay như vậy, sẽ mệt chết người đấy. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, tuy hắn có đầy đủ linh tinh, nhưng hắn cũng không muốn quá mệt mỏi,
dù sao không phải là một ngày hai ngày, mà là nửa tháng, mà nửa tháng này, nếu có công cụ phi hành thay bước, hắn có thể tiến vào trong Hồng Mông Tháp tu luyện. Hai người rơi xuống đất, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, trên cửa thành có khắc ba chữ to, Lam Yên Thành. Thành không phải đặc biệt lớn, nhưng lại rất cổ lão, hiển nhiên đã có một ít niên đại. Đi thôi, Nam Tư Âm nói. Dương Diệp nhìn đối phương, hắn cũng có chút không hiểu nổi ý đồ của nữ nhân này. Bởi vì đến bây giờ, không có người đến tìm phiền toái, hiển nhiên nhất định là nữ nhân này làm cái gì, cho nên mới không có phiền toái. Mà đối phương đi theo hắn, vì cái gì? Chẳng lẽ thật chỉ là hiếu kỳ hắn? Hay là vì vui? Dương Diệp lắc đầu, không suy nghĩ những thứ này, đi theo đối phương. Trong thành, Dương Diệp tò mò quan sát bốn phía, kỳ thật thượng giới cùng hạ giới cũng không có khác nhau gì lớn, người giống nhau, thiên giống nhau, địa giống nhau. Nếu phải nói bất đồng, cái kia chính là người thượng giới hiển nhiên mạnh mẽ hơn người hạ giới rất nhiều. Bởi vì tiến vào trong thành, Dương Diệp nhìn thấy huyền giả, thấp nhất cũng là tôn giả cảnh, cho dù là một tiểu hài tử mười mấy tuổi, cũng là tôn giả cảnh. Điểm cất bước rất cao. Đi nhanh một chút. Ngay lúc này, Nam Tư Âm đột nhiên hô. Dương Diệp khẽ gật đầu, bước chân nhanh hơn, rất nhanh, hai người ngừng lại, ở trước mặt hai người là một lầu cao, khoảng chừng 7 tầng, chiếm diện tích mấy vạn trượng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở đỉnh cao nhất có ba chữ to, Thiên Bảo Hành. Chủ nhân của Thiên Bảo Hành này cũng rất giỏi. Lúc này, Nam Tư Âm bên cạnh Dương Diệp đột nhiên nói. Đây chính là người ngay cả Tam Đại Thánh Địa cũng phải cho mặt mũi. Đi thôi. Dưới sự dẫn dắt của Nam Tư Âm, hai người tiến vào Thiên Bảo Hành, rất nhanh, một thanh niên chạy ra đón chào, đang định nói, Nam Tư Âm đột nhiên lấy ra một tấm thẻ màu vàng, khi nhìn thấy tấm thẻ này, sắc mặt thanh niên kia lập tức biến đổi. Thanh niên đối với Nam Tư Âm cung kính hành lễ một cái, sau đó nói, khách quý chờ một lát. Nói xong, hắn quay người bước nhanh đi vào nội đường. Lúc này, Nam Tư Âm cầm thẻ màu vàng nhìn Dương Diệp, cười. Nói, thẻ khách quý của Thiên Bảo Hành, Hoàng Kim. Ừ, trên Hoàng Kim là Tử Kim, sau đó, hết rồi. Dương Diệp nói, người muốn nói cái gì? Nam Tư Âm lắc đầu. Thật là một khúc gỗ, người có biết, muốn trở thành khách quý của Thiên Bảo Hành, đặc biệt là khách quý Hòa Ngô Kim, có bao nhiêu khó khăn hay không? Dương Diệp lắc đầu. Không biết. Nam Tư Âm đang muốn nói gì, lúc này, một nữ tử váy xanh dung mạo thanh tê xê ú đột nhiên đi ra, nữ tử váy xanh đi tới trước mặt Nam Tư Âm, cười nói. Không nghĩ tới ở địa phương vắng vẻ như thế này, vậy mà lại có quý nhân quang lâm. Tiểu Úc nữ tử Minh Thủy, là quản sự của nơi này, khách quý có gì cần, ở trong đủ khả năng, nhất định sẽ không chối từ. Nam Tư Âm nói. Ta cần một âm toa. Âm toa. Minh Thủy nao nao, có chút do dự. Như thế nào? Nam Tư Âm cau mày nói. Minh Thủy nói. Thật rất khó khăn, một chiếc âm toa duy nhất trong thành này đã bị người thuê, đối phương đã giao tiền đặt cọc, chúng ta không thể vô cớ hủy giao dịch. Như vậy đi, ta vì các hạ chuẩn bị một chiếc xuyên vân toa được không? Xuyên vân toa. Nam Tư Âm lắc đầu. Quá chậm. Chậm như thế nào? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Nam Tư Âm nói. Ít nhất phải một tháng mới có thể đến chỗ kia. Nghe vậy, Dương Diệp cũng hơi nhíu mày. Quá chậm, trong thành còn thương hội khác không? Nghe được lời của Dương Diệp, sắc mặt Minh Thủy hơi đổi một chút, vội vàng nói. Hai vị rộng lòng tha thứ, như vậy đi, hiện ta để thành chỉ cách nơi này gần nhất đưa một chiếc âm toa tới, như thế nào? Bao lâu? Nam Tư Âm nói. Nhanh nhất hai ngày. Minh Thủy nói. Nam Tư Âm nhìn về phía Dương Diệp lắc đầu. Chính ta đi thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Nam Tư Âm vội vàng ngăn ở trước mặt Dương Diệp. Đừng đi a, ta nghĩ biện pháp làm một chiếc âm toa đến. Dương Diệp chịu nổi, nàng nhưng ăn không tiêu. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này Minh Thủy kia đột nhiên hỏi. Hai vị là muốn đi nơi nào? Bắc Thương Châu. Dương Diệp nói. Nghe vậy, Minh Thủy kia cười nói. Không khéo. Vị cố chủ kia cũng cần đi Bắc Thương Châu, như vậy đi, các người cùng cưỡi một chiếc âm toa, như thế nào? Nam Tư Âm nhìn về phía Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Hai vị đi theo ta.
Minh Thủy nói xong đi sang bên cạnh. Đi theo Minh Thủy, hai người Dương Diệp đến trên đám mây, ở trong mây, ẩn núp một quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ này, đúng là chiếc âm toa kia, hình dáng như thuyền, nhưng lại có khác nhau, bởi vì hai đầu vô cùng bén nhọn. Lúc này trong âm toa đột nhiên chạy ra một nữ tử. Nữ tử ước chừng hơn 20 tuổi, mặc váy dài bạch sắc, dung mạo không thể nói dễ nhìn, nhưng không khó coi, nhìn rất điềm đạm nho nhã. Ở trên vai nữ tử, có một con tiểu điểu màu đen. Minh Thủy đi tới trước mặt nữ tử kia, nói với nữ tử vài câu, cuối cùng nàng kia nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Nam Tư Âm, sau đó nhẹ gật đầu. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Minh Thủy lập tức buông lỏng, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cùng Nam Tư Âm. Hai vị, mời. Dương Diệp cùng Nam Tư Âm nhẹ gật đầu, sau đó bay đến trên âm toa. Nữ tử nhìn Dương Diệp cùng Nam Tư Âm mỉm cười, Dương Diệp đang muốn nói, đột nhiên toàn thân Dương Diệp mau cốt tủng nhiên. Không có dấu hiệu nào. Tại sao có thể như vậy? Dương Diệp mãnh liệt nhìn về phía tiểu điểu trên vai nàng kia, tiểu điểu màu đen, chỉ lớn chừng quả đấm. Hiện tại Dương Diệp mới phát hiện, tiểu điểu này chỉ có một cái chân, giờ phút này tiểu điểu đang nhìn hắn chăm chú. Cứ như vậy nhìn xem. Cặp mắt của tiểu điểu hiện lên ám sắc, chợt nhìn, cũng không có chỗ đặc thù gì, nhưng bị tiểu điểu này nhìn, Dương Diệp cảm giác có chút sởn hết cả gai ốc. Không đơn giản. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này, nàng kia đột nhiên thò tay vỗ nhẹ nhẹ tiểu điểu lập tức cúi đầu, không nhìn Dương Diệp nữa. Nữ tử quay người nhìn Dương Diệp mỉm cười, sau đó đi vào bao xương của mình. Nữ nhân này không đơn giản, lúc này, Nam Tư Âm ở bên cạnh Dương Diệp đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Tư Âm, không nói gì, hắn đi vào bao xương của mình. Nam Tư Âm nhún vai. Thần khí cái gì chứ? Trong một gian phòng, nàng kia nhìn tiểu điểu trước mặt, bờ môi khẽ nhúc nhích, giống như giao lưu với tiểu điểu cái gì. Khí tức phu tộc. Nữ tử đột nhiên nói một câu. Tiểu điểu khẽ gật đầu. Thấy thế, lông mày nữ tử có chút nhíu lại. Xác định không? Tiểu điểu do dự một chút, sau đó lắc đầu, tiếp đó, miệng nó bắt đầu chuyển động. Một lát sau, lông mày nữ tử nhíu sâu hơn. Trong phòng Dương Diệp. Dương Diệp vừa ngồi xếp bằng xuống, thanh âm của Hậu Khanh ở trong đầu hắn vang lên. Tiểu tử, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, không nên ở nhân tộc bại lộ khí tức phu tộc trên người ngươi, bằng không thì ngươi sẽ có rất nhiều phiền toái. Ở chỗ này, cũng không phải hạ giới, ngươi giết mấy người, là có thể trấn nhiếp những người kia. Ngươi giết càng nhiều người, càng mạnh, nhân tộc sẽ càng không buông tha ngươi. Khí tức phu tộc, Dương Diệp trầm giọng nói. Ta biết. Ta đã dùng kiếm vực áp chế khí tức phu tộc trên người. Hậu Khanh thấp giọng thở dài. Tiểu tử, kiếm vực không phải vạn năng, cái thế giới này, ngoại trừ có các loại cường giả cường đại, còn có một chút thiên địa linh thú thiên phú dị bẩm, có năng lực kỳ dị, hoặc thứ gì khác. Ai, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn xác thực phải cẩn thận một chút, bị những cái gọi là nhân sĩ chính nghĩa kia đuổi giết, tư vị này cũng không dễ chịu. Sau khi cùng Hậu Khanh tán gẫu, Dương Diệp đi tới phòng tu luyện, trong phòng tu luyện, đám người Dương Liêm Sương đều có mặt. Bất quá giờ phút này, chúng nữ đều đang tu luyện. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người thiên nữ, giờ khắc này toàn thân thiên nữ xuất hiện hắc quang nhàn nhạt, giống như một vòng xoáy nhỏ. Nữ nhân này tu luyện công pháp, không đơn giản. Lúc này, thanh âm của Hậu Khanh vang lên lần nữa. Dương Diệp nói, như vậy là sao? Hậu Khanh nói, không biết, là một loại trực giác, hiện tại thân thể của nàng đang phát sinh một loại biến chất, một khi bị nàng cải biến thành công, khẳng định cực kỳ khủng bố. Dương Diệp lắc đầu, nhưng điều này quá lâu. Lâu, Hậu Khanh nói, này tính là lâu cái gì, có người vì tu luyện một môn công pháp hoặc huyền kỹ, bế quan trên trăm năm. Từ trình độ nào đó mà nói, tu luyện càng lâu, điều này đại biểu công pháp hoặc huyền kỹ kia càng tốt. Nếu nữ nhân này thành công, nhất định rất cường đại. Dương Diệp nhìn thoáng qua thiên nữ, sau đó nhẹ gật đầu, hắn cũng hy vọng là như thế. Không có quấy rầy đám người Dương Liêm Sương, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, hắn để kiếm ở một bên, mà lúc này, kiếm kia trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đi tìm Tiểu Bạch chơi rồi. Tuy Tiểu Bạch nghịch ngợm gây sự, nhưng nó vẫn chí nhân chí thiện, rất được thiên địa linh vật cùng sinh linh có ý thức yêu thích. Dương Diệp cười cười,
Sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, toàn thân hắn đột nhiên xuất hiện kim quang nhàn nhạt. Kim thân pháp tướng. Bây giờ thân thể của hắn, không chỉ có thần lực, còn có kim thân pháp tướng, có thể nói, cường giả minh cảnh bình thường căn bản khó có thể tổn thương hắn. Ngoại trừ nhục thân, hiện tại hắn càng dung hợp tất cả sở học, hơn nữa cải thiện, điều này làm cho kiếm của hắn càng đơn giản hơn, lăng lệ ác liệt hơn. Trừ cái đó ra, hắn còn có kiếm vực. Kiếm vực đã được hắn chậm rãi khai phát, không chỉ dùng để phòng ngự. Giao thủ với người, kiếm vực thi triển ra, không những áp chế đối thủ, càng có thể trong nháy mắt tăng lên kiếm kỹ của hắn. Có thể nói, hiện tại mặc dù hắn chỉ là chân cảnh lục đoạt, nhưng cường giả minh cảnh bình thường ở trước mặt hắn, căn bản không đủ nhìn. Bất quá Dương Diệp biết một điểm, chính là chút thực lực ấy ở thượng giới còn thiếu rất nhiều. Hắn có rất nhiều chuyện cần làm, mà mỗi một chuyện điều kiện tiên quyết, là cần phải có thực lực cường đại. Tu luyện. Bây giờ Dương Diệp không chỉ không ngừng đi cải thiện kiếm kỹ của mình, còn phải cố gắng tăng lên cảnh giới. Cảnh giới là căn bản, hắn đương nhiên sẽ không xem nhẹ cảnh giới của mình. Hắn tin tưởng, một khi đột phá đến minh cảnh, thực lực của hắn sẽ nhảy vọt. Niết bàn quả, linh đan. Dương Diệp lấy ra niết bàn quả cùng linh đan, tăng lên cảnh giới, cần linh khí cực kỳ nhiều đến chống đỡ, cũng may hắn không thiếu những vật này. Thời gian từng chút trôi qua, trong Hồng Mông Tháp đã qua 3 tháng. Lúc này trên người Dương Diệp tản mát ra khí tức càng ngày càng mạnh, bất quá mỗi lần đều rất nhanh bị Dương Diệp thu hồi. Cứ như vậy, Dương Diệp lại tính tọa 2 tháng, giờ khắc này, trên người hắn ngẫu nhiên tản mát ra khí tức đều làm không gian chung quanh rung động. Một lúc nào đó, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Hô! Trong miệng Dương Diệp phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt có vẻ thất vọng. Hắn cũng không có đạt tới minh cảnh, nhưng hắn đã đụng chạm đến tầng bình phong kia rồi. Hắn muốn cứng rắn xông vào, hiển nhiên đã thất bại. Không gấp được. Lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói. Ngươi có thể đụng chạm đến tầng bình phong kia, cái này đã vô cùng tốt. Ngày sau chỉ cần một chút cơ duyên, tầng bình phong kia sẽ bị ngươi phá vỡ. Mà có người, khả năng cuối cùng cả đời cũng không thể đụng chạm đến tầng bình phong kia. Dương Diệp cười cười. Ta minh bạch. Không có quá thất vọng, bởi vì mặc dù hắn không có đạt tới minh cảnh. Nhưng mấy tháng qua thu hoạch vẫn không tệ. Củng cố, cảnh giới của hắn được củng cố vô cùng tốt, trừ đó ra, hắn ở phương diện kiếm đạo cũng cảm ngộ rất nhiều thứ mới. Dương Diệp ra Hồng Mông Tháp, mà lúc này, cửa phòng của hắn đột nhiên vang lên. Vào đi, Dương Diệp nói. Cửa mở ra, Nam Tư Âm xuất hiện ở cửa. Nam Tư Âm quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói, sắp tới Bắc Thương Thành. Dương Diệp đứng dậy đi tới trước mặt Nam Tư Âm, hắn nhìn Nam Tư Âm. Ta không biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng theo ta là người, bổn sự khác không có, nhưng bổn sự gây phiền toái, cái kia không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nam Tư Âm nói, ngươi là muốn qua sông đoạn cầu. Dương Diệp lắc đầu, đang muốn nói, lúc này Nam Tư Âm đột nhiên cười nói. Nếu khư không có ta, ngươi không đi đoạn nhai sơn được. Dương Diệp nói, ý đồ của ngươi là cái gì? Nam Tư Âm trừng mắt. Không có gì, là cảm thấy chơi vui, bởi vì ta chưa bao giờ đi vu tộc, mà ngươi là muốn đi vu tộc, ta đoán đúng không? Dương Diệp nói, tùy ngươi vậy. Nói xong, hắn vượt qua Nam Tư Âm, đi ra khỏi phòng. Khóe miệng Nam Tư Âm nổi lên dáng tươi cười nghiền ngẫm. Thật bí ẩn, dùng năng lực của nữ nhân chết tiệt kia. Vậy mà cha không được lai lịch của ngươi, có ý tứ, có ý tứ. Trên âm toa, Dương Diệp đi tới biên giới, ở bốn phía có một màn sáng mỏng, quầng sáng này có thể ngăn trở khí lưu. Bên ngoài màn sáng là tinh không vô tận. Tinh không mịt mùng, cùng hạ giới không hề khác biệt, mênh mông như vậy, thâm sâu như vậy. Ngay lúc này, một nữ tử xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, sau đó nói khẽ. Các hạ tới Bắc Thương Thành, là muốn đi vu tộc. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói. Đi thì như thế nào, không đi thì như thế nào. Nữ tử mỉm cười, sau đó lại nói. Các hạ có ý kiến gì về vu tộc? Dương Diệp nhìn nữ tử. Ngươi muốn nói cái gì? Nữ tử cười nói. Không có gì, chẳng qua là hỏi một chút, vấn đề này đối với các hạ mà nói, rất khó trả lời sao.
Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nói. Nữ tử cười nói. Không có gì, chẳng qua là hỏi một chút, vấn đề này đối với các hạ mà nói, rất khó trả lời sao. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nói. Ta nhìn Vu tộc thế nào? Ta có cái nhìn gì cả, đây là câu trả lời của ta. Hai mắt nữ tử híp lại. Nếu các hạ gặp phải người của Vu tộc, sẽ như thế nào? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Không thế nào cả. Nghe vậy, tay trái nữ tử chậm rãi nắm lại. Các hạ là nhân tộc, với tư cách nhân tộc, nhìn thấy Vu tộc, người vậy mà không thế nào. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử. Mọi người nhân tộc là người tốt, người của Vu tộc đều là người xấu sao? Nữ tử nhìn Dương Diệp, không nói gì. Lúc này Dương Diệp lại nói. Có lẽ Vu tộc cùng các hạ có cừu hận gì, nhưng vì sao các hạ phải áp đặt cừu hận của mình lên thân người khác? Người hận Vu tộc, để cho người khác cũng muốn đi theo người hận Vu tộc, ý tưởng này, thật giống như có chút không tốt lắm đâu. Nữ tử đột nhiên mỉm cười. Các hạ đối với Vu tộc ấn tượng tựa hồ rất tốt. Dương Diệp nói. Ta đối với Vu tộc cùng nhân tộc, đều giống nhau. Ở trong lòng hắn, Vu tộc là người, nhân tộc cũng là người. Tuy hắn có cửu oán với nhân quân, nhưng hắn không căm thù toàn bộ nhân tộc, hắn còn không điên. Hơn nữa, nhân quân cũng không đại biểu được toàn bộ nhân tộc. Về phần Vu tộc, hắn chưa tiếp xúc qua, đương nhiên sẽ không vô cớ đi căm thù Vu tộc. Nhân tộc đại địch. Những thứ này, bất quá là người cầm quyền làm ra một ít trò hề mà thôi. Đơn giản mà nói, Dương Diệp hắn có ý nghĩ của mình, có tư tưởng của mình, mà không phải người khác nói cái gì, hắn nghe cái đó. Nghe được lời của Dương Diệp, nữ tử trầm mặc. Một lát sau, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ta ở trên người ngươi, cảm nhận được khí tức Vu tộc. Dương Diệp quay đầu nhìn nữ tử. Vậy thì thế nào? Nữ tử nhìn Dương Diệp, đột nhiên khóe miệng nàng có chút nhếch lên, thoáng qua, ở mi tâm nàng đột nhiên xuất hiện một ấn ký kỳ dị đỏ như máu, ấn ký hiện lên hình kiếm, lóe ra hồng quang nhàn nhạt. Lúc này, trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên thanh âm lo lắng của Hậu Khanh. Tiểu tử, đây là Liệp phu nhân, mau trốn đi. Hậu Khanh nói xong, một thanh trường mâu màu đỏ thẫm đột nhiên đâm vào trước ngực Dương Diệp. Xuy. Trường mâu dễ như trở bàn tay đâm thủng da của Dương Diệp, trường mâu tiến quân thần tốc, muốn đâm vào trái tim hắn. Dương Diệp tự nhiên không có ngồi chờ chết, thời điểm trường mâu đâm vào da hắn, cả người hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ngoài nghìn trượng, Dương Diệp nhìn bụng của mình, phần bụng đã vỡ ra một vết rách, máu tươi không ngừng từ trong đó tràn ra. Lúc này, thanh âm của Hậu Khanh vang lên lần nữa. Tiểu tử, cẩn thận vũ khí của nàng. Vũ khí của nàng là đặc thù chế tạo, chuyên phá phòng ngự Vu tộc chúng ta. Không đúng, tiểu tử, đừng dây dưa với nữ nhân này, tranh thủ thời gian chuồn đi, bằng không thì ngươi sẽ phiền toái lắm. Chuồn đi. Dương Diệp lắc đầu, đây không phải phong cách của hắn, hắn nhìn về phía nàng kia, lúc này nàng kia đột nhiên nói. Quả nhiên có huyết mạch Vu tộc. Ở trên trường mâu của nữ tử, một giọt máu tươi đang thiêu đốt, đó là máu của Dương Diệp. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Thân là nhân tộc, tu luyện công pháp Vu tộc, tội đáng chết. Nói xong, trường mâu trong tay nàng đột nhiên bắn nhanh ra, mà thời điểm trường mâu kia đi vào trước mặt Dương Diệp, bản thân đã ở sau lưng trường mâu, tay phải nàng cầm trường mâu, sau đó xoay tròn mãnh liệt. Dương Diệp nhìn thẳng nàng kia, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, sau một khắc, hai ngón tay hắn cũng thành kiếm chỉ, sau đó điểm về phía trước. Đầu ngón tay, kiếm quang quẩn quanh. Bành! Kiếm chỉ của Dương Diệp mới vừa cùng trường mâu của nữ tử kia tiếp xúc, trường mâu run lên kịch liệt, nhưng ngón tay của Dương Diệp lại như giật điện rụt trở về, cùng lúc đó cả người hắn lui mấy trăm trượng. Dương Diệp nhìn ngón tay của mình, đã dạn nứt ra. Vừa rồi chỉ cần chậm một chút, ngón tay hắn có khả năng phải phế. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua trường mâu trong tay nữ tử kia. Cái đồ chơi này thật sự khắc chế nhục thể của hắn. Tiểu tử, chớ cùng nàng chống đỡ, một khi trên người nàng lưu lại vết máu của ngươi, tiểu tử ngươi phiền toái liền lớn. Coi như là ta, cũng không dám ngạnh kháng với Liệp phu nhân nhất tộc các nàng, nghe ta một câu, hiện tại nhanh chạy. Thanh âm của Hậu Khanh có chút nóng nảy. Chạy! Dương Diệp cười khổ. Tiền bối, cứ chạy như vậy, ta cảm thấy quá sợ rồi. Vừa nói. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nàng kia,
Sau một khắc, hắn bước tới trước bước ra, điểm một cái, ở trước mặt nữ tử kia, không gian đột nhiên vỡ ra, thoáng qua, một đạo kiếm quang từ trong đó hiện lên, trực tiếp cắt về phía nữ tử. Hai mắt nữ tử chậm rãi đóng lại, tay phải nàng nắm chặt trường mâu trong tay, kiếm ấn ở mi tâm đột nhiên bạo phát ra một chùm sáng màu đỏ. Ầm. Đạo kiếm khí kia của Dương Diệp bị chùm sáng màu đỏ đánh nát, chùm sáng màu đỏ tốc độ không giảm, kích bắn về phía Dương Diệp. Mà lúc này, Dương Diệp đã không ở chỗ cũ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng nàng, lúc này đây, trong tay hắn nhiều hơn một chuôi kiếm. Rút kiếm. O-O-O-N-G. Một tiếng kiếm reo vang vọng, thoáng qua, một đạo kiếm quang từ trên xuống dưới chém một cái. Mà lúc này, nữ tử đột nhiên quay người, nâng mâu đâm một cái. Ầm. Dương Diệp bất động tại chỗ, còn nữ tử kia thì bị rung động đến hơn trăm trượng. Kiếm đến. Ngay lúc này, thanh âm của Dương Diệp vang lên, thoáng qua, 10 thanh kiếm hư ảo xuất hiện ở bốn phía nữ tử kia, sau một khắc, kiếm quang tung hoành, trực tiếp bao phủ nàng kia. Ngự kiếm thuật. Hắn hiện tại, có thể đánh gần, cũng có thể đánh xa. 10 thanh phi kiếm mang theo đạo đạo kiếm quang, tựa như cuồng phong bạo vũ vây hãm nàng kia trong đó. Mới đầu nữ tử chặt đứt qua mấy thanh phi kiếm, nhưng một thanh phi kiếm vừa biến mất, sẽ lập tức có một thanh phi kiếm mới bổ sung. Vô cùng vô tận. Khốc giả. Ngay lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm của nữ tử. Sau một khắc, một luồng khí tức cực kỳ khủng bố đột nhiên từ trong cơ thể nữ tử cuồn cuộn quét ra, thoáng qua, những phi kiếm kia của Dương Diệp bị cỗ khí tức này chấn vỡ. Mà lúc này, một con chim màu đen xuất hiện. Toàn thân hiện lên màu đen nhánh, chỉ có một cái chân. Con chim này Dương Diệp từng thấy, chính là lần đầu gặp mặt thấy con chim trên bả vai nữ tử kia. Bất quá bây giờ, con chim này so với lúc ấy lớn hơn nhiều lắm. Dương Diệp cầm kiếm mà đứng, tay phải hắn vươn về trước ra, sau đó nhìn con chim kia ngoắc một cái. Đến, bị Dương Diệp khiêu khích, trong mắt con chim kia thoáng hiện lệ khí, sau một khắc, hai chiếc cánh mãnh liệt vỗ, hóa thành một đạo hắc quang bắn mạnh về phía Dương Diệp. Dương Diệp muốn ra kiếm, lúc này con chim kia đột nhiên há miệng. Tíu tíu, một tiếng chói tai xuất hiện, thanh âm này, trực tiếp tiến vào tai của Dương Diệp, một chớp mắt kia, cả người Dương Diệp cảm giác không tốt. Màng nhĩ đau từng cơn, dường như bị vật gì xé rách. Mà một cái chớp mắt như vậy, con chim kia đột nhiên bay đến đỉnh đầu của Dương Diệp. Hai cái móng vuốt nắm bờ vai của hắn, muốn xé Dương Diệp ra. Lúc này, một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện ở trên người hắn. Kim thân pháp tướng. Giờ khắc này, Dương Diệp không dám chủ quan, thi triển ra kim thân pháp tướng. Khi hắn thi triển ra kim thân pháp tướng, đầu hắn lập tức khôi phục bình thường, mà lúc này hắn cảm giác được con chim kia đang bắt bờ vai của hắn xé ra. Đau nhức. Đây là cảm giác của Dương Diệp bây giờ. Lúc này trong lòng Dương Diệp vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, bởi vì nếu như hắn không có thi triển kim thân pháp tướng, vô cùng có khả năng đã bị con chim này xé. Không có suy nghĩ nhiều, Dương Diệp giơ kiếm đâm một cái. Bành! Con chim kia bị Dương Diệp chấn liên tục lùi lại, mà lúc này, nàng kia mang theo trường mâu đi tới trước mặt hắn. Nhìn thấy nữ tử nâng mâu đâm tới, hàn quang trong mắt Dương Diệp biến thành lệ khí. Nổi giận! Dương Diệp bước ra một bước, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện. Kiếm vực. Lúc này đây, hắn trực tiếp thi triển ra kiếm vực. Kiếm vực ra, Dương Diệp cầm kiếm biến mất ngay tại chỗ. Nhất kiếm sát na. Sau khi một kiếm này xuất hiện, sắc mặt nàng kia lập tức đại biến, sau một khắc. Xuy. Trường mâu trong tay nữ tử kia bị phân thành hai nửa, cùng lúc đó, một cánh tay bay ra ngoài. Dương Diệp đang muốn ra tay. Ngay lúc này, Nam Tư Âm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Không thể giết nàng. Dương Diệp cau mày, đang muốn nói, Nam Tư Âm kéo tay hắn. Lập tức ly khai. Nghe nhà đầu này, hiện tại lập tức ly khai. Nàng có con chim kia ở đây, người căn bản không có cách trong thời gian ngắn đánh chết nàng. Hiện tại ly khai, bằng không thì đợi tí nữa muốn đi cũng khó. Hậu Khanh đột nhiên nói. Hậu Khanh nói rất ngưng trọng. Dương Diệp không có kiên trì, nhẹ gật đầu. Dương Diệp nhìn thoáng qua nàng kia, lúc này nàng kia cũng đang nhìn hắn, thoáng qua, Dương Diệp cùng Nam Tư Âm trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau khi Dương Diệp rời đi, nàng kia nhìn cánh tay của mình, sau đó thấp giọng nói.
Kiếm vực. Ngay lúc này, ở trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một quang trận màu đỏ hình tam giác. Lúc này nữ tử lạnh nhạt nói. Ngươi đã tới chậm. Phía chân trời xa xôi, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, ở bên cạnh hắn là Nam Tư Âm. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, trong lòng hỏi. Tiền bối, Liệp phu nhân kia là cái đồ chơi gì? Hậu Khanh nói. Một gia tộc cổ xưa, rất thần bí, cho dù là Vu tộc ta hết toàn lực, cũng không có tra được lai lịch của bọn hắn. Chỉ biết bọn hắn cực kỳ nhằm vào Vu tộc chúng ta, không đúng, phải nói, sứ mạng của bọn hắn chính là săn giết người của Vu tộc chúng ta. Chuyên môn săn giết Vu tộc. Nghe vậy, Dương Diệp cau mày. Bọn họ cùng Vu tộc các ngươi có thâm cừu đại hận gì? Không biết. Hậu Khanh nói. Đám người Vu tổ đã từng tự mình xuất thủ qua, nhưng gia tộc này vẫn tồn tại. Cho nên hiện tại ngươi đã biết rõ vì sao ta để cho ngươi nhanh chóng rời đi rồi à? Bởi vì gia tộc này, thật sự không thể trêu vào, ít nhất ngươi bây giờ không thể trêu vào. Dương Diệp nói. Không phải là ta muốn chọc bọn hắn, là bọn hắn muốn gây chuyện với ta. Hậu Khanh nói. Tiểu tử, đối mặt thế lực này, ngươi tốt nhất là nhường một tí, bằng không thì, ngươi giết bọn hắn một người, đổi lấy chính là bọn họ đuổi giết vô cùng vô tận. Ta không nói giỡn với ngươi, ngươi đắc tội nhân quân không sao cả, nhưng tốt nhất chớ trêu chọc thế lực này, nếu không. Lúc này Dương Diệp nói. Tiền bối, không phải ta muốn đi trêu chọc bọn hắn, ngươi thấy không? Bây giờ là bọn hắn muốn tới giết ta. Hậu Khanh trầm mặc một hồi, sau đó nói. Không thể trêu vào, còn không trốn thoát sao? Dương Diệp lắc đầu, trốn. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Giải quyết vấn đề, chỉ có nắm đấm lớn mới có thể giải quyết vấn đề. Giảng đạo lý. Đương nhiên cũng được, nhưng vậy phải xây dựng ở dưới tình huống quả đấm ngươi cũng đủ lớn. Thử hỏi. Người bái kiến một con voi đi cùng một con kiến nói phải trái sao? Như biết rõ Dương Diệp suy nghĩ, Hậu Khanh lại nói. Tiểu tử, người phải hiểu rõ một chút, người bây giờ thật không có thực lực đi đối kháng Liệp phu nhất tộc. Nhân tộc không phải là có ngạn ngữ sao? Chịu đựng nhất thời gió êm sóng lặng. Dương Diệp cười cười. Không nói cái này, hiện tại chúng ta nhanh đi Vu tộc. Đúng, đi Vu tộc. Lúc này Hậu Khanh nói. Tuy Liệp phu nhất tộc thần bí cường đại, nhưng chỉ cần ngươi đi Vu tộc, bọn hắn liền hết cách với ngươi, bọn hắn còn không có năng lực tiến vào Vu tộc nháo sự. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó thu hồi tâm thần. Trong hiện thực, Dương Diệp vừa mở mắt, liền thấy một cặp mắt đang nhìn hắn, chủ nhân cặp mắt này dĩ nhiên chính là Nam Tư Âm. Nhìn cái gì? Dương Diệp hỏi. Nam Tư Âm quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Trên người ngươi thật sự có huyết mạch Vu tộc. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Thế nào, sợ? Nam Tư Âm lắc đầu. Sợ cũng không phải sợ, chẳng qua là ngươi khẳng định phải xong đời. Biết rõ người vừa rồi giết ngươi là ai không? Liệp phu nhất tộc, vô cùng kinh khủng. Nhân quân đã từng thu phục được một cường giả Vu tộc, nhưng cuối cùng, tên kia chết rồi. Nhân quân đè ép chuyện này xuống, ngoại nhân không biết. Nhưng chúng ta biết. Tên kia thật ra là bị Liệp phu nhất tộc giết. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi. Nam Tư Âm nói. Tuy Liệp phu nhất tộc rất lợi hại, nhưng nhà chúng ta không sợ bọn họ. Như vậy đi, ngươi cùng ta trở về. Nhà của ta còn thiếu cái coi cửa. Ngươi giúp ta canh cổng, ta bảo vệ ngươi một mệnh. Như thế nào? Dương Diệp đang muốn nói chuyện, đột nhiên một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện ở chân trời xa xôi. Bọn hắn lại tới nữa. Nam Tư Âm cười nói. Hiện tại đáp ứng vẫn còn kịp nha. Dương Diệp coi thường Nam Tư Âm, hắn quay người nhìn về phía không trung, lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói. Rút lui trước. Dương Diệp lắc đầu, hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn thẳng không trung, trong mắt hiện lên lệ khí. Thực con mẹ nó cho rằng lão tử dễ khi dễ đúng không? Trong tay Dương Diệp, kiếm bỗng nhiên rung động. Giờ khắc này. Dương Diệp là vô cùng tức giận. Hắn cùng với Liệp phu nhất tộc cũng không có ân oán gì, nhưng bởi vì trên người hắn có huyết mạch Vu tộc, lúc trước nữ nhân kia liền muốn mạng của hắn. Muốn mạng của hắn? Bá đạo! Liệp phu nhất tộc sao mà bá đạo? Ở đại thế giới này, Dương Diệp hắn không có gánh nặng gì, bởi vì thân nhân của hắn đều ở trong Hồng Mông Tháp. Có thể nói, hắn hoàn toàn không có nỗi lo về sau gì. Còn vừa rồi nói rút lui trước. Hắn đã làm qua một lần.
Đổi lấy là cái gì? Là đối phương theo đuổi không bỏ. Sự tình thực chứng minh, lui lại, chỉ có thể đổi lấy được một tấc lại muốn tiến một thước. Thấy một màn trước mắt này, Nam Tư Âm ở bên cạnh Dương Diệp trừng mắt nhìn. Ngươi sẽ không thật muốn giết người của Liệp Phu nhất tộc chứ? Dương Diệp không nói gì, ở dưới chân hắn, kiếm quang thoáng hiện, nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở phía xa. Ở trước mặt Dương Diệp, là nữ tử trước kia bị hắn chặt đứt một cánh tay, mà giờ khắc này, bên cạnh nữ tử còn có một trung niên. Trung niên mặc áo đen, trong tay cầm một thanh trường mâu giống như nữ tử, bất quá trường mâu này muốn cổ xưa hơn một chút. Trung niên quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Thân là nhân tộc, lại có huyết mạch phu tộc, còn tu luyện công pháp phu tộc, thật sự là đắm mình, ngươi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nâng tay phải lên, cắt đứt trung niên nói, hắn nhìn thẳng trung niên. Ta tu luyện công pháp phu tộc, liên quan gì đến ngươi? Lập tức, bầu không khí trong tràng khẩn trương lên. Trong mắt trung niên hiện lên vẻ lạnh lẽo. Xem ra ngươi rất tự tin, bất quá không sao, rất nhanh ngươi sẽ không tự tin được. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên bước ra một bước. Kiếm vực ra. Một bên, nàng kia biến sắc, vội vàng nhắc nhở. Cẩn thận. Nhưng lúc này, Dương Diệp đã ở trước mặt trung niên kia, sau một khắc, Dương Diệp cầm chặt chuôi kiếm mãnh liệt nhổ, sau đó chém xuống một cái. 80 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Đây là cực hạn của Dương Diệp thời khắc này. Kiếm ra, thiên địa biến sắc. Thời điểm Dương Diệp xuất kiếm, sắc mặt trung niên kia đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, mình có chút khinh địch. Không phải có chút, là nghiêm trọng khinh địch. Dưới sự gấp gáp, trung niên chỉ có thể giơ lên trường mâu trong tay cản lại. Ca sát. Bành. Theo một tiếng đứt gãy vang lên, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Nam Tư Âm, trung niên kia bị Dương Diệp bổ tới lui ngoài vạn trượng. Mà chỗ lúc trước trung niên đứng, là cây trường mâu kia, bất quá giờ phút này, trường mâu đã trở thành hai nửa. Uy thế của một kiếm, kinh khủng như thế. Cách đó không xa, Nam Tư Âm nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói khẽ. Người này, lợi hại như vậy. Xa xa, chiến đấu cũng không có chấm dứt. Sau khi Dương Diệp một kiếm đẩy lui trung niên, hai tay hắn vẫy một cái, trong chốc lát, 10 thanh khí kiếm lăng không xuất hiện ở bốn phía trung niên, sau một khắc, 10 đạo kiếm quang xoắn tới. Sở dĩ hắn không có bản thân đuổi theo, là bởi vì sau khi hắn một kiếm đẩy lui trung niên, nàng kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó, một thanh trường mâu đâm thẳng mi tâm của hắn. Nhìn nữ tử trước mắt, trong mắt Dương Diệp hiện lên lệ khí. Hắn chân phải đạp mạnh, cả người bắn ra. Nhất kiếm sát na. Hắn cùng với nữ tử cách vốn rất gần, một kiếm này đâm ra, lực lượng bạo phát sao mà khủng bố. Theo một tiếng nổ vang, cả người nàng bị chấn đến hơn vạn trượng, vừa dừng lại một cái, trong miệng không ngừng phun mấy ngụm máu, mà lúc này, Dương Diệp lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau một khắc, một đạo kiếm quang hung ác bổ về phía nàng. Nữ tử cũng không có chuyện gì, ngược lại đạo kiếm quang kia của Dương Diệp tiêu tán. Cùng lúc đó, Dương Diệp ngược lại trở về tại chỗ. Bởi vì ở trước mặt nữ tử, lại xuất hiện con chim màu đen. Giờ phút này, con chim kia gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, ở trong mắt nó, tràn đầy lệ khí, đương nhiên còn có một tia kiêng kỵ. Lúc này đây, nó không dám chủ động xuất kích. Mà ngăn cản ở trước mặt nữ tử, hơn nữa nhắc nhở nữ tử, để cho nữ tử rút lui. Nguy hiểm. Nó ngửi được cảm giác nguy hiểm. Nữ tử minh bạch ý đồ của nó, nhưng nàng có chút do dự, bất quá Dương Diệp không do dự. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở trước mặt con chim kia, nháy mắt, một đạo kiếm quang chém tới. Trong mắt hắc điểu thoáng hiện lệ khí, hét dài một tiếng, bay thẳng đến Dương Diệp. Một hơi sau. Con chim kia bay ra ngoài, mà trên người có chút địa phương đã rạn nứt. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, nữ nhân kia nheo mắt, muốn ra tay, nhưng sau một khắc, sắc mặt nàng đại biến, nhìn về phía trung niên cùng khí kiếm của Dương Diệp giao thủ. Cẩn thận! Nhưng đã muộn! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Sau một khắc, một cái đầu máu tươi rầm rề từ trong đó bay ra. Cái đầu lâu này, chính là của trung niên kia. Nhìn thấy một màn này, trong tràng lập tức tĩnh mịch xuống. Nam Tư Âm nhìn thoáng qua cái đầu kia, sau đó nàng đưa tay sờ sờ cổ họng của mình,
giờ phút này, nàng có chút nghĩ mà sợ. Bởi vì giờ khắc này, nàng mới phát hiện, nàng đi theo người nam tử này, lá gan rất lớn, ngay lúc ấy Dương Diệp nhéo yết hầu nàng, nếu như lúc ấy nàng không thỏa hiệp, đầu khẳng định đã dọn nhà. Liệp phu nhân cũng dám giết. Nam tư âm gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong lòng tràn ngập tò mò, người trước mắt này đến tột cùng là ai? Dương Diệp nhìn thoáng qua cái đầu kia, sau đó hắn nhìn về phía nữ tử xa xa, đang muốn ra tay, đột nhiên thân hình nàng kia khế động, xuất hiện ở trên lưng hắc điểu, sau một khắc, cả hai hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở trong tầm mắt Dương Diệp. Chạy thoát, tốc độ vô cùng nhanh. Dương Diệp cũng không có đuổi theo, bởi vì căn bản không có biện pháp đuổi theo, tốc độ của đối phương quá nhanh, hắn muốn đuổi theo mà nói, ít nhất phải đuổi theo mấy hiệu ngày mấy đêm. Thu hồi ánh mắt, Dương Diệp quay người, ở dưới chân hắn, một thanh kiếm hư ảo lặng yên xuất hiện. Sau một khắc, Dương Diệp ngự kiếm biến mất ở chân trời. Nam MC tự âm kia sau khi do dự một chút, cũng vội vàng đi theo. Người có biết Liệp Phu nhất tộc hay không? Trên đường đi, Nam Tư Âm hỏi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Tư Âm. Người muốn nói cái gì? Nam Tư Âm do dự một chút, sau đó nói. Liệp Phu nhất tộc không dễ chọc, cho dù là nhân quân, cũng sẽ không đi đơn giản trêu chọc bọn hắn. Người giết người của bọn hắn, trên người lại có huyết mạch phu tộc, tu luyện công pháp phu tộc. Bọn họ là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nói. Biết phu tổ không? Đương nhiên. Nam Tư Âm nói. Dương Diệp nói. Liệp phu nhất tộc lợi hại như vậy, vì sao bọn hắn không đi chém giết phu tổ kia? Này! Nam Tư Âm nghẹn lời. Dương Diệp nói. Nhìn thấy không, bọn hắn cũng chỉ là một bầy gia hỏa bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Bởi vì bọn họ biết rõ giải quyết xong vu tổ cùng những cường giả đứng đầu vu tộc kia, có thể giải quyết triệt để vu tộc. Nhưng bọn hắn không dám đi làm như thế, không phải sao? Nam Tư Âm do dự một chút, sau đó nói. Thế nhưng cho dù thật sự đúng như thế, vậy ngươi ở trong mắt bọn họ, chính là kẻ yếu a. Hơn nữa, ngươi thật giống như cũng không có thực lực của vu tổ. Vậy ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Nam Tư Âm lần nữa nghẹn lời. Dương Diệp cười nói. Trốn, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua ta sao? Hiển nhiên là không thể nào. Dù sao bọn hắn sẽ không bỏ qua ta, vậy vì sao ta còn phải buông tha bọn hắn? Giết một cái đủ vốn, giết hai cái là buôn bán lời. Nhưng nếu không giết, đến lúc đó ta bị bọn hắn giết, đây chẳng phải là lỗ chết sao? Nam Tư Âm suy nghĩ một chút, sau đó nói. Giống như cũng không sai. Chẳng qua là, ai, dù sao ngươi có phiền toái rất lớn rồi. Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, ở phía xa là một tòa thành. Lớn. Một tòa thành vô cùng lớn, cho dù hắn ở trên không trung bao quát, vẫn nhìn không tới phần cuối của tòa thành kia. Cái này là Bắc Thương Thành rồi. Lúc này, Nam Tư Âm đột nhiên nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Chúng ta đi xuống đi. Hai người rơi xuống đất. Khi hắn rơi xuống đất đứng ở trước mặt Bắc Thương Thành, một cảm giác nhỏ bé tự nhiên sinh ra, tựa như đang đối mặt vũ trụ. Bởi vì Bắc Thương Thành này, thật sự là quá to lớn rồi. Chỉ là tường thành, liền cao chừng mấy trăm trượng, đây là khái niệm gì, này tựa như một con kiến đứng ở trước một con voi. Đồ sộ không? Bên cạnh Dương Diệp, Nam Tư Âm cười nói. Thành này ở trong nhân tộc, còn không phải lớn nhất. Lớn nhất chính là đế đô ở trung thổ thần châu, chỗ đó mới là thật lớn. Dương Diệp nhìn thoáng qua tường thành. Thành này là dùng để phòng bị vu tộc sao? Nam Tư Âm nhẹ gật đầu. Cái tường thành này, một khi trận pháp mở, coi như là cường giả trên minh cảnh cũng khó dung chuyển. Trừ cái đó ra, trong thành này còn có sát chiêu vô cùng lợi hại. Sát chiêu. Dương Diệp nhìn về phía Nam Tư Âm. Nam Tư Âm trừng mắt nhìn. Cái sát chiêu gì, ta cái gì cũng chưa nói a. Dương Diệp không có hỏi tới, hắn quay đầu nhìn về phía Bắc Thương Thành, không thể không nói, người ở trước mặt tòa thành này, thật sự lộ vẻ rất nhỏ bé, cho dù là hắn, cũng khó có thể một kiếm phá mở tường thành, cho dù phá vỡ, đối với thành này mà nói, chỉ sợ cũng chẳng qua là gãi ngứa mà thôi. Hai người muốn vào thành, đột nhiên hai người đồng thời ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn, ở chỗ không xa, xuất hiện một quái vật khổng lồ. Long. Một cự long màu đen, dài chừng mấy trăm trượng,
ở trên lưng cự long, là một cung điện mô hình nhỏ. Cung điện vàng son lộng lẫy, vô cùng xa hoa. Long xa, Nam Tư Âm đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Nam Tư Âm. Cái quỷ gì? Nam Tư Âm nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Tượng trưng một loại thân phận, ở trong nhân tộc, thế lực dám nô dịch long tộc, cũng không có mấy cái, phàm là dám, vậy khẳng định đều không phải thế lực bình thường. Nhà các ngươi dám không? Dương Diệp đột nhiên hỏi, Nam Tư Âm cười nói. Nhà chúng ta không chỉ dùng long, còn dùng phượng, hơn nữa là kim long cùng kim phượng, so với gia hỏa trước mắt này cao hơn 2 cấp bậc. Dương Diệp, một cái, sau đó thu hồi ánh mắt. Lúc này Nam Tư Âm lại nói. Nhà của ngươi dám không? Đây là thăm dò thân phận của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Tư Âm, sau đó lạnh nhạt nói. Long gì gì đó, cấp bậc quá thấp. Nam Tư Âm. Kỳ thật Dương Diệp cũng không tính đang thổi, hắn ngay cả cùng kỳ cũng ngồi qua, cùng kỳ là cái gì? Đây chính là thượng cổ hung thú, còn là yêu tộc yêu vương, thân phận kia, là long tộc bình thường có thể so sánh sao? Bất quá Dương Diệp hắn rất ít xuất hiện, vô cùng ít xuất hiện, cho nên tuy hắn rất lợi hại, nhưng cho tới bây giờ hắn không nói. Ngay lúc này, thời điểm long xa đi ngang qua hai người bọn họ đột nhiên ngừng lại, tiếp đó một nam tử đang mặc cẩm bào từ cung điện đi ra, ở bên tay phải nam tử, là một tiểu nữ hài 8-9 tuổi. Nam tử cẩm bào ước chừng 20 mấy tuổi, tướng mạo anh tuấn, mỉm cười cho người cảm giác vô cùng tốt. Còn nữ hài kia, tiểu nữ hài mặc một bộ quần xanh, đỉnh đầu ghim một cây châm nho nhỏ, phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu. Nam tử cẩm bào lôi kéo tiểu nữ hài, ngón tay hắn chỉ Dương Diệp cùng nữ tử phía dưới, sau đó cười nói. Linh Nhi, vừa rồi ngươi hỏi ca ca tại sao phải tu luyện, hiện tại ca ca nói cho ngươi biết. Chứng kiến hai người kia không? Bọn hắn rất yếu, vô cùng yếu, cho nên vận mệnh của bọn hắn căn bản không nắm giữ ở trong tay mình, bởi vì ca ca có thể dễ như trở bàn tay giết bọn chúng. Mà bọn hắn, chỉ có thể cam chịu số phận, cái này là số mệnh của ngươi không cố gắng tu. Thật vậy chăng? Tiểu nữ hài mở to mắt, ngây thơ hỏi. Nam tử cẩm bào cười nói. Ca ca làm mẫu cho ngươi nhìn. Nói xong, hắn nhẹ nhàng chà chà, con rồng dưới chân hắn đột nhiên mở mắt, sau đó trực tiếp cắn về phía Dương Diệp cùng Nam Tư Âm. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Nam Tư Âm lập tức âm trầm xuống, mà Dương Diệp ở bên cạnh nàng thì sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Rất nhanh, con rồng kia đi tới đỉnh đầu của Dương Diệp cùng Nam Tư Âm, mở ra miệng lớn, muốn nuốt Dương Diệp cùng Nam Tư Âm vào trong miệng. Ngay lúc này, trong tay Dương Diệp đột nhiên nhiều một thanh kiếm, sau một khắc, một đạo kiếm quang phóng lên trời. Đạo kiếm quang này trực tiếp từ trong miệng cự long xuyên qua, trong nháy mắt. Giống. Trong tràng truyền đến tiếng long ngâm, trong thanh âm xen lẫn thống khổ vô tận. Nhưng sự tình còn chưa kết thúc, Dương Diệp đi vào đỉnh đầu cự long, đột nhiên cầm kiếm mãnh liệt chém xuống một cái. Xuy. Cự long còn chưa kịp phản ứng, đầu đã dọn nhà. Đồ long. Cự long ngã xuống đất, máu tươi vung vãi trên đất. Dương Diệp rơi vào trước mặt nam tử cùng nữ hài kia, tiểu nữ hài hiển nhiên có chút sợ, nhưng nam tử kia thần sắc nhưng rất bình tĩnh. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ hài kia, sau đó nói. Kỳ thật ca ca ngươi nói không sai, bởi vì các ngươi ở trong mắt ta, cũng là kẻ yếu, chỉ cần ta muốn, hiện tại ta có thể để cho huynh muội ngươi đầu dọn nhà, muốn nhìn một chút không? Tiểu nữ hài vội vàng lắc đầu như chống bỏi. Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Hắn không có nói chuyện, thu kiếm, quay người đi về phía Bắc Thương Thành. Bất quá sau khi rời đi, đột nhiên hắn ngừng lại, sau đó nói. Chỉ giết một con rồng, ta cảm thấy còn thiếu một chút gì. Mà thôi, vừa tới nơi này, vẫn là ít xuất hiện một chút đi. Nói lời xin lỗi, việc này cứ như vậy bỏ qua, ngươi cảm thấy thế nào? Lời này tự nhiên là nói với nam tử cẩm bào. Nam tử cẩm bào nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Sự tình khi trước, là tại hạ không phải, mong huynh đài rộng lòng tha thứ. Vừa nói, hắn cong ngón búng ra, một cái nạp giới bay đến trước mặt Dương Diệp. Vật bên trong, xem như là bồi lễ, mong huynh đài nhận lấy. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta sẽ không khách khí. Nói xong, tay phải hắn vung lên, thu hồi nạp giới, sau đó cầm kiếm đi về phía cửa thành. Một bên, Nam Tư Âm nhìn bóng lưng của Dương Diệp.
trong mắt lóe ra một tia ánh sáng khác thường. Rất nhanh, nàng vội vàng đi theo. Cự trên lưng long chết đi kia, tiểu nữ hài đột nhiên kéo tay áo của nam tử cẩm bào một cái, e sợ nói. Ca ca. Nam tử cẩm bào thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía tiểu nữ hài bên cạnh, cười nói. Linh Nhi đừng sợ, không có việc gì. Linh Nhi nói khẽ. Có muốn gọi Lâm Gia Gia tới hay không? Nam tử cẩm bào nói. Linh Nhi muốn báo thù. Linh Nhi do dự một chút, không nói gì thêm. Nam tử cẩm bào nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nữ hài. Linh Nhi, người sinh ra ở gia tộc chúng ta, có thành thục không hợp niên kỷ, ca ca lý giải, bởi vì năm đó ca ca cũng là như vậy. Tuy cái này để cho ngươi ở trong gia tộc được rất nhiều thứ ngươi muốn, nhưng cũng sẽ để cho ngươi mất đi rất nhiều thứ. Linh Nhi mở to mắt nhìn. Ca ca nói quá thâm ảo, Linh Nhi không hiểu. Nam tử cẩm bào cười cười, sau đó nói. Mới vừa rồi ca ca dạy ngươi một đạo lý, hiện tại ca ca lại dạy ngươi một cái đạo lý. Đến, ca ca hỏi ngươi, chúng ta cùng người nọ có thâm cừu đại hận gì không? Linh Nhi lắc đầu. Nam tử cẩm bào cười nói. Vậy Linh Nhi biết lai lịch vị ca ca kia không? Linh Nhi vẫn lắc đầu. Nam tử cẩm bào lại nói. Vậy Linh Nhi biết thực lực chân thật của vị ca ca kia không? Linh Nhi như trước lắc đầu. Nam tử cẩm bào nhẹ nhàng vuốt đầu Linh Nhi, sau đó cười nói. Ngươi xem, chúng ta cùng hắn không oán không cừu, Linh Nhi lại không biết thực lực cùng thân phận chân chính của hắn. Ngươi nói, vạn nhất Lâm lão tới cũng đánh không lại hắn thì sao? Hoặc lai lịch của hắn so với gia tộc chúng ta còn muốn lợi hại hơn thì sao? Khi đó, chúng ta bởi vì nhất thời yêu thích mà vì gia tộc đưa tới đại địch, ngươi nói, gia tộc sẽ đối đãi với chúng ta như thế nào? Hiện tại Linh Nhi còn muốn báo thù không? Linh Nhi lắc đầu. Nam tử cẩm bào cười nói. Thông qua sự tình vừa rồi, Linh Nhi có học được cái gì không? Linh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nói. Chúng ta phải khiêm tốn một chút. Nam tử cẩm bào nhẹ gật đầu. Là phải ít xuất hiện một chút. Đúng rồi, đợi tí nữa nếu nhìn thấy Thương Nguyệt tỷ tỷ của ngươi, cũng đừng đùa nghịch những tê ca hiểu tâm tư kia, bằng không thì, ngươi sẽ bị nàng đuổi ra Bắc Thương Thành. Linh Nhi nhẹ gật đầu. Linh Nhi minh bạch. Rất nhanh, hai huynh muội tiến vào Bắc Thương Thành. Vì cái gì ngươi không giết nam nhân kia? Tiến vào trong thành, Nam Tư Âm đi tới bên cạnh Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp lắc đầu, không nói gì. Lúc trước sở dĩ hắn không giết người, hai nguyên nhân, một là bởi vì hắn không muốn chọc ra quá nhiều phiền toái, thân phận người kia không tầm thường, tuy hắn không sợ, nhưng giết, nhất định sẽ có rất nhiều phiền toái. Nguyên nhân thứ hai, vẫn là phiền toái. Vừa rồi, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức mịt mờ, cỗ khí tức kia tập trung vào hắn, nếu như hắn xuất thủ, chủ nhân đạo khí tức này sẽ ra tay. Vì giảm bớt phiền toái, hắn không có ra tay. Lúc này Nam Tư Âm lại nói. Sao ngươi không nói chuyện? Dương Diệp nhìn về phía Nam Tư Âm. Ta muốn đi vu tộc. Nam Tư Âm do dự một chút, sau đó nói. Có thể nói một chút tại sao ngươi phải đi vu tộc không? Dương Diệp nói. Không thể. Nam Tư Âm nhếch miệng, sau đó nói. Không nói thì không nói, ai mà thèm biết rõ. Lại nói, ngươi muốn đi vu tộc mà nói, thì nhất định phải có thủ lệnh được Bắc Thương Vương phủ cho. Chỉ có thủ lệnh kia, người mới có thể từ Bắc Thương môn của Bắc Thương thành ly khai. Nói đến đây, nàng như biết Dương Diệp đang suy nghĩ gì, lập tức nói. Đừng nghĩ xông vào, chỗ đó coi như là Liệp Vu nhất tộc muốn đi vu tộc, cũng phải được thủ lệnh của Bắc Thương Vương phủ. Bởi vì ở nơi đó, không chỉ có một trận pháp vô cùng cường đại, còn có ít nhất hai vị siêu cấp cường giả. Dương Diệp trầm giọng nói. Người có biện pháp, đúng không? Nam Tư Âm cười nói. Không khéo, thật là có. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Nói điều kiện của ngươi xem. Nam Tư Âm nói. Ta muốn cùng đi vu tộc với ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp cau mày. Ngươi đi vu tộc làm chi? Vậy ngươi đi vu tộc làm gì? Nam Tư Âm hỏi lại. Dương Diệp đi đến trước mặt Nam Tư Âm, hắn nhìn thẳng Nam Tư Âm. Nam cô nương, ta biết, thân phận của ngươi rất không bình thường, thực lực cá nhân cũng rất tốt. Nhưng lúc này đây ta phải đi là vu tộc, ở chỗ đó, thân phận của ngươi chẳng có tác dụng gì, còn thực lực của ngươi, thứ cho ta nói thẳng, loại người như ngươi, ta có thể đánh 10 cái. Khóe miệng Nam Tư Âm có chút co lại. Ngươi có ý tứ gì?
Dương Diệp nói, ngươi dùng gia thành làm điều kiện, ta không thể cự tuyệt. Nhưng nếu như ngươi cùng ta đi Vu tộc, ta sẽ không bảo vệ ngươi, cũng không có tinh lực bảo hộ ngươi. Ta không muốn ngươi bảo hộ. Nam Tư Âm nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy tùy ngươi vậy. Đi, chúng ta đi Bắc Thương Vương Phủ. Nam Tư Âm nói. Vừa nói, nàng vừa đi xa, Dương Diệp không nói gì, đi theo lên. Chỉ chốc lát, hai người đi tới Bắc Thương Vương Phủ. Vương Phủ rất lớn, chiếm diện tích khả năng hơn 10 vạn trượng. Trước cổng chính, bày đặt hai tượng đồng dị thú cao tới mấy trăm trượng. Ở chỗ này chờ ta. Nam Tư Âm nói xong, sau đó liền nghênh ngang đi đến đại môn. Thời điểm Nam Tư Âm sắp đi đến đại môn, đột nhiên, nàng ngừng lại, nàng lấy ra một tấm ngọc bội dương lên, rất nhanh, đại môn kia mở ra, Nam Tư Âm bước nhanh tiến vào trong đó. Sau khi Nam Tư Âm tiến vào Bắc Thương Vương Phủ không lâu, đột nhiên, ba lão giả mặc trường bào màu vàng óng đột nhiên xuất hiện ở chung quanh Dương Diệp. Ba khí tức trực tiếp khóa ở trên người Dương Diệp, hơn nữa còn thả ra khí thế của mình nghiền ép về phía Dương Diệp. Lúc này, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, sau đó nói. Lòng tốt báo cho biết, tâm tình của ta không quá tốt. Tâm tình thật không tốt. Dương Diệp không có đùa, tâm tình của hắn bây giờ xác thực không tốt lắm. Bởi vì đoạn đường này, hắn còn chưa làm được sự tình gì, nhưng phiền toái lại một cái tiếp một cái. Phiền toái. Hắn không sợ phiền toái, nhưng hắn không muốn có phiền toái. Bất quá không như mong muốn, phiền toái luôn tìm hắn. Lão giả cầm đầu khóe miệng nổi lên vẻ chế nhạo. Tâm tình không tốt, yên tâm, rất nhanh ngươi sẽ không có tâm tình rồi. Thanh âm rơi xuống, một cỗ khí thế từ trong cơ thể cuồn cuộn quét ra. Ngay lúc này, ở trong Bắc Thương Vương Phủ, đột nhiên truyền đến một giọng nói. Cút! Tiếng như sấm sét nổ vang, đinh tai nhức óc. Nghe vậy, sắc mặt của lão giả cầm đầu hơi đổi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Bắc Thương Vương Phủ, trong mắt nhiều hơn vẻ kiêng kỵ. Mà đúng lúc này, Nam Tư Âm từ trong Bắc Thương Vương Phủ đi ra, thấy ba lão giả, không khỏi nao nao, rất nhanh, nàng sầm mặt lại. Cung cầm để các ngươi tới. Lão giả cầm đầu nhìn Nam Tư Âm thi lễ một cái. Tư Âm tiểu thư, thiếu gia hắn chẳng qua là lo lắng tiểu thư an nguy, cho nên phái chúng ta tới bảo vệ tiểu thư. Nam Tư Âm lạnh nhạt nói. Ta đã từng nói với hắn, để hắn đừng cho người nhà của ta biết rõ, hắn hẳn không có thông chi người nhà của ta chứ. Lão giả lắc đầu. Không có. Nam Tư Âm khẽ gật đầu, sau đó nói. Các ngươi trở về đi, ta không có gặp nguy hiểm. Lão giả kia do dự. Nam Tư Âm nhíu mày. Như thế nào? Lão giả kia nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Tư Âm tiểu thư, người này tuyệt đối không phải người lương thiện, người đi theo hắn, thật sự là vô cùng nguy hiểm. Lão hủ cả gan, kính xin Tư Âm tiểu thư cùng bọn ta trở về. Nam Tư Âm đi tới trước mặt lão giả kia. Hảo ý tâm lĩnh, nhưng ta nói lại một lần, các ngươi trở về, rõ ràng chưa? Lão giả do dự một chút, cuối cùng hắn thấp giọng thở dài, sau đó nhẹ gật đầu. Tiểu thư bảo trọng. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như nàng có một chút tổn thương, người tất thần hồn câu diệt. Nói xong, cùng hai lão giả bên cạnh biến mất ngay tại chỗ. Thần hồn câu diệt. Dương Diệp không có đi quản ba lão giả kia, mà là nhìn về phía Nam Tư Âm. Nam Tư Âm nói. Bọn hắn không phải người của gia tộc ta, là của cung gia ta. Dương Diệp lắc đầu. Ta đối với cái này không có hứng thú. Nam Tư Âm nhếch miệng, sau đó nói. Thủ lệnh của Bắc Thương Vương, không lấy được. Nghe vậy, Dương Diệp cau mày, lúc này Nam Tư Âm lại nói. Bắc Thương Vương cũng không ở trong thành, mà tiến về Đoạn Nhai Sơn trấn thủ, chỉ có hắn cùng với nữ nhi của hắn Bắc Thương Nguyệt gật đầu mới được, cho nên hiện tại chúng ta phải đi tìm Bắc Thương Nguyệt kia. Bắc Thương Nguyệt. Dương Diệp nói. Nàng ở đâu? Nam Tư Âm nói. Đi, chúng ta cùng đi. Nói xong, nàng quay người đi xa. Dương Diệp cũng lập tức đi theo. Tiểu tử, trong thành này, phải cẩn thận một chút. Lúc này, thanh âm của Hậu Khanh vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Cái chỗ này, cường giả rất nhiều, mà Bắc Thương Vương kia, lại càng không cần phải nói, căn bản không phải ngươi bây giờ có khả năng địch, cho dù là ta thời kỳ toàn thịnh cũng không phải đối thủ của hắn. Bắc Thương Vương. Trong lòng Dương Diệp hỏi. Làm người như thế nào?
Hậu Khanh nói, người này ở trong nhân tộc, tính được là một nhân vật. Trong tay hắn, trưởng quản một chi kỵ binh, cái này là Thương Long Thiết Kỵ tiếng tăm lừng lẫy trong nhân tộc. Chi kỵ binh này cũng không phải kỵ binh thông thường, ngày sau nếu như ngươi có cơ hội, có thể tự mình nhìn xem. Cùng nhân quân là một phe. Dương Diệp nói. Hậu Khanh nói. Bọn hắn xem như một phe, bất quá theo tư liệu vu tộc ta nắm giữ, tựa hồ gia hỏa này cũng bị nhân quân kiêng kỵ. Kỳ thật cũng bình thường, thực lực của Bắc Thương Vương là không thể nghi ngờ, mà quân đội dưới tay hắn, quanh năm cùng vu tộc ta giao thủ, chiến lực ở trong bốn vương gia khác họ, có thể nói là mạnh nhất. Nếu như ngươi là hoàng đế, thủ hạ có loại người này, ngươi sẽ không kiêng kỵ sao? Dương Diệp nói, tiền bối là người vu tộc, nhưng tiền bối đối với Bắc Thương Vương này tựa hồ. Tựa hồ không có cửu hận như vậy đúng không? Hậu Khanh nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hậu Khanh nói, tuy nhân tộc cùng vu tộc giao chiến, Bắc Thương Vương này càng giết không biết bao nhiêu cường giả vu tộc ta, nhưng vu tộc ta đồng dạng giết không biết bao nhiêu cường giả nhân tộc. Ở trong lòng chúng ta, địch nhân cường đại, là đáng giá tôn kính. Đương nhiên. Tuy tôn kính, nhưng đáng giết vẫn phải giết. Dương Diệp cười cười, đang muốn nói gì, lúc này bên tai truyền đến thanh âm của Nam Tư Âm. Đã đến. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lại, ở trước mặt bọn họ là một cung điện nhỏ hơn Bắc Thương Vương Phủ, cũng không xa hoa bằng, nhưng lại rất tinh xảo, ở cửa cung điện là hai tượng dị thú thật to. Biết rõ đây là yêu thú gì không? Nam Tư Âm đột nhiên hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Nam Tư Âm cười nói. Đây là ưng linh thú, tốc độ phi hành, nhanh hơn ngươi nhiều. Dương Diệp nói. Nói chính sự. Thật sự là không thú vị. Nam Tư Âm liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Đúng rồi, nhìn thấy Bắc Thương Nguyệt này, ngươi cũng chớ làm loạn. Nữ nhân này, là nhân vật số 2 của Bắc Thương Thành, ở Bắc Thương Thành này, thanh danh của nàng gần cha nàng Bắc Thương Vương nhất. Dương Diệp nói. Yên tâm, ta cũng không phải người sằng bậy. Nam Tư Âm nhẹ gật đầu. Đi thôi, vừa nói, nàng đi tới trước cung điện kia, lúc này một trung niên xuất hiện ở trước mặt Nam Tư Âm. Nam Tư Âm lấy ra một ngọc bội, sau đó nói. L nhờ chuyển cáo Thương Nguyệt tiểu thư, nói người của Nam Tư gia có việc, muốn gặp nàng một chút. Không phải cầu kiến, mà là muốn gặp. Nghe được lời của Nam Tư Âm, trung niên kia cau mày, thần sắc có chút không vui. Nhưng khi hắn nhìn thấy ngọc bội của Nam Tư Âm, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc. Một lát sau, trung niên nói khẽ. Tiểu thư chờ một lát. Nói xong, trung niên quay người tiến vào trong cung điện. Không đến ba hơi, trung niên lại xuất hiện ngay tại chỗ, sau đó nói. Tiểu thư, mời. Nam Tư Âm quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Đi thôi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hai người đi theo trung niên tiến vào trong đại điện. Vừa mới vào đại điện, một nữ tử đi về phía hai người. Nữ tử từ dung mạo đến xem, chỉ có 20 tuổi, vô cùng mỹ lệ, ngũ quan tinh xảo không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào, đặc biệt là dáng người, không chỉ cao gầy, còn vô cùng nhỏ nhắn, tăng thêm váy trắng bó sát người, điều này làm cho thân hình của nàng càng nóng như lửa. Nữ tử này, đúng là nữ nhi của Bắc Thương Vương, Bắc Thương Nguyệt. Ánh mắt của Bắc Thương Nguyệt rơi vào trên người Nam Tư Âm, mặt mang vui vẻ. Nguyên lai là Tư Âm muội muội, như thế nào, Tư Âm muội muội không đi sông thí luyện chi lộ của thập đại động thiên phúc địa, ngược lại chạy đến Bắc Thương Thành ta. Bắc Thương Thành ta giống như không có gì để cho muội muội sông a. Nam Tư Âm cũng là tay già đời, lập tức thuận thế giữ chặt tay của Bắc Thương Nguyệt, cười nói. Đã sớm nghe nói Thương Nguyệt tỷ là nữ trung hào kiệt, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Cứ như vậy, hai nữ người một câu ta một câu. Giống như lão bằng hữu bao năm không thấy. Nhưng Dương Diệp rõ ràng, hai nữ nhân này ở trước đó, căn bản cũng không nhận thức. Con mẹ nó quá giả. Hai mắt Dương Diệp nhắm lại, hai nữ nhân này đều quá giả dối. Một lát sau, ánh mắt của Bắc Thương Nguyệt đột nhiên rơi vào trên người Dương Diệp, sau đó nói. Vị này là... Hắn là một bằng hữu của ta. Nam Tư Âm cười nói. Thật xấu hổ. Lần này hai người chúng ta tới Bắc Thương Thành, là có chuyện muốn nhờ. Ồ! Bắc Thương Nguyệt nhìn hai người, sau đó cười nói. Không biết là chuyện gì? Nam Tư Âm nói. Chúng ta muốn đi Đoạn Nhai Sơn. Đoạn Nhai Sơn.
Bắc Thương Nguyệt nói. Hai vị muốn đi Vu tộc. Nam Tư Âm nghiêm mặt nói. Đúng vậy. Nàng biết, việc này căn bản không giấu được. Đã như vậy, không bằng dứt khoát thừa nhận. Nụ cười trên mặt Bắc Thương Nguyệt dần dần biến mất. Một lát sau, nàng nói. Tư Âm muội muội nên biết, Đoạn Nhai Sơn này, không phải ai muốn đến thì đến. Đặc biệt là người có thân phận như Tư Âm muội muội, đương nhiên, ta cũng không có ý gì khác, chẳng qua là, Tư Âm muội muội hẳn biết, Bắc Thương Thành liên quan nhân tộc an nguy, một chút lầm lỗi cũng không thể ra. Nam Tư Âm nói, Thương Nguyệt tiểu thư là sợ chúng ta phản bội nhân tộc, hay nói, chúng ta sẽ tư thông Vu tộc. Bắc Thương Nguyệt mỉm cười. Tư Âm tiểu thư nói giỡn. Nam Tư Âm nói, Thương Nguyệt tiểu thư không thể dàn xếp một chút sao? Bắc Thương Nguyệt khẽ lắc đầu. Chuyện khác dễ nói, nhưng việc này. Nam Tư Âm còn muốn nói điều gì, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Còn có địa phương khác đi thông Đoạn Nhai Sơn không? Nam Tư Âm nhìn về phía Dương Diệp. Có ngược lại là có, nhưng phải lượn qua con đường cực xa, chính là trực tiếp vượt qua Bắc Thương Châu, dù sao dùng tốc độ của ngươi, ít nhất cũng cần gần 2 tháng. Nghe vậy, lông mày Dương Diệp không khỏi nhíu lại. Vì sao hai vị muốn đi Vu tộc? Lúc này Bắc Thương Nguyệt đột nhiên hỏi. Nam Tư Âm nhìn về phía Dương Diệp, đây cũng là chỗ mà nàng nghi hoặc. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Bắc Thương Nguyệt lập tức nhìn về phía Dương Diệp, lần thứ nhất trong mắt nàng có một tia xem kỹ. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Không có việc gì, nghe nói bên kia rất vui, cho nên muốn đi chơi. Nghe vậy, Nam Tư Âm nhất thời đen mặt lại. Còn có thể tìm lý do nát hơn không? Nghe được lời của Dương Diệp, Bắc Thương Nguyệt lạnh nhạt nói. Chỗ kia nguy hiểm, các hạ vẫn là chuyển sang nơi khác chơi đi. Không có thương lượng sao? Dương Diệp nói. Bắc Thương Nguyệt lắc đầu. Nghe vậy, Dương Diệp sầm mặt lại, kiếm trong tay hắn bắt đầu rung động. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Nam Tư Âm biến đổi, nàng vội vàng đi tới bên cạnh Dương Diệp, kéo lại cánh tay của Dương Diệp. Nói khẽ. Ngươi chớ làm loạn. Đây là Bắc Thương Thành, nếu như Dương Diệp sằng bậy, 10 cái mạng cũng không đủ chết. Một bên, trên tay Bắc Thương Nguyệt nhiều hơn một chén trà, nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, làm như không thấy được cử động của Dương Diệp. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên cười cười, sau đó nhìn về phía Nam Tư Âm. Chúng ta đi thôi. Nam Tư Âm do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Có rảnh thường đến. Lúc này Bắc Thương Nguyệt đột nhiên cười nói. Nam Tư Âm đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu nhìn về phía Bắc Thương Nguyệt, sau đó nói. Kỳ thật ta có chút hiếu kỳ, dùng thân phận của ta, ta nghĩ Bắc Thương Nguyệt tiểu thư hẳn sẽ không cự tuyệt hai người chúng ta. Nhưng Thương Nguyệt tiểu thư vẫn cự tuyệt, rất không minh bạch. Bắc Thương Nguyệt mỉm cười. Nếu Nam Tư Âm tiểu thư một mình muốn tiến đến Đoạn Nhai Sơn, tùy thời có thể. Nghe vậy. Nam Tư Âm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Đối tượng không nhắm vào Nam Tư Âm nàng, mà là Dương Diệp. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta tựa hồ không có đắc tội qua Bắc Thương Thành nha. Bắc Thương Nguyệt cười nói. Tự nhiên không có, bất quá tựa hồ các hạ đắc tội những người khác. Nghe được lời của Bắc Thương Nguyệt, Dương Diệp đại khái biết là người nào rồi. Nữ nhân Liệp Phu nhất tộc kia. Bởi vì chỉ có nữ nhân kia biết bọn hắn muốn đi Đoạn Nhai Sơn, hơn nữa thế lực của Liệp Phu nhất tộc giống như cũng rất lớn, chỉ có đối phương có mặt mũi để cho Bắc Thương Thành ngăn cản hắn qua thành. Âm hồn bất tàn a. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía Nam Tư Âm. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong điện, Nam Tư Âm nhìn thoáng qua Bắc Thương Nguyệt. Nghe đồn, Bắc Thương Nguyệt tiểu thư có khả năng nhìn người, được xưng Bắc Thương Châu bá nhạc. Nhưng hôm nay vừa nhìn, hắc hắc. Nói xong, nàng quay người bước nhanh đi ra đại điện. Ngay sau khi Nam Tư Âm rời đi, trong điện đột nhiên nhiều một nam tử hoa bào. Bắc Thương Nguyệt nhìn về phía nam tử khẽ lắc đầu. Cha không được lai lịch của hắn, bất quá cha được một sự kiện. Liệp Phu nhất tộc có người vẫn lạc. Nghe vậy, hai mắt Bắc Thương Nguyệt híp lại. Là hắn làm. Nam tử khẽ gật đầu. Không dám xác định. Nhưng khả năng rất lớn. Dám giết Liệp Phu nhất tộc. Trên mặt Bắc Thương Nguyệt đột nhiên xuất hiện vẻ tươi cười. Có chút ý tứ. Nam tử nói. Nguyệt tiểu thư nên biết hắn không phải người bình thường. Nhưng vì sao không thả hắn ly khai Bắc Thương Thành,
để đối phương thiếu nhân tình. Bắc Thương Nguyệt lắc đầu. Bắc Thương gia ta trấn thủ Bắc Thương Châu, cùng Vu tộc đối kháng, Liệp Phu nhất tộc này đối với chúng ta có nhiều trợ giúp, chúng ta tự nhiên không thể bởi vì một người lai lịch không rõ mà đắc tội bọn hắn. Nam tử nói. Nhưng như vậy, không thể nghi ngờ là đắc tội nam tử này cùng tiểu thư của Nam Tư gia. Bắc Thương Nguyệt mỉm cười. Nàng, chẳng qua là tiểu thư của Nam Tư gia, không phải thế tử của Nam Tư gia. Còn nam tử kia, nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lạnh nhạt nói. Người như hắn, đừng nói đắc tội một người, đắc tội 100 thì như thế nào? Tự tin, không phải tự ngạo, cũng không phải tự phụ, là tự tin. Mà Bắc Thương Châu, Bắc Thương Vương Phủ, có năng lực này, có tự tin này. Sau khi ra ngoài, thần sắc của Nam Tư Âm vô cùng âm trầm. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Tư Âm, sau đó nói. Làm sao vậy? Nam Tư Âm trầm giọng nói. Nếu như ta là thế tử Nam Tư gia, nàng không dám đối với ta như vậy. Đáng tiếc ngươi không phải. Dương Diệp nhìn không được đả kích. Nam Tư Âm hừ lạnh một tiếng. Ta còn tốt, nàng ít nhất cho ta chút mặt mũi, còn ngươi, người ta là một chút mặt mũi cũng không cho ngươi. Dương Diệp cười cười, sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua cung điện sau lưng kia, nói tiếp. Qua một đoạn thời gian, nàng sẽ không dám như vậy nữa. Nam Tư Âm đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp. Ngươi đến tột cùng là ai? Dương Diệp nói. Sao đột nhiên hỏi cái này? Nam Tư Âm nói. Không có gì, chỉ là tò mò. Dương Diệp nói. Sau này ngươi sẽ biết, ta. Nói đến đây, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về một bên. Đi ra đi. Chỗ đó, không gian khẽ run lên, rất nhanh, Dương Diệp cùng Nam Tư Âm nhìn nhau, sau đó hai người biến mất ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát, hai người đi tới trước một phủ đệ. Lúc này, một lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng Nam Tư Âm, lão giả làm một thủ hiệu mời. Hai vị mời. Dương Diệp nói. Có ý tứ gì? Lão giả nói. Các hạ muốn đi Đoạn Nhai Sơn. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngươi làm sao biết? Lão giả nói. Thiếu gia có thể trợ giúp các hạ, thiếu gia đang ở bên trong. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, muốn vào phủ, lúc này Nam Tư Âm đột nhiên giữ chặt cánh tay của hắn. Ngươi không sợ đây là một cái bẫy sao? Dương Diệp cười cười. Ai dám đào hầm cho ta, ta đào mộ cho hắn, nói xong, thân hình hắn run lên, tiến vào trong phủ kia. Tại chỗ, Nam Tư Âm ngây cả người, sau đó nói. Người này. Dương Diệp cùng Nam Tư Âm mới vừa vào phủ, một thanh niên đi ra đón. Nam tử ước chừng 25-26 tuổi, dung mạo tuấn tú, trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Hoan nghênh Nam Tư Âm tiểu thư, còn có vị huynh đệ này. Tự giới thiệu mình một chút, ta tên Bắc Thương Tề, thiếu gia của Bắc Thương Thành, vừa rồi hai vị gặp Bắc Thương Nguyệt, là tỷ tỷ của ta, ân, thân tỷ tỷ. Bắc Thương Tề. Nam Tư Âm nhìn thoáng qua Bắc Thương Tề, sau đó nói. Ta cũng không biết, Bắc Thương Vương còn có con trai. Bắc Thương Tề cười nói. Tự nhiên, thế nhân đều biết cha ta cùng tỷ của ta, còn ta, ai, hổ thẹn, tại hạ bất tài, kéo chân sau của cha cùng tỷ tỷ. Lúc này Dương Diệp nói. Ngươi có thể để cho ta đi Đoạn Nhai Sơn. Bắc Thương Tề nhẹ gật đầu, cười nói. Tự nhiên. Điều kiện. Dương Diệp nói. Bắc Thương Tề cười nói. Ta xem lão huynh thực lực không tệ, ngày sau ta có thể sẽ có chút phiền toái. Đến lúc đó hy vọng lão huynh ra tay giúp ta độ kiếp, được không? Dương Diệp nhìn thoáng qua Bắc Thương Tề, sau đó nói. Được. Bắc Thương Tề cười nói. Vậy thì cảm ơn. Vừa nói, hắn lấy ra một tấm ngọc bội đưa tới trước mặt Dương Diệp. Đi Bắc Thương Môn, sau đó lấy ra cái đồ chơi này cho đối phương nhìn, nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì có thể đi ra. Dương Diệp cong ngón búng ra, một ngọc phù rơi vào trước mặt Bắc Thương Tề. Có việc truyền âm liên hệ ta. Nói xong, hắn cùng với Nam Tư Âm quay người rời đi. Ngay sau khi hai người đi, lão giả sau lưng Bắc Thương Tề đột nhiên nói. Thiếu gia, khối ngọc bội này, có thể làm cho vị kia ở Bắc Thương Môn giúp ngươi làm một chuyện, ngươi liền lãng phí như vậy sao? Sao có thể nói lãng phí? Bắc Thương Tề cười nói. Lão giả nói. Hai người này, tuy thân phận của tiểu thư Nam Tư gia không tầm thường.
nhưng nàng không có thực quyền, đối với thiếu gia căn bản không có bất kỳ trợ giúp, còn vị nam tử này, thực lực khả năng không tệ, nhưng thứ cho ta nói thẳng, hắn đối với thiếu gia, khả năng cũng sẽ không có trợ giúp quá lớn, ít nhất tuyệt đối không hơn vị kia ở Bắc Thương Môn. Bắc Thương Tề cười cười, sau đó nói, tỷ tỷ rất lợi hại, vô cùng lợi hại, ở một phương diện khác, so với cha còn muốn lợi hại hơn. Nhưng nàng quá chú trọng lợi ích được mất, người này a, nếu như tính toán quá lợi hại, vậy không có ý gì. Lão giả muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không nói nữa. Dương Diệp cùng Nam Tư Âm ly khai phủ đệ, nhanh chóng tiến đến Bắc Thương Môn, sau hai canh giờ, hai người đi tới Bắc Thương Môn. Bắc Thương Môn, cao, vô cùng cao. Đây là ấn tượng đầu tiên của Dương Diệp, Bắc Thương Môn này ít nhất cao ngàn trượng, có thể nói, một ít núi cũng không cao bằng tường thành. Không chỉ cao, còn vô cùng dày, trình độ kia, hắn khả năng một kiếm còn phá không vỡ. Chống cự Vu tộc. Nhìn thấy thành này, Dương Diệp đã đại khái hiểu được thực lực của Vu tộc. Ngươi thật muốn đi Vu tộc. Lúc này, Nam Tư Âm đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Nam Tư Âm. Như thế nào? Nam Tư Âm do dự một chút, sau đó nói. Bên kia rất nguy hiểm. Vậy ngươi ở lại đây, như thế nào? Dương Diệp nói. Nam Tư Âm lắc đầu. Trước kia, ta cũng chỉ ở nhân tộc lưu lạc, bởi vì gia tộc ta, các đại thế lực nhân tộc cơ bản đều sẽ cho ta chút mặt mũi, sẽ không làm khó ta. Ta cảm thấy, ở trong môi trường này, ta căn bản không có cách phát triển. Cho nên, ta quyết định cùng ngươi đi Vu tộc sông sáo. Dương Diệp nói. Ở bên ngoài sông, dễ chết lắm. Nam Tư Âm nói. Không trải qua trắc trở, sao sẽ trưởng thành. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Cảnh giới của ngươi còn thấp hơn ta và Cung Cẩm, nhưng luận chiến lực, hai người chúng ta chung vào một chỗ khả năng cũng đánh không lại ngươi. Đây là vì cái gì? Bởi vì ngươi từ trong chiến đấu sinh tử bò ra, mà chúng ta, trải qua loại chiến đấu sinh tử kia thật sự là quá ít. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vậy đi thôi. Vừa nói, hắn đi tới thành môn, khi đi tới cửa thành, đột nhiên, một luồng khí tức thần bí trực tiếp khóa lấy hắn. Khi bị cỗ khí tức này khóa chặt, Dương Diệp lập tức cảm giác trên người mình đè ép trăm ngọn núi lớn, nặng để cho hắn sắp không thở nổi. Quả nhiên có siêu cấp cường giả trấn thủ. Ổn định tâm thần, Dương Diệp cong ngón búng ra, ngọc bội Bắc Thương Tề đưa cho hắn bay ra. Khi ngọc bội xuất hiện, khí tức trên người hắn dần dần nhẹ. Một lát sau, ngọc bội đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cùng ngọc bội biến mất, còn có cỗ khí tức mạnh mẽ kia. Cùng lúc đó, cửa thành ở trước mặt Dương Diệp chậm rãi mở ra. Dương Diệp nhìn về phía Nam Tư Âm. Đi thôi. Nam Tư Âm nhẹ gật đầu, cùng Dương Diệp rất nhanh đi ra Bắc Thương Thành. Mà sau khi Dương Diệp cùng Nam Tư Âm ly khai không lâu, một lão giả cùng một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở Bắc Thương Môn. Lão giả nhìn lướt qua bốn phía, sau đó trầm giọng nói. Giết người của Liệp Phu nhất tộc ta, hừ, cho dù ngươi là thánh tử của thánh địa, cũng phải chết cho lão phu. Ngay lúc này, Bắc Thương Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão giả cùng nữ tử. Lão giả nhìn thoáng qua Bắc Thương Nguyệt, sau đó nói. Tựa hồ Nguyệt tiểu thư đã đáp ứng, không để cho người nọ ly khai Bắc Thương Thành tiến về Vu tộc. Bắc Thương Nguyệt nói. Thật có lỗi, ra một chút biến cố. Lão giả lạnh nhạt nói. Thôi được, việc này bỏ qua. Nguyệt tiểu thư, hai người bọn ta muốn đi Vu tộc, kính xin nhị tiểu thư giúp đỡ. Đương nhiên không có vấn đề, Bắc Thương Nguyệt mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chân thúc, làm phiền mở cửa thành. Trầm mặc một cái chớp mắt, Bắc Thương Môn trước mặt ba người chậm rãi mở ra. Cáo từ. Lão giả nói xong, cùng nữ tử trẻ tuổi bên cạnh thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhìn hai người đi xa, nụ cười seteren mặt Bắc Thương Nguyệt dần dần biến mất. Liệp Phu nhất tộc, vẫn cao ngạo như vậy. Bọn hắn có tiền vốn này. Lúc này chân trời đột nhiên truyền đến một cơ giọng nói. Bắc Thương Nguyệt khẽ gật đầu. Là có tiền vốn này. Không được tham dự vào trong đó. Lúc này, thanh âm kia đột nhiên lại nói. Bắc Thương Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chân thúc là lo lắng Nam Tư gia. Không, là thiếu niên kia. Thanh âm kia đột nhiên nói. Như thế nào? Bắc Thương Nguyệt khó hiểu. Không đơn giản. Thanh âm kia nói. Không đơn giản.
Bắc Thương Nguyệt nhíu mày, có thể làm cho người này nói ra ba chữ kia, rất không dễ dàng. Ngươi cũng muốn đi Vu tộc. Lúc này, thanh âm kia đột nhiên nói. Bắc Thương Nguyệt khẽ gật đầu. Triệu tập một đám bằng hữu, chuẩn bị đi thử thời vận. Thanh âm kia trầm mặc một hồi, sau đó nói. Đáng giá mạo hiểm, cẩn thận. Sau khi Dương Diệp cùng Nam Tư Âm ly khai Bắc Thương Môn, tốc độ hai người nhất thời nhanh hơn, rất nhanh ở trong tầm mắt của hai người, xuất hiện một sơn mạch mờ mịt. Sơn mạch cực cao, liên miên bất tận, nhìn không thấy đầu. Đoạn nhai sơn mạch. Lúc này, Nam Tư Âm đột nhiên nói. Cái này là đoạn nhai sơn mạch, cuối sơn mạch chính là đoạn nhai sơn tiếng tăm lừng lẫy, qua đoạn nhai sơn, chính là địa bàn của Vu tộc. Đoạn nhai sơn, thiên giới. Dương Diệp hít sâu một hơi, tốc độ nhanh hơn, nhưng lúc này, Nam Tư Âm kéo lại hắn, sau đó nói. Không thể bay. Vì sao? Dương Diệp không hiểu nhìn về phía Nam Tư Âm. Nam Tư Âm nói. Nơi đây, tuy còn không phải địa bàn Vu tộc, nhưng đã có cường giả Vu tộc, không chỉ có cường giả Vu tộc, còn có rất nhiều cường giả nhân tộc, bay lên trời, mục tiêu quá lớn, dễ dàng gây phiền toái. Đặc biệt là Vu tộc, để cho bọn hắn nghe thấy được khí thức nhân loại, bọn hắn vô cùng có khả năng ra tay. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó cùng Nam Tư Âm rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống, mặc dù Dương Diệp đang đi nhanh, nhưng tâm thần hắn chìm vào trong cơ thể. Hậu Khanh tiền bối, sắp tới Vu tộc rồi, ngươi bây giờ có thể đi ra chưa? Ngươi nhất định muốn thả ta ra. Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp cười nói. Không thả ngươi đi ra, ta với ngươi đến Vu tộc làm gì? Hậu Khanh nói. Tiểu tử, bí mật trên người ngươi, ta đều biết. Dương Diệp nói. Tiền bối muốn nói cái gì? Hậu Khanh nói. Một khi ta đi ra, sẽ tiết lộ bí mật của ngươi cho Vu tổ, khi đó, ngươi thập tử vô sinh. Dương Diệp cười nói. Tiền bối sẽ như vậy sao? Hậu Khanh nói. Này nói chưa chắc được. Dương Diệp nói. Ta là người, có ân báo ân, có cửu báo cửu. Lúc trước tiền bối và ta có thù, nhưng thù giữa chúng ta đã hóa giải, mà sau đó, tiền bối lại nhiều lần tương trợ ta, hơn nữa chuyển cho ta công pháp Vu tộc, đây coi như là có ân với ta. Có ân, tự nhiên phải báo ân, cho nên tiền bối tùy thời có thể rời đi. Hậu Khanh trầm mặc một hồi lâu, sau đó nói. Ta tạm thời không thể đi ra. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Hậu Khanh nói. Nếu như ta không đoán sai, địa bàn của ta đã bị người chiếm. Mà bây giờ, thân thể ta còn không có triệt để khôi phục, nếu như ta xuất hiện ở Vu tộc, ta sẽ phơi thây đầu đường. Vu tộc tàn khốc, đáng sợ hơn nhân loại các ngươi. Dương Diệp nói. Vậy tiền bối tính làm gì? Hậu Khanh nói. Ta chuẩn bị tạm thời dừng lại ở trong này, chờ cho thân thể ta cùng thực lực triệt để khôi phục, trở lại Vu tộc lấy hết thảy thuộc về ta. Đương nhiên, tuy ta không cách nào hiện thân ở Vu tộc, nhưng vẫn có biện pháp để cho ngươi đi thiên giới. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó thu hồi suy nghĩ. Trong hiện thực, tốc độ của hắn lần nữa nhanh hơn. Sau hai canh giờ, Dương Diệp cùng Nam Tư Âm rốt cục ngừng lại. Lúc này, ở trước mặt bọn họ có một núi lớn cao vút trong mây. Đoạn Nhai Sơn. Cái này là chỗ giao nhau của nhân tộc cùng Vu tộc, Đoạn Nhai Sơn. Dương Diệp đang muốn đi qua. Lúc này lông mày hắn đột nhiên nhíu lại, quay người, một cây trường mẫu màu đen nhánh đã tới cách mi tâm hắn hai xích, xuất hiện không có dấu hiệu nào. Dương Diệp phản ứng không chậm, thời điểm trường mâu xuất hiện ở mi tâm của hắn, tay phải hắn đã cầm trường mâu kia, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại chấn hắn liên tục lùi lại mấy trăm trượng. Mà lúc này, ở đối diện cách Dương Diệp không xa, xuất hiện một lão giả cùng một nữ tử này, đúng là nữ tử ban đầu bị Dương Diệp chặt đứt một cánh tay. Bất quá giờ phút này, tay của nữ tử đã khôi phục. Liệp Phu nhất tộc. Nhìn thấy hai người này, thần sắc của Dương Diệp lập tức âm trầm xuống, đây quả thật là âm hồn bất tán. Dương Diệp cầm chặt trường mâu trong tay ném về phía lão giả kia. Xuy. Thanh âm xé rách không khí vang lên. Xa xa, tay phải của lão giả tìm tòi về phía trước, ở trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một đoàn hắc quang, thời điểm trường mâu kia va chạm vào đoàn hắc quang này. Nó lập tức bình tĩnh lại, mà lão giả thì không có lùi lại nửa bước. Lúc này, Nam Tư Âm đột nhiên nói. Cẩn thận, đây là cường giả minh cảnh nhị đoạn. Minh cảnh nhị đoạn.
Dương Diệp nhìn về phía Nam Tư Âm. Minh Cảnh cũng phân đoạn. Nam Tư Âm kinh ngạc nói. Ngươi không biết. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nam Tư Âm cổ quái nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Tổng cộng ngũ đoạn, sau Minh Cảnh, mỗi tăng lên một đoạn, đều vô cùng khó, bởi vậy sau khi bọn hắn tăng lên, chiến lực cũng sẽ tăng lên vô cùng nhiều. Nói như thế, 10 cường giả Minh Cảnh nhất đoạn, khả năng mới miễn cưỡng có thể đối kháng một nhị đoạn. Đương nhiên, ngoại trừ loại siêu cấp yêu nghiệt có thể vượt cấp chiến đấu. Minh Cảnh nhị đoạn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lão giả kia, khó trách, hắn cảm giác lão giả trước mắt này thực lực mạnh hơn nữ tử Minh Cảnh nhất đoạn rất nhiều. Minh Cảnh nhị đoạn. Mà hiện tại hắn mới chân cảnh lục đoạn đỉnh phong. Xa xa, lão giả kia quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Bằng chừng ấy tuổi đã có thực lực cường đại như vậy, xác thực không đơn giản. Bất quá. Nói đến đây, thần sắc lão giả đột nhiên có chút dữ tợn. Là ai cho ngươi lá gan, để cho ngươi dám giết người của Liệp Phu nhất tộc ta? Dương Diệp cười nói. Lão đầu, trước làm rõ ràng, là người của Liệp Phu nhất tộc ngươi muốn giết ta trước. Lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp. Ngươi thân là nhân loại, nhưng có huyết mạch phu tộc, còn tu luyện công pháp phu tộc, cái kia đáng chết. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Lão tử tu luyện công pháp phu tộc, liên quan cái quái gì tới Liệp Phu nhất tộc ngươi? Tự tìm cái chết. Lão giả giận dữ, thân hình run lên, hóa thành một đạo cầu vòng bắn mạnh về phía Dương Diệp. Lực lượng cường đại làm cho không gian trong phạm vi mấy ngàn dặm kích động. Không thể không nói, khí thế của lão giả vẫn vô cùng kinh khủng, ít nhất Dương Diệp cảm thấy một cảm giác áp bách mạnh mẽ, có chút muốn nghẹt thở. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn, hắn bước ra một bước, sau một khắc, hắn rút kiếm chém. Theo kiếm của Dương Diệp rơi xuống, trong tràng bộc phát ra vòng xoáy khổng lồ, sóng khí cường đại trực tiếp nuốt chửng Dương Diệp cùng lão giả kia. Mà ở trong vòng xoáy, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng nổ vang cùng tiếng kiếm reo. Chân cảnh lục đoạn đối chiến Minh Cảnh nhị đoạn. Một bên, trong mắt Nam Tư Âm vô cùng phức tạp. Mặc dù nàng là Minh Cảnh, cũng là cường giả trong đại gia tộc, nhưng muốn nàng dùng thực lực chân cảnh lục đoạn đi đối kháng lão giả trước mắt, vậy hiển nhiên là không thể nào. Bởi vì cảnh giới của người trước mắt này, là không có bất ổn gì, là cường giả Minh Cảnh chân chính. Mà Dương Diệp có thể dùng chân cảnh lục đoạn đối kháng cường giả Minh Cảnh nhị đoạn. Quá yêu nghiệt. Ngay lúc này, trong tràng đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang, nháy mắt, hai đạo nhân ảnh từ trong đó bay ngược ra. Đúng là Dương Diệp cùng lão giả kia. Dương Diệp ở trong quá trình bay ngược, hắn bấm tay chỉ lão giả một cái, trong chốc lát, không gian trước mặt lão giả bị xé mở, một đạo kiếm quang vọt ra, chém về phía lão giả. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt lão giả hơi đổi, tay phải hắn cầm trường mâu chém xuống một cái. Kiếm khí của Dương Diệp ầm ầm tiêu tán, nhưng bản thân lão giả bị đẩy lui lần nữa. Ngay lúc này, đột nhiên tốc độ lão giả lui về sau chậm lại. Kiếm vực. Dương Diệp thi triển ra kiếm vực, lần này, trong nội tâm lão giả kinh hãi, bởi vì Dương Diệp đã tới trước mặt hắn, cùng Dương Diệp còn có một thanh kiếm. Kiếm đâm mi tâm của hắn. Uy thế của một kiếm kia, đủ để hủy thiên diệt địa, lão giả lần thứ nhất cảm nhận được nguy hiểm. Không dám chủ quan chút nào, huyền khí trong cơ thể lão giả điên cuồng tuôn ra, nháy mắt, vô số huyền khí chui vào trường mâu trong tay hắn, tiếp đó, hai tay hắn nắm trường mâu chém về phía trước. Trong tràng đột nhiên vang lên âm thanh nổ vang rung trời, trường mâu trong tay lão giả kia hóa thành bột mịn, mà lão giả thì bị chấn bay ra ngoài. Nhưng sự tình còn chưa kết thúc, nơi xa Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Kiếm vực thêm nhất kiếm sát na. Dương Diệp lần nữa thi triển ra một kiếm vừa rồi kia. Lúc này đây, lão giả không có cơ hội trốn tránh hay phòng ngự. Dương Diệp xuất hiện ở sau lưng lão giả, thân thể lão giả cứng ngắc, nháy mắt sau, thân thể hắn từ trung gian tách ra, máu tươi ngũ tạng vung vãi trên đất. Kiếm thu. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nàng kia. Không phải đùa chứ, ta mới ra ba thành lực lượng. Lão nhân này, quá yếu a. Nữ tử. Ba thành lực lượng. Nam Tư Âm đương nhiên sẽ không tin chuyện hoang đường của Dương Diệp, bất quá trong lòng nàng vẫn cực kỳ rung động. Dương Diệp dùng thực lực chân cảnh lục đoạn chu sát Minh Cảnh nhị đoạn. Đương nhiên, người tuy giết, nhưng sự tình thực lớn rồi. Dương Diệp khả năng không hiểu nhiều,
nhưng mà nàng hiểu, bởi vì nàng vô cùng rõ ràng thực lực của Liệp Vu nhất tộc. Một bên, ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người nữ tử kia, lúc này, một con chim to lớn xuất hiện ở sau lưng nữ tử, con chim gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, thời khắc chuẩn bị ra tay. Ngươi đến tột cùng là ai? Nữ tử gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp không có trả lời nữ tử, mà quay người đi về phía Đoạn Nhai Sơn, Nam Tư Âm nhìn thoáng qua nàng kia. Ta nói, ngươi cũng đừng nắm Liệp Vu nhất tộc của các ngươi đến dọa hắn, bởi vì hắn căn bản không sợ. Nói xong, nàng vội vàng đi theo. Tại chỗ, nữ tử nhìn thi thể lão giả kia, trầm mặc. Khiêu khích. Cử động của Dương Diệp không thể nghi ngờ là khiêu khích Liệp Vu nhất tộc. Một lát sau, nữ tử thu thi thể lão giả vào, sau đó cùng con chim kia biến mất ngay tại chỗ. Vì cái gì không giết nàng? Bên cạnh Dương Diệp, Nam Tư Âm hỏi. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Ta chạy không lại con chim kia. Nam Tư Âm. Dương Diệp cũng không nói dối, tốc độ của con chim kia quá nhanh, nếu như đối phương trốn, hắn căn bản đuổi không kịp, trừ khi hắn nguyện ý hao phí mấy ngày mấy đêm đuổi theo, mà hiện tại hắn hiển nhiên không có thời gian. Rất nhanh, hai người đi tới chân núi. Mà lúc này, thanh âm của Hậu Khanh vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Cẩn thận chút, ở Đoạn Nhai Sơn này, có cường giả Vu tộc trấn thủ. Vu giới rất lớn sao? Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh nói. Rất lớn, còn lớn hơn nhân giới một chút. Dương Diệp nói. Vậy vì sao Vu tộc còn muốn tiến công nhân tộc? Hậu Khanh nói. Tiểu tử, ngươi nghĩ sai một điểm. Nhiều khi, không phải là Vu tộc tiến công nhân tộc, mà là nhân tộc tiến công Vu tộc. Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu. Hậu Khanh nói. Bất kể là Vu tộc, hay nhân tộc, hoặc yêu tộc, dã tâm của mọi người đều vô cùng lớn. Vu tộc muốn thống trị càng nhiều địa bàn nữa, đạt được nhiều tư nguyên hơn, cho nên Vu tộc sẽ tiến công nhân tộc, nhưng nhân tộc đồng dạng cũng như vậy. Không có cái gọi là đúng hay sai, có chẳng qua là mạnh và yếu. Nếu như Vu tộc yếu, đại quân nhân tộc đã sớm qua Đoạn Nhai Sơn rồi. Dương Diệp lắc đầu, không thể không nói, Hậu Khanh nói vô cùng có lý. Ở thế giới này, khi thực lực ngươi yếu, sẽ bị khi phụ sỉ nhục, thậm chí bị diệt tộc. Bởi vậy nhân tộc cùng Vu tộc, ai cũng không đúng, nhưng cũng không sai. Như Hậu Khanh nói, không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Rất nhanh, hai người đi tới đỉnh núi Đoạn Nhai Sơn. Đặt mình trong đỉnh núi, dường như đặt mình ở trong đám mây, liếc mắt nhìn qua, núi cao vô tận, bất quá ở sau núi cao, Dương Diệp mơ hồ thấy được thành trì. Vu tộc trừ Vu tổ, dưới tay hắn còn có 12 Vu vương. Lúc này thanh âm của Hậu Khanh đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Ngươi cần đi tìm âm hậu trong 12 vị Vu vương, nàng cùng ta giao tình không tệ, nàng sẽ giúp ngươi đi thiên giới. 12 Vu vương. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Nàng ở đâu? Hậu Khanh nói. Cốc Âm Sơn, đúng rồi, nhắc nhở ngươi thoáng một phát, trên người ngươi có khí thức nhân tộc, còn có nữ hài bên cạnh ngươi, tuy cũng có cường giả nhân tộc đến Vu tộc. Lẫn vào Vu tộc, nhưng đối phương đều giấu rất kỹ. Nếu các ngươi bại lộ, đến lúc đó phiền toái sẽ rất nhiều. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Nam Tư Âm. Cuối cùng hỏi một lần, thật muốn cùng ta đi Vu tộc. Nam Tư Âm nói, đã đi đến nơi này, chẳng lẽ muốn ta quay về sao? Dương Diệp nói, được, vậy đi thôi. Nói xong, thân hình hắn run lên. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nam Tư Âm vội vàng đi theo. Sau khi đi vào Vu tộc, Dương Diệp không có ngự kiếm, bởi vì kia thật quá rõ ràng, tương đương với nói cho Vu tộc biết, có kiếm tu của nhân tộc đến. Mặc dù không ngự kiếm, nhưng dựa vào lực lượng thân thể, tốc độ của hắn cũng cực nhanh. Ước chừng một lúc lâu sau, hai người gặp được một tòa cổ thành dùng cự thạch xây thành. Tòa thành này so với Bắc Thương Thành mà nói, hơi nhỏ hơn một chút, hơn nữa không có tinh xảo như Bắc Thương Thành, có vẻ hơi mất trật tự. Văn minh rớt lại phía sau. Ở phương diện võ đạo, Vu tộc không thua nhân tộc, nhưng ở phương diện khác, Vu tộc kém xa nhân tộc. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở trên cửa thành có ba chữ to, Cự Thạch Thành. Dương Diệp cùng Nam Tư Âm nhìn nhau, sau đó hai người tiến vào trong thành, hai người hơi kinh ngạc, bởi vì trong thành này, bọn hắn gặp được rất nhiều người, những người này đều là Vu tộc, nhưng những người này cũng giống như bọn họ,
tín ngưỡng bất đồng. Giờ khắc này, Dương Diệp nhớ tới Hậu Khanh đã từng nói. Nhân tộc cùng vu tộc, kỳ thật vốn là nhất mạch, chỉ có điều bởi vì tín ngưỡng mọi người bất đồng, phương thức tu luyện bất đồng, cuối cùng mỗi người đi một ngả, trở thành cừu nhân. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên dừng bước, rất nhanh, hắn kéo Nam Tư Âm lui qua một bên. Làm sao vậy? Nam Tư Âm khó hiểu. Dương Diệp nhìn về phía cửa thành, tại đó, có 5 người rời cự thạch thành, người cầm đầu Dương Diệp cùng Nam Tư Âm vừa vặn nhận thức, đúng là Bắc Thương Nguyệt. Mà ở bên cạnh Bắc Thương Nguyệt có một nam tử, Dương Diệp cũng nhận thức, chính là nam tử ở bên ngoài Bắc Thương Thành ngồi long xa. Sao nàng cũng tới vu tộc? Lúc này Nam Tư Âm đột nhiên nói. Dương Diệp lắc đầu, đang muốn thu hồi ánh mắt, đột nhiên Bắc Thương Nguyệt nhìn về phía hắn cùng Nam Tư Âm. Khi thấy là Dương Diệp, Bắc Thương Nguyệt nao nao, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Dương Diệp nhìn đối phương, sau đó xoay người mang theo Nam Tư Âm rời đi. Là hắn. Lúc này, nam tử bên cạnh Bắc Thương Nguyệt đột nhiên nói. Liên Thành huynh biết hắn. Bắc Thương Nguyệt nhìn về phía nam tử bên cạnh. Cố Liên Thành khẽ lắc đầu. Không tính nhận thức, chẳng qua ở ngoài thành cùng hắn xảy ra một chút mâu thuẫn nhỏ, bất quá sự tình đã giải quyết. Bắc Thương Nguyệt mỉm cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp biến mất, nói khẽ. Vậy mà còn sống, thật có ý tứ. Thương Nguyệt tiểu thư, chúng ta đi thôi. Lúc này Cố Liên Thành đột nhiên nói, Bắc Thương Nguyệt thu hồi suy nghĩ, nhẹ gật đầu, sau đó cùng đoàn người biến mất ở trong tràng. Dương Diệp cũng không có dừng lại ở trong thành, muốn ra khỏi thành, nhưng Nam Tư Âm đột nhiên ngừng lại. Dương Diệp nhìn về phía Nam Tư Âm, hai mắt Nam Tư Âm chậm rãi đóng lại, không biết qua bao lâu, nàng mở to mắt nhìn về phía Dương Diệp. Ta biết tại sao đám người Bắc Thương Nguyệt tới vu tộc rồi. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Nam Tư Âm trầm giọng nói. Ta thu được Tê Cần Tức, ở vu tộc xuất hiện di tích thánh nhân. Di tích thánh nhân? Dương Diệp cau mày. Là vật gì? Nam Tư Âm nói. Cái gọi là di tích thánh nhân, chính là nơi cường giả đỉnh phong nhất ngã xuống, hoặc có lẽ là địa phương tọa hóa. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Gia tộc để cho ta đến vu tộc thử thời vận. Dương Diệp nhẹ gật đầu, cười nói. Ngươi đi đi, ta còn có việc, cáo từ trước. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi, mà lúc này, Nam Tư Âm đột nhiên ngăn ở trước mặt hắn. Ngươi có biết di tích thánh nhân ý vị như thế nào hay không? Dương Diệp lắc đầu. Nam Tư Âm hít sâu một hơi. Di tích thánh nhân xuất hiện, có nghĩa là, thánh nhân có truyền thừa muốn truyền xuống, bởi vì đã đến cấp bậc như bọn hắn, dưới tình huống bình thường, là sẽ không vẫn lạc. Mà một khi vẫn lạc, vậy tất nhiên sẽ lưu lại truyền thừa của mình, để cho hương khói truyền thừa tiếp, đơn giản mà nói, sẽ lưu lại một phần nhân quả. Còn mục đích, có thể là vì có thể trùng sinh, hoặc là cái gì khác, dù sao đây là một đại cơ huyên, cơ duyên to lớn. Dương Diệp lắc đầu. Không có hứng thú. Vừa nói, hắn muốn đi, mà lúc này, thanh âm của Hậu Khanh đột nhiên vang lên. Nếu thật là di tích thánh nhân, tiểu tử ngươi nên đi xem. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Hậu Khanh nói. Ngươi biết thánh nhân là cường giả cấp bậc gì không? Dương Diệp lắc đầu. Hậu Khanh nói. Cùng loại với sư phụ ngươi, còn có vu tổ ta, có lẽ sẽ yếu hơn một chút, nhưng có thể được xưng thánh nhân, tuyệt không yếu hơn bọn hắn bao nhiêu. Ân, biết rõ nhân quân chứ? Hắn đã từng thu được di tích thánh nhân, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thành tựu như thế. Đúng rồi, nghe nói kiếm trong tay hắn. Cũng là trong di tích thánh nhân đạt được. Di tích thánh nhân. Dương Diệp trầm mặc, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh đi thiên giới. Như biết rõ Dương Diệp suy nghĩ, Hậu Khanh lại nói. Tiểu tử, người đi thiên giới, cũng không phải rất vội, bởi vì hai nữ oa kia ở thiên giới tuyệt đối rất an toàn. Người nên lo lắng chính là, nếu như người đi thiên giới, thiên quân nhìn người khó chịu, muốn người chết thì làm sao bây giờ? Thiên quân. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta không có xui xẻo như vậy chứ. Khả năng là có đó. Hậu Khanh nói. Trên người tiểu tử ngươi không chỉ có học công pháp phu tộc, còn học tu tà giả, quan trọng nhất là lĩnh ngộ sát ý, trên người nhân quả lại nhiều, thiên quân chắc chắn sẽ không để cho con gái hắn quan hệ gì tới ngươi. Loại người như bọn hắn, giết người, nhiều khi chỉ cần một lý do nho nhỏ, thậm chí ngay cả lý do cũng không muốn. Nói đến đây,
Hậu Khanh dừng một chút, sau đó lại nói. Cho nên, ta đề nghị ngươi đi di tích thánh nhân kia, có lẽ sẽ đạt được thánh nhân truyền thừa, hoặc cơ duyên gì khác, khi đó, thực lực của ngươi nhất định có thể tăng trưởng rất nhiều. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vậy thì đi xem một chút. Dương Diệp mở to mắt. Đi, đi di tích thánh nhân gì kia? Ngươi đáp ứng. Trong thanh âm của Nam Tư Âm mang theo vẻ vui mừng. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đi thử thời vận. Nam Tư Âm cười cười, đang muốn nói, đột nhiên lông mày nàng cau lại, một lát sau, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Người của gia tộc muốn ta lập tức ly khai ngươi. Như thế nào? Dương Diệp nói. Nam Tư Âm nói khẽ. Liệp Phu nhất tộc đã phát lệnh truy nã huyết sắc, cái kia, ta nói thật, không phải trò đùa, nếu như ngươi không có chỗ dựa cực kỳ lợi hại mà nói, vậy thì ngươi thật sự xong đời. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Chỗ dựa của ta rất lợi hại. Chỗ dựa gì? Ánh mắt Nam Tư Âm sáng lên, tràn ngập tò mò. Dương Diệp đi tới gần Nam Tư Âm, sau đó nói khẽ. Một lão đầu mặc đạo bào, thật sự, nếu như hắn xuất hiện, Liệp Phu nhất tộc gì kia, trong nháy mắt sẽ diệt. Hắn ở đâu? Nam Tư Âm lại hỏi. Dương Diệp trừng mắt nhìn, sau đó nói. Đây cũng là ta muốn biết. Nam Tư Âm. Lão giả đạo bào. Dương Diệp cũng không nói dối, hắn cũng muốn biết lão giả đạo bào ở nơi nào. Này là một chỗ dựa lớn a. Hắn tin tưởng, ở trước mặt lão giả đạo bào này, Liệp Phu nhất tộc kia chỉ là đống cặn bã. Đáng tiếc, cái núi dựa lớn này, chỉ thuộc về truyền thuyết. Trước mặt Dương Diệp, Nam Tư Âm có chút không vui nói. Ngươi chơi ta phải không? Dương Diệp lắc đầu. Ta không có nói giỡn với ngươi, Nam Tư Âm chuẩn bị nói cái gì? Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Không lãng phí thời gian, đi thôi, chúng ta đi di tích thánh nhân kia. Như Hậu Khanh nói, hiện tại hắn không nên buông tha cho bất luận cơ hội gì có thể tăng thực lực lên. Thực lực. Không có thực lực, hắn cũng không làm gì được. Hắn cũng không muốn bị người đuổi theo trốn đông núp tây. Rất nhanh, hai người đã đi ra cự thạch thành. Trên đường, Nam Tư Âm nói. Theo gia tộc ta cho địa chỉ, di tích thánh nhân này. Ở một địa phương tên là Lạc Ổ Cốc, cách nơi này không sai biệt lắm một ngày đường. Đúng rồi, lúc này đây, chúng ta phải cẩn thận một chút, bởi vì người tới, không chỉ có nhân tộc, còn có cường giả tộc khác. Dương Diệp nói, di tích thánh nhân này xuất hiện ở vu tộc nguyện ý để cho tất cả mọi người kiếm một chén canh sao. Bọn hắn không dám nuốt riêng. Nam Tư Âm nói, vì sao? Dương Diệp hỏi. Nam Tư Âm cười nói. Di tích thánh nhân xuất hiện, đại biểu thánh nhân kia muốn truyền xuống truyền thừa của CSNS mình, nếu như bọn hắn nuốt riêng, đó không thể nghi ngờ là đắc tội vị thánh nhân kia. Tuy thánh nhân đã vẫn lạc, nhưng người mạnh mẽ giống như vậy, coi như hắn vẫn lạc, cũng không người dám khinh thường đắc tội. Nói đến đây, nàng nhoẻn miệng cười. Cho nên, ở thế giới của chúng ta, có một quy định bất thành văn, cái kia chính là, một khi có di tích thánh nhân xuất hiện, các tộc cộng hưởng. Bất quá xuất hiện ở địa bàn tộc nào, tộc kia có ưu thế rất lớn. Dương Diệp nhẹ gật đầu, giờ phút này hắn phát hiện, mang theo Nam Tư Âm này, tựa hồ cũng không có chỗ xấu gì. Hắn đối với rất nhiều chuyện của đại thế giới biết quá ít, mà Nam Tư Âm vừa vặn đền bù điểm này. Rời đi một hồi, Nam Tư Âm không biết từ chỗ nào làm một chiếc xe ngựa, đương nhiên không phải xe ngựa bình thường, con ngựa kia lớn hơn ngựa bình thường mấy lần, hơn nữa dưới chân có gió xoáy lập lòe. Tốc độ kia, mặc dù không nhanh bằng hắn, nhưng cũng không chậm. Trong xe ngựa, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Dương Diệp đi tới tầng thứ nhất, giờ phút này, Tiểu Bạch cùng đám người Dương Niệm Tuyết đang tụ họp chơi chung đùa nghịch. Chuẩn xác mà nói là Chỉ Nhi theo đám người Bảo Nhi đá bóng. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người Chỉ Nhi, lúc này Chỉ Nhi rất vui vẻ, giống như có lẽ đã quên những chuyện không vui trước kia. Nữ hài này, không đơn giản. Lúc này Hậu Khanh xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Hậu Khanh. Có ý tứ gì? Hậu Khanh nhìn về phía Dương Diệp, hỏi lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Chỉ Nhi, kỳ thật, hắn cũng cảm giác Chỉ Nhi không đơn giản, bất quá sở dĩ hắn có loại cảm giác này, là vì ngọc bội kia. Lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói. Nàng học phù thuật của ta.
Dương Diệp kinh ngạc nhìn về phía Hậu Khanh nói. Còn không phải bởi vì tiểu tổ tông của ngươi, chính là tiểu tổ tông này để cho ta dạy nàng. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh nói. Sau đó ta phát hiện, nàng thật khủng khiếp. Bởi vì ta dạy nàng một lần, nàng toàn bộ ghi nhớ, hơn nữa còn có thể liệt kê ra nhiều vấn đề. Dương Diệp cười nói. Nói như vậy, nàng là một thiên tài. Hậu Khanh nhìn về phía Dương Diệp. Đừng đùa giỡn, ta nói thật, lai lịch thân phận của nữ oa này, tuyệt đối không tầm thường. Dương Diệp cười nói. Vậy thì như thế nào? Tiền bối, ngươi nhìn trong chúng ta, ai bình thường? Hậu Khanh nghẹn lời. Dương Diệp cười nói. Ta biết tiền bối lo lắng cái gì, bất quá những cái kia ta đều không để ý. Cũng phải. Hậu Khanh cười cười. Ngươi cái tên này, phiền toái đã nhiều như vậy, coi như nhiều thêm hai ba cái, cũng không có gì. Nợ nhiều không sợ đòi à? Nợ nhiều không sợ đòi. Dương Diệp cười cười, sau khi cùng Hậu Khanh tán gẫu, hắn đi ra Hồng Mông Tháp. Trong hiện thực, Dương Diệp ra xe ngựa, đi tới trần xe. Lúc này trời đã tối, sao răng đầy trời. Ngươi không phải là người bản thổ của Đại Thiên Vũ Trụ, đúng không? Ngay lúc này, một giọng nói từ bên cạnh Dương Diệp truyền đến. Là Nam Tư Âm. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Tư Âm lại nói. Trước kia ta nghe nói qua hạ giới, bất quá cho tới bây giờ không có đi qua. Nhưng không nghĩ đến, sẽ nhận thức một người đến từ hạ giới, càng không nghĩ tới, người từ hạ giới đi lên, sẽ lợi hại như vậy. Dương Diệp nói. Người lợi hại còn nhiều lắm. Nam Tư Âm cười cười, sau đó nói. Đúng rồi, tại sao ngươi có thể có huyết mạch phu tộc? Dương Diệp không có trả lời. Nam Tư Âm lại nói. Không có ý tứ gì khác, chẳng qua là, trên người ngươi có huyết mạch phu tộc, còn tu luyện công pháp phu tộc, nhưng ngươi lại là nhân loại, loại tình huống này, ngươi ở trong nhân tộc là rất khó lẫn vào. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Không sao, giết nhiều một chút liền lẫn vào được thôi. Nam Tư Âm. Một đêm trôi qua. Ngày thứ hai, sáng sớm, Dương Diệp mở mắt, lúc này, Nam Tư Âm ở bên cạnh hắn nói. Qua sơn khẩu kia, chính là Lạc Ổ Cốc rồi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, ở trước bọn họ mấy vạn trượng, có hai ngọn núi cao vút trong mây, ở giữa hai ngọn núi, có một con đường, dài ước chừng trăm trượng. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu, ở sau lưng bọn họ, một con đại bàng bay nhanh tới. Ở trên đại bàng đứng năm người. Cầm đầu đúng là Bắc Thương Nguyệt. Là các nàng. Nhìn thấy năm người, Nam Tư Âm không khỏi nhíu mày. Mà lúc này, Bắc Thương Nguyệt cũng nhìn thấy hai người Dương Diệp. Rất nhanh, con đại bàng kia rơi ở trước mặt hai người, Bắc Thương Nguyệt mỉm cười. Hai vị, đã lâu không gặp. Nam Tư Âm lạnh nhạt nói. Thương Nguyệt tiểu thư hẳn không ngờ, chúng ta có thể xuất hiện a. Bắc Thương Nguyệt cười nói. Xem ra Tư Âm muội muội vẫn còn tức giận chuyện lúc trước ta. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Nam Tư Âm. Đi thôi. Hắn thật không có thời gian cùng nữ nhân này dây dưa. Cũng không muốn Nam Tư Âm tiếp tục cùng đối phương dây dưa, bởi vì hắn biết, hai nàng này dây dưa lên, đó là một chuyện rất khủng bố. Nam Tư Âm thu hồi ánh mắt, sau đó chân phải nhẹ nhàng đá xe ngựa, hai người tiếp tục tiến lên. Mà đúng lúc này, một thanh niên bên cạnh Bắc Thương Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Thanh niên cười cười, sau đó nói. Hai vị, như vậy có chút không lễ phép à. Dương Diệp cau mày, Nam Tư Âm ở bên cạnh hắn đột nhiên đứng lên, Nam Tư Âm nhìn thanh niên kia. Ngươi là cái thá gì, cũng dám ngăn đường của ta. Nghe vậy, sắc mặt thanh niên kia lập tức âm trầm xuống. Hỗn láo, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi, để cho ngươi. Ngay lúc này, Bắc Thương Nguyệt đột nhiên nói. Lý Niệm huynh, người trước mắt ngươi, là đại tiểu thư của Nam Tư gia. Nam Tư gia. Nghe được lời của Bắc Thương Nguyệt, mấy người bên cạnh nàng giật mình, sau đó toàn bộ nhìn về phía Nam Tư Âm, nhưng rất nhanh, bọn hắn lại nhìn về phía Lý Niệm, trong mắt mang theo một chút nghiền ngẫm. Giờ phút này sắc mặt Lý Niệm vô cùng khó coi, gia tộc của hắn cũng là một đại gia tộc, nhưng so sánh với Nam Tư gia, cái kia căn bản không cách nào so sánh a. Có thể nói, tuy mọi người nơi đây đều không tầm thường, nhưng chỉ có Bắc Thương Nguyệt miễn cưỡng có thể so sánh với Nam Tư Âm, là miễn cưỡng, mà không phải thật có tư cách so sánh.
Lúc này Nam Tư Âm nói. Thế nào, nói tiếp đi. Lý Niệm hít sâu một hơi, sau đó nhìn Nam Tư Âm ôm quyền. Sự tình trước kia, là tại hạ không đúng, mong Tư Âm tiểu thư không so đo. Nam Tư Âm còn muốn nói điều gì, nhưng Dương Diệp đột nhiên nói. Đi thôi. Nam Tư Âm thu hồi ánh mắt, sau đó nhẹ gật đầu. Hai người tiếp tục đi tới. Bất quá tốc độ đám người Bắc Thương Nguyệt còn nhanh hơn bọn hắn, năm người trước một bước đi tới chỗ giao nhau, bất quá ở đó, năm người ngừng lại. Bởi vì ở trước mặt năm người, xuất hiện một thanh niên vác đại đao. Thanh niên mặc đồ đen, tóc đen, con mắt màu tím, trong miệng ngậm một cọng cỏ dại, bắt chéo hai chân. Sau lưng thanh niên không xa, còn có một nữ tử mặc váy trắng, nữ tử rất trẻ tuổi, tóc chát thành từng đuôi sam thật nhỏ, ở cạnh chân nàng, là một thanh cự chùy màu đen lớn hơn hình thể nàng rất nhiều. Ở trong miệng nàng, cũng ngậm một cây cỏ nhỏ. Bác đám người Thương Nguyệt ngừng lại, bác Thương Nguyệt nhìn thoáng qua nam tử kia, sau đó nói. Các hạ ngăn đường. Phốc, nam tử phun cỏ dại trong miệng ra, hắn quan sát đám người bác Thương Nguyệt một chút, sau đó cười nói. Nguyên lai là nhân tộc, bất quá yên tâm, ta đối xử như nhau. Vừa nói, hắn đưa tay ra, sau đó vẫy vẫy. 10 viên tiên tinh thạch. Ăn cướp. Nhìn thấy một màn này, thần sắc đám người bác Thương Nguyệt lập tức trầm xuống. Thật lợi hại, 10 viên tiên tinh thạch, ha ha. Bên cạnh Dương Diệp, Nam Tư Âm đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Nam Tư Âm. Cái gì là tiên tinh thạch? Nam Tư Âm nói. Vật cực kỳ chân quý, cái đồ chơi này, có thể ở trong 10 hơi khôi phục huyền khí của một minh cảnh nhất đoạn. Cho dù là ta, một tháng cũng mới 2 viên, mà ra hỏa này, mở miệng 10 viên, đúng là điên. Tiên tinh thạch. Dương Diệp suy nghĩ một chút, cái đồ chơi này so với linh tinh nhất định là chân quý hơn rất nhiều, ân, cũng không biết Tiểu Bạch có thể tạo ra hay không, hôm khác có thể lấy một viên, sau đó để Tiểu Bạch nhìn xem. Cách đó không xa, Bắc Thương Nguyệt lạnh nhạt nói. 10 viên tiên tinh thạch, ha ha, các hạ mở miệng thật lớn a. Thật sao? Nam tử vác đao cười cười, sau một khắc, tay của hắn triển khai. Khi hắn động, Bắc Thương Nguyệt đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, nhưng một nam tử sau lưng nàng bị một đạo hàn quang oanh đến ngoài vạn trượng. Nam tử này, chính là Lý Niệm. Ngoài vạn trượng, Lý Niệm vừa xuống đất, đột nhiên hai cánh tay hắn từ trên bờ vai rớt xuống. Giờ khắc này, thần sắc mọi người ngưng trọng lên. Bắc Thương Nguyệt quay đầu nhìn về phía nam tử kia. Ma Đao Hưu Sơn Nguyệt. Nguyên lai là hắn. Bên cạnh Dương Diệp, Nam Tư Âm đột nhiên nói khẽ. Trong thanh âm mang theo vẻ khiếp sợ. Ai? Dương Diệp hỏi. Nam Tư Âm không nói gì. Ngay lúc này, Hưu Sơn Nguyệt đột nhiên quét đám người Bắc Thương Nguyệt, sau đó khóe miệng nổi lên nụ cười. Thật xin lỗi, vừa rồi nói sai, không phải là 10 viên, mà là một người 10 viên tiên tinh thạch. Nói đến đây, đột nhiên hắn nhìn về phía Dương Diệp cùng Nam Tư Âm. Thiếu chút nữa quên hai người các ngươi cũng giống như vậy. Nam Tư Âm nhìn về phía Dương Diệp nhún vai, sau đó thấp giọng nói. Kỳ thật, loại chuyện ăn cướp này, là không đúng. Nam Tư Âm nhẹ gật đầu. Là không đúng, ngươi. Mà lúc này, Dương Diệp lại nói. Ta biết không đúng, cho nên dưới tình huống bình thường, ta đều không ăn cướp. Nam Tư Âm kinh ngạc nói. Ngươi cũng đã từng làm loại chuyện này. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt gợn sóng nhẹ nhẹ, như hồi tưởng lên chuyện cũ đau thương, khi tuổi trẻ bồng bột. Ta không ăn cướp đã nhiều năm rồi. Nam Tư Âm. Xa xa, thần sắc đám người Bắc Thương Nguyệt đều có chút âm trầm. Những người sau lưng Bắc Thương Nguyệt kia đều nhìn về phía Bắc Thương Nguyệt, hiển nhiên, đây là để cho nàng quyết định. Bắc Thương Nguyệt đi tới trước mặt nam tử kia, cười nói. Không nghĩ tới đường đường Ma Đao Hưu Sơn Nguyệt, vậy mà luân lạc đến ăn cướp, thật sự là làm cho người ta có chút bất ngờ. Hưu Sơn Nguyệt thả đao trên đất, sau đó liếc nhìn Bắc Thương Nguyệt. Trực tiếp một chút, cho, hay không cho. Lúc này, một nam tử bên cạnh Bắc Thương Nguyệt đột nhiên nói. Hưu Sơn Nguyệt, đừng vội càn rỡ, người trước mắt người chính là nữ nhi của Bắc Thương Thành Bắc Thương Vương. Bắc Thương Vương. Hưu Sơn Nguyệt cười nhẹ. Bản thân hắn tự mình đến, tiểu gia ta lập tức xoay người rời đi. Đáng tiếc, bản thân há nổ sẽ không đích thân tới, đương nhiên,
mặt mũi của Bắc Thương Vương vẫn phải cho. Được rồi, Bắc Thương tiểu thư cho 8 viên tiên tinh thạch, ta bớt ngươi 20%, ha ha. Sắc mặt Bắc Thương Nguyệt âm trầm, trên tay nàng, ánh sáng lấp lóe, đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía Dước Diệp, sau đó nói. Hắn cho, chúng ta liền cho. Nghe vậy, ánh mắt tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Dương Diệp. Hưu Sơn Nguyệt cùng nữ tử phía sau hắn cũng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua Bắc Thương Nguyệt, sắc mặt bình tĩnh. Nhưng sắc mặt Nam Tư Âm ở bên cạnh hắn vô cùng âm trầm, Bắc Thương Nguyệt là kéo bọn hắn xuống nước. Quá âm. Bắc Thương Nguyệt nhìn hai người Dương Diệp, mỉm cười, không nói gì. Hưu Sơn Nguyệt nhìn về phía Dương Diệp cùng Nam Tư Âm. Hai vị, các ngươi cho không? Nam Tư Âm đang muốn nói, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Trên người ngươi có bao nhiêu tiên tinh thạch? Nam Tư Âm nhìn về phía Dương Diệp, kinh ngạc nói. Ngươi sẽ không thật muốn cho chứ? Dương Diệp nói. Có bao nhiêu? Nam Tư Âm nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. 25 viên, đây chính là tất cả gia sản của ta. Dương Diệp đưa tay ra. Nam Tư Âm vội vàng lắc đầu. Đây là vật rất khó được, coi như là ta, cũng rất khó. Coi như ta mượn ngươi. Dương Diệp cắt đứt lời của Nam Tư Âm. Đợi tí nữa liền trả cho người. Nam Tư Âm nhìn Dương Diệp hồi lâu, cuối cùng, nàng cong ngón búng ra, một nạp giới rơi vào trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn cũng chưa từng nhìn, nhẹ nhàng điểm một cái, nạp giới đưa đến trước mặt Hưu Sơn Nguyệt. Hưu Sơn Nguyệt tiếp nhận nạp giới, trong nạp giới, vừa vặn có 20 viên tiên tinh thạch. Khóe miệng Hưu Sơn Nguyệt nổi lên nụ cười, nhìn về phía Dương Diệp. Thức thời mới là Tuấn Kiệt, tiểu tử, người có tiền đồ, ha ha. Trong tiếng cười, mang theo mỉa mai không che giấu chút nào. Phế vật. Lúc này, nữ tử sau lưng Hưu Sơn Nguyệt đột nhiên nói một câu. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, không nói. Bắc Thương Nguyệt nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Thật không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả phản kháng một chút cũng không có, thực khiến người ngoài ý muốn. Dương Diệp như trước không nói, Nam Tư Âm ở bên cạnh hắn cũng trầm mặc. Mà lúc này, Hưu Sơn Nguyệt nhìn về phía đám người Bắc Thương Nguyệt. Chư vị, người ta đã cho, hiện tại đến các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể ra tay, bất quá nếu chư vị ra tay, đến lúc đó Hưu Sơn Nguyệt ta sẽ không chỉ muốn tiền. Bắc Thương Nguyệt cười cười. Ta nói lời giữ lời. Nói xong, nàng cong ngón búng ra, một nạp giới rơi vào trước mặt Hưu Sơn Nguyệt, trong nạp giới, vừa vặn 50 viên tiên tinh thạch. Rủi ro. Tuy nàng ở Bắc Thương Thành nắm giữ thực quyền, nhưng 50 viên tiên tinh thạch với nàng mà nói, cũng vô cùng quý. Nhưng nàng không thể không cho, Hưu Sơn Nguyệt không phải huyền giả nhân tộc, căn bản không cho nàng cùng phụ thân nàng mặt mũi. Nếu như nàng không cho, như vậy thì đồng nghĩa với nàng phải chuẩn bị cùng hai người Hưu Sơn Nguyệt chiến một trận. Mà lúc này nàng tới đây, mục đích là di tích thánh nhân, nàng cũng không muốn ở trước khi di tích thánh nhân mở ra, cùng người liều lưỡng bại câu thương. Vốn nàng hy vọng Dương Diệp cùng Hưu Sơn Nguyệt liều lưỡng bại câu thương, sau đó nàng ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhưng nàng không nghĩ tới Dương Diệp rõ ràng không có gan như vậy. Tuy nộp ra, nhưng Bắc Thương Nguyệt nàng cũng không phải người chịu thua thiệt. Nàng nhìn thoáng qua Hưu Sơn Nguyệt cùng nàng kia, sau đó nói. Tạm thời đặt ở chỗ các ngươi, ta rất nhanh sẽ tới lấy về. Hưu Sơn Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Thương Nguyệt, cười nói. Ta chờ. Bắc Thương Nguyệt không có nói chuyện, muốn rời đi, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên đi về phía Hưu Sơn Nguyệt. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trước mặt Hưu Sơn Nguyệt, không nói gì, kiếm trong vỏ đột nhiên ra khỏi vỏ. O-O-O-N-G. Tiếng kiếm reo vang lên. Ở trong mắt của tất cả mọi người, một đạo kiếm quang từ đỉnh đầu Hưu Sơn Nguyệt chém xuống. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Dương Diệp vậy mà lại đột nhiên ra tay. Kiếm quang cực nhanh, bất quá Hưu Sơn Nguyệt kia hiển nhiên là có phòng bị, thời điểm kiếm của Dương Diệp chém xuống, đao trong tay hắn đã để ngang đỉnh đầu. Keng! Một tiếng nổ vang vọng, mọi người cảm thấy lỗ tai đau từng cơn. Mà ở dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Hưu Sơn Nguyệt lại bị Dương Diệp chấn liên tục lùi lại. Mà thời điểm Hưu Sơn Nguyệt lui về sau, 10 thanh khí kiếm đột nhiên xuất hiện ở bốn phía Hưu Sơn Nguyệt,
sau đó bắn đi. Chém. Lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm của Hưu Sơn Nguyệt, sau một khắc, ánh đao ở trước mặt cách Dương Diệp không xa bắn ra tung tóe, những khí kiếm kia của Dương Diệp bị ánh đao chấn vỡ, sau một khắc, một đạo hàn quang chợt lóe lên ở đỉnh đầu Dương Diệp. Đạo đã tới. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, hắn lui về phía sau một bước này, làm tất mặt người cả sắc thay đổi. Kiếm vực, sau khi kiếm vực xuất hiện, đao của Hưu Sơn Nguyệt lập tức chậm lại, mà lúc này, kiếm của Dương Diệp triển khai. Bành! Mọi người còn chưa thấy rõ, Hưu Sơn Nguyệt xuất hiện ở hơn ngàn trượng, mà ở trước ngực hắn, có một vết kiếm thật dài. Hưu Sơn Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, đang muốn nói, lúc này Dư Cương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Đồng tử của Hưu Sơn Nguyệt bỗng nhiên co rụt lại, hai tay nắm đại đao bổ một cái. Ầm! Theo một tiếng nổ vang, Hưu Sơn Nguyệt lần nữa bay ra ngoài. Mà lúc này, Dương Diệp muốn xuất thủ lần nữa, nhưng nữ nhân đi cùng Hưu Sơn Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc, một cái búa lớn bay thẳng đến đầu Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp quản cũng không có quản nữ tử này, dưới chân hắn lóe lên kiếm quang, cả người xuất hiện ở trước mặt Hưu Sơn Nguyệt, tiếp đó tầm 10 đạo kiếm quang bao phủ Hưu Sơn Nguyệt. Trong lòng Hưu Sơn Nguyệt hoảng hốt, bất chấp ngực tổn thương, hai tay nắm đại đao vung mạnh. Bành! Kiếm quang của Dương Diệp ầm ầm tiêu tán, nhưng bản thân Hưu Sơn Nguyệt thì phun ra một ngụm tinh huyết, trùng trùng điệp điệp bay ra ngoài. Nhưng còn chưa dừng lại, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, một thanh kiếm chống đỡ trên mi tâm Hưu Sơn Nguyệt. Trong tràng nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ba kiếm. Từ lúc Dương Diệp ra tay đến bây giờ, hắn chỉ ra ba kiếm, mà ba kiếm liền đánh bại Hưu Sơn Nguyệt đã đạt tới minh cảnh. Bắc Thương Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, như muốn xem thấu Dương Diệp. Một bên, Hưu Sơn Nguyệt cũng nhìn Dương Diệp. Ngươi là ai? Dương Diệp không có trả lời, hắn vẫy tay, ba nạp giới trong tay Hưu Sơn Nguyệt lập tức bay đến trong tay hắn. Trong đó một cái là của Nam Tư Âm, một cái khác là Bắc Thương Nguyệt, còn có một cái là của Hưu Sơn Nguyệt. Dương Diệp thu nạp giới, thu kiếm, sau đó hắn đi về chỗ cũ. Rời đi không có vài bước, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Bắc Thương Nguyệt. Đa tạ. Giờ khắc này, thần sắc của Bắc Thương Nguyệt vô cùng khó coi. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch ý đồ của Dương Diệp. Không chỉ nàng, tất cả mọi người cũng biết. Một bên, Nam Tư Âm nhìn về phía Bắc Thương Nguyệt, cười nói. 50 viên tiên tinh thạch, chậc chậc, đa tạ Thương Nguyệt tiểu thư khẳng khái. Hôm khác mời Thương Nguyệt tiểu thư ăn cơm. Nói xong, nàng quay người vội vàng đuổi theo Dương Diệp. Tại chỗ, sắc mặt Bắc Thương Nguyệt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Mà ở cách nàng không xa, sắc mặt của Hưu Sơn Nguyệt cũng vô cùng âm trầm, ăn cướp không thành còn bị cướp, lúc này đây, mặt mũi của Hưu Sơn Nguyệt hắn ném hết rồi. Ngay lúc này, trên mặt Bắc Thương Nguyệt đột nhiên xuất hiện dáng tươi cười, nàng nhìn về phía Hưu Sơn Nguyệt. Ta nghĩ Hưu Sơn Nguyệt công tử hẳn sẽ không bỏ qua như vậy. Hưu Sơn Nguyệt nhìn về phía Bắc Thương Nguyệt cười nói. Di tích thánh nhân, vô cùng hung hiểm, Hưu Sơn Nguyệt công tử, không bằng kết bạn đi đi. Hưu Sơn Nguyệt tự nhiên biết ý tứ của Bắc Thương Nguyệt, do dự một chút, hắn nhẹ gật đầu. Đương nhiên được. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Bắc Thương Nguyệt càng thêm rực rỡ. Ta biết ngay, ngươi không phải người dễ dàng chịu nhục. Bên cạnh Dương Diệp, Nam Tư Âm cười đùa nói. Dương Diệp lấy ra một nạp giới đưa tới trước mặt Nam Tư Âm. Trả lại ngươi. Nam Tư Âm tiếp nhận nạp giới, sau đó nói. Nói thực đi, có phải ngay từ đầu ngươi liền muốn ăn cướp đối phương hay không? Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Tư Âm. Ta là loại người đó sao? Nam Tư Âm chăm chú quan sát Dương Diệp, sau đó nói. Ta cảm thấy như vậy à? Dương Diệp. Lúc này, Nam Tư Âm do dự một chút, sau đó lại nói. Ta cảm thấy, hai người bọn họ khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau đó thì sao? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Nếu bọn hắn liên thủ, ngươi làm sao bây giờ? Nam Tư Âm lại nói. Dương Diệp dừng bước lại, sau đó nhìn Nam Tư Âm. Vậy lại cướp một lần. Nam Tư Âm. Trên đường đi, hai người không có nói chuyện. Nam Tư Âm thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Dương Diệp, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, còn có một tia phức tạp. Hiếu kỳ.
Sở dĩ đến bây giờ nàng còn đi theo Dương Diệp, thuần túy là hiếu kỳ thân phận của Dương Diệp, hiếu kỳ lai lịch của Dương Diệp. Nhưng đến bây giờ, nàng phát hiện, mình không chỉ không biết rõ ràng lai lịch cùng thân phận của Dương Diệp, ngược lại càng hiếu kỳ hơn. Nam tử đầy bí ẩn. Lúc này, tâm thần Dương Diệp đã tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Hắn đang tra xét chiến lợi phẩm của mình, tiên tinh thạch của Bắc Thương Nguyệt cùng Hưu Sơn Nguyệt chung vào một chỗ, tổng cộng khoảng chừng 103 viên. 103 viên, ý vị này, hiện tại hắn cùng người giao chiến, căn bản không cần lo lắng vấn đề huyền khí có đủ hay không. Dương Diệp cầm một viên tiên tinh thạch tìm Tiểu Bạch, hắn đưa tiên tinh thạch trong tay tới trước mặt Tiểu Bạch, cười tủm tỉm nói. Có thể tạo ra không? Tiểu Bạch lầm lấy tiên tinh thạch thả ở trước mũi nhẹ nhàng hít hà, sau đó lại quan sát tiên tinh thạch một chút, cuối cùng ở trong ánh mắt mong chờ của Dương Diệp, Tiểu Bạch lắc cái đầu nhỏ. Không thể sao? Dương Diệp nói khẽ. Tiểu Bạch lại lắc cái đầu nhỏ, cuối cùng, nàng lấy ra một hạt châu này đúng là linh khí châu, một cái móng cơ vuốt nhỏ của Tiểu Bạch vung múa. Rất nhanh, Dương Diệp đã minh bạch. Tiểu Bạch không phải không tạo ra tiên tinh thạch được, mà là linh khí của linh khí châu không tinh khiết, cũng không đủ nhiều, cho nên căn bản không có cách tạo ra tiên tinh thạch. Nói cách khác, nếu như có đầy đủ linh khí châu tốt mà nói, nàng có thể tạo ra tiên tinh thạch. Linh khí châu tốt. Dương Diệp ghi nhớ việc này, ngày sau nếu có cơ hội, nhất định phải chuẩn bị nhiều hơn linh khí châu cho Tiểu Bạch. Không đơn thuần là bởi vì tiên tinh thạch, cũng bởi vì Tiểu Bạch có linh khí châu ở trên người, đối với trưởng thành của nàng cực kỳ có trợ giúp. Sau khi cùng Tiểu Bạch chơi đùa, Dương Diệp về tới sự thật. Đã đến. Lúc này Nam Tư Âm đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn, ở phía trước bọn họ ngoài nghìn trượng, mơ hồ có thể thấy được một hạp cốc thật lớn, chung quanh hạp cốc là từng núi cao hình dạng quái dị. Những núi này bất quy tắc tọa lạc ở xa xa, cho người ta cảm giác vô cùng xốc xếch. Lạc ổ cốc. Cẩn thận chút. Lúc này Nam Tư Âm nói. Theo ta được biết. Lần này tới, không chỉ nhân tộc, còn có ma tộc, yêu tộc, thậm chí còn có vài tộc khác, tóm lại, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bởi vì di tích thánh nhân liên quan trọng đại, bất luận thiên tài chủng tộc nào, khẳng định đều sẽ không buông tha cho cơ hội này. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đi thôi. Nam Tư Âm chắn ở trước mặt Dương Diệp. Ngươi thật giống như rất không quan tâm. Dương Diệp nói. Ta sẽ không khinh thường đối thủ của mình. Nói xong. Hắn vượt qua Nam Tư Âm, tiếp tục đi về phía trước. Thật là một quái thai. Nam Tư Âm lắc đầu, sau đó đi theo lên. Rất nhanh, hai người đi tới lạc ổ cốc, trong cốc thỉnh thoảng có bóng người xẹt qua. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, bốn bề toàn núi, cuối cùng, hắn nhìn về phía xa, xa xa, ở trên vách núi đá, tản ra kim quang nhàn nhạt. Ngoại trừ kim quang, còn có từng tia khí tức từ trong đó tràn ra. Khí tức thánh nhân. Lúc này, Nam Tư Âm đột nhiên nói. Nguyên bản lạc ổ cốc này chỉ là một chỗ tầm thường, nhưng có một ngày, nơi đây đột nhiên xuất hiện dị tượng, dẫn tới vô số cường giả chú ý, sau đó mọi người phát hiện, nơi đây dĩ nhiên là một di tích thánh nhân. Vu tộc muốn phong tỏa tin tức, nhưng đáng tiếc đã muộn. Làm sao đi vào? Dương Diệp hỏi. Nam Tư Âm lắc đầu. Không biết. Dương Diệp. Chờ đi. Nam Tư Âm nhìn vách núi phía xa. Nơi đây, nguyên bản hẳn là có trận pháp, bất quá trận pháp lộ ra nhưng đã biến mất, cho nên khí tức thánh nhân lưu lại. Cái này, có thể là thánh nhân kia cố ý gây nên, bởi vậy phỏng đoán không bao lâu, cửa ẩn núp sẽ tự động hiện ra. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó hắn ngồi xếp bằng dưới đất. Vậy đợi chút đi. Nam Tư Âm cũng ngồi ở bên cạnh hắn, đang muốn nói gì, đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Chỗ đó có một đoàn người đang chậm rãi đi tới. Cầm đầu đúng là Bắc Thương Nguyệt. Bắc Thương Nguyệt nhìn Nam Tư Âm mỉm cười, sau đó liền thu hồi ánh mắt, mang theo đoàn người đi về phía bên kia. Nam Tư Âm thu hồi ánh mắt, sau đó nói. Ta cảm thấy nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Ngươi sợ không? Nam Tư Âm lắc đầu. Nàng không dám giết ta, nhưng khẳng định dám giết ngươi. Vì cái gì không dám giết ngươi? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Nam Tư Âm cười hắc hắc. Nam Tư gia ta cũng không phải dễ bắt nạt như vậy, ân, lại nói, người nghe qua Nam Tư gia không? Dương Diệp lắc đầu. Biểu lộ của Nam Tư Âm cứng đờ,
sau đó nàng lắc đầu. Sau này có cơ hội mang ngươi đi xem một chút. Thời gian từng chút trôi qua, người tới cũng càng ngày càng nhiều, không khí trong sân cũng càng thêm ngưng trọng khẩn trương. Không biết lần này ai sẽ đạt được thánh nhân truyền thừa. Bên cạnh Dương Diệp, Nam Tư Âm đột nhiên nói. Thánh nhân truyền thừa không chỉ là đạo thống của thánh nhân, còn khả năng có nhiều huyền bảo của hắn, hắc hắc, đây đều là đồ tốt. Ngươi biết nhân quân không? Thánh kiếm trong tay nhân quân chính là truyền thừa có được. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía vách núi xa xa, so sánh với thánh nhân truyền thừa, hắn càng muốn nhìn thánh nhân là dạng gì. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa, không chỉ hắn, rất nhiều người giờ khắc này đều quay đầu. Trong mắt của mọi người, một nam tử từ đằng xa chậm rãi đi tới. Nam tử mặc một bộ áo bào trắng, tóc dài xõa vai, sau lưng vác một thanh trường thương màu trắng bạc. Sở dĩ mọi người nhìn về phía nam tử này, là vì trên người nam tử này tản mát ra khí tức này, vô cùng mạnh, cho vô số người cảm giác áp bách không nhẹ. Thế, khí thế. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Người này rất mạnh. Bên cạnh Dương Diệp, Nam Tư Âm nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, không thể phủ nhận, thực lực của nam tử kia xác thực rất mạnh, so với Hưu Sơn Nguyệt kia mạnh hơn nhiều. Bất quá ở bốn phía, hắn phát hiện còn có rất nhiều tồn tại mạnh hơn. Những người không có ra mặt, trốn ở trong bóng tối kia, mới là cường giả chân chính. Dưới tình huống bình thường, người càng mạnh càng biết điều, bởi vì bọn họ từng va chạm xã hội, biết rõ thế giới này, còn có rất nhiều tồn tại mạnh hơn bọn hắn, bởi vậy bọn hắn ít xuất hiện. Lúc này, nam tử vác thương đi tới trước mặt Bắc Thương Nguyệt, nhìn Bắc Thương Nguyệt ôm quyền. Thương Nguyệt tiểu thư, tại hạ không tới trễ chứ? Bắc Thương Nguyệt cười nói. Cô Tô Ngôn, thành thật khai báo, vì cái gì muộn như vậy mới đến? Cô Tô Ngôn cười cười, sau đó nói. Ở trên đường gặp phải mấy cường giả minh cảnh không có mắt, cho nên tới chậm. Ồ, Bắc Thương Nguyệt nói. Để cho ta đoán xem, mấy vị kia hiện tại hẳn đã toàn bộ biến mất ha. Cô Tô Ngôn cười nói. Hổ thẹn, bốn cường giả minh cảnh, ta làm cho đối phương trốn một tên. Ý tứ dĩ nhiên là giết ba cường giả minh cảnh. Bắc Thương Nguyệt cười nói. Chúc mừng Ngôn huynh, thực lực lại tăng lên. Cô Tô Ngôn cười cười. Không đáng giá nhắc tới, trẻ tuổi yêu nghiệt còn nhiều lắm. Hôm nay tới đây, ngoại trừ di tích thánh nhân, cũng là muốn mở mang kiến thức. Bắc Thương Nguyệt nói. Ngôn huynh sẽ được như nguyện. Ca sát. Ngay lúc này, vách núi xa xa đột nhiên truyền đến một âm thanh rạn nứt. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía vách núi. Ở dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, vách núi chậm rãi tách ra hai bên, thời gian dần trôi qua. Vách núi tách càng lúc càng lớn, không đến một hồi, một con đường rộng gần trăm trượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong chàng yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên một bóng người lao vút vào. Lúc này, Dương Diệp chậm rãi đứng lên, sau đó nói. Chúng ta cũng vào thôi. Nam Tư Âm nhẹ gật đầu, cùng Dương Diệp đi tới, bất quá rất nhanh, hai người bọn họ ngừng lại, bởi vì đoàn người Bắc Thương Nguyệt xuất hiện ở bên cạnh bọn hắn. Bắc Thương Nguyệt quan sát Dương Diệp cùng Nam Tư Âm một chút, sau đó cười nói. Hai vị, thánh nhân truyền thừa này tuy tốt, nhưng mạng càng tốt hơn, hai vị cảm thấy thế nào? Uy hiếp! Nghe được lời của Bắc Thương Nguyệt, Nam Tư Âm nhíu mày, đang muốn nói gì, nhưng lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Đi thôi! Nói xong, hắn tiếp tục đi tới. Nam Tư Âm lạnh lùng nhìn thoáng qua Bắc Thương Nguyệt, sau đó đi theo. Coi thường! Thần sắc của Bắc Thương Nguyệt có chút âm trầm, đây là Dương Diệp coi thường. Ngay lúc này, cô Tô Ngôn kia đột nhiên nói. Thương Nguyệt, người có ân oán với hai người này. Bắc Thương Nguyệt lạnh nhạt nói. Không coi ân oán gì, chẳng qua là bị người lừa bịp, bất quá không sao, còn nhiều thời gian. Còn nhiều thời gian. Cô Tô Ngôn cười nhẹ. Loại chuyện này sao có thể còn nhiều thời gian. Thương Nguyệt, người nha, chính là tâm quá thiện lương. Làm người cũng quá tốt, đương nhiên, này rất tốt, bất quá thời điểm nên tàn nhẫn vẫn phải tàn nhẫn, bằng không thì, người ta sẽ nghĩ người dễ khi dễ. Bắc Thương Nguyệt trầm mặc. Lúc này cô Tô Ngôn đột nhiên vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nàng, sau đó cười nói. Nhìn vi huynh cho ngươi hả giận. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng Nam Tư Âm.
Cô Tô Môn quan sát Nam Tư Âm cùng Dương Diệp một chút, sau đó cười nói. Thương Nguyệt nàng thiện lương, không thích so đo với người, nhưng cái này không có nghĩa là người khác có thể tùy ý khi dễ nàng. Mặc kệ các ngươi làm cái gì, ta cũng không muốn biết, hiện tại, hai vị đến trước mặt nàng, sau đó quỳ xuống nhận sai, nếu như nàng bỏ qua các ngươi, như vậy ta liền cho các ngươi một con đường sống, nếu như không đồng ý. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên cắt đứt lời của cô Tô Ngôn. Đầu óc, cô Tô Ngôn nhíu mày. Cái gì? Dương Diệp đi đến trước mặt cô Tô Ngôn, nhìn cô Tô Ngôn. Đầu óc, là đồ tốt, hy vọng ngươi cũng có. Cô Tô Ngôn. Thần sắc của cô Tô Ngôn lập tức âm trầm xuống. Vũ nhục. Lần thứ nhất, bị người ở trước mặt vô số người vũ nhục. Cô Tô Ngôn đi tới một bước, giờ phút này, hắn cùng với Dương Diệp đã cách nhau rất gần. Hắn nhìn Dương Diệp. Đến, vừa rồi ta không có nghe rõ, nói lại một lần. Bên cạnh Dương Diệp, Nam Tư Âm đang muốn nói cái gì, nhưng Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía nàng, sau đó nói. Nhớ kỹ, có thể động thủ, tận lực chớ trang bức. Có thể động thủ, tận lực chớ trang bức, cái này là phong cách làm người của Dương Diệp hắn. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém. Thời điểm Dương Diệp xuất kiếm, sắc mặt của cô Tô Ngôn lập tức thay đổi. Nguy hiểm. Giờ khắc này, toàn thân hắn sởn hết cả gai ốc. Khinh địch, quá khinh địch. Cũng may, hắn cuối cùng không phải người bình thường, năng lực phản ứng rất nhanh, thời điểm kiếm rơi xuống, hai cánh tay hắn đột nhiên tương giao, sau đó giơ lên. Trên hai tay, xuất hiện một bộ bảo vệ tay màu vàng. Bành! Ở dưới ánh mắt của tất cả mọi người, cô Tô Ngôn bị chấn hơn mấy ngàn trượng. Vừa dừng lại, khóe miệng của hắn tràn ra một ngụm máu tươi, cùng lúc đó, bảo vệ tay trực tiếp rạn nứt rơi xuống. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, đương nhiên, hơn nữa là kiêng kỵ. Giờ phút này đám người Bắc Thương Nguyệt cũng đang nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bất quá Bắc Thương Nguyệt không có, thần sắc nàng rất bình tĩnh. Một kiếm đánh lui cô Tô Ngôn, Dương Diệp cầm theo kiếm trong tay chậm rãi đi về phía cô Tô Ngôn. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới, tay phải của cô Tô Ngôn từ phía sau lưng lấy ra trường thương, trầm giọng nói. Ngươi là người phương nào? Hắn cuối cùng không ngốc, một kiếm đánh lui hắn, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết, người trước mắt này, tuyệt đối không phải người bình thường. Dương Diệp dừng bước, hắn không có để ý cô Tô Ngôn, mà nhìn về phía Bắc Thương Nguyệt kia, trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên hắn nhếch miệng cười cười, sau đó cầm theo kiếm đi về phía Bắc Thương Nguyệt. Nhìn thấy một màn này, hai tay Bắc Thương Nguyệt chậm rãi nắm lại, mà mấy người ở bên cạnh nàng, cũng đều như gặp đại địch. Cực kỳ đề phòng. Bị Dương Diệp coi thường, sắc mặt của cô Tô Ngôn càng thêm khó coi. Đặc biệt là ở trước mặt Bắc Thương Nguyệt. Trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên chân phải hắn đạp mạnh, toàn bộ hóa thành một đạo bạch quang bắn mạnh về phía Dương Diệp. Thời điểm đi vào trước mặt Dương Diệp không sai biệt lắm mấy trượng, tay phải hắn cầm trường thương từ không trung đâm Dương Diệp một cái. Dương Diệp dừng bước, sau một khắc, dưới chân hắn lóe lên kiếm quang, nháy mắt. Cả người biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt cô Tô Ngôn, ngay sau đó, kiếm trong tay hắn đâm một cái. Ở dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, kiếm của Dương Diệp cùng thương của cô Tô Ngôn dùng phương thức trực tiếp nhất kích lại với nhau. Không gian trong phương viên mấy ngàn trượng run lên kịch liệt, nháy mắt, cô Tô Ngôn bị Dương Diệp chấn bay ra ngoài. Mà thời điểm cô Tô Ngôn bay ngược ra, Dương Diệp cũng không có xuất thủ lần nữa. Mà chậm rãi đi về phía Bắc Thương Nguyệt. Nhưng ngay lúc này, trong mắt cô Tô Ngôn đột nhiên hiện lên vẻ dữ tợn, sau một khắc, hai tay nắm trường thương mãnh liệt ném về phía Dương Diệp. Trường thương xẹt qua trời cao, chỗ đi qua không gian trực tiếp rạn nứt. Dương Diệp dừng bước, hắn quay người giơ kiếm chém một cái. Bành! Một kiếm này, trực tiếp đánh bay trường thương, mà sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa. Đã ở trước mặt cô Tô Ngôn, sau một khắc, 10 thanh khí kiếm bao phủ cô Tô Ngôn. Quay người, cô Tô Ngôn bị kiếm quang bao phủ. Mà giờ khắc này, Dương Diệp biến mất, tiến vào trong kiếm quang. A! Trong tràng, đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay sau đó, kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, một nam tử cầm theo một cái đầu người từ trong kiếm quang đi ra. Nam tử này, tự nhiên chính là Dương Diệp. Mà cái đầu người kia, đúng là của cô Tô Ngôn.
Đã chết. Cô Tô Ngôn đã chết. Dương Diệp nhìn thoáng qua đầu người trong tay, sau đó lắc đầu, tiện tay ném qua một bên. Tiếp đó, Dương Diệp cầm kiếm đi về phía Bắc Thương Nguyệt. Nhìn thấy một màn này, Nam Tư Âm nheo mắt, muốn nói lại thôi. Nàng là muốn ngăn cản Dương Diệp, bởi vì Bắc Thương Nguyệt không phải là người có thể tùy tiện giết, giết nàng, vậy khẳng định sẽ hỏng đại sự. Nhưng nàng biết, Dương Diệp khẳng định sẽ không để ý. Dương Diệp ngay cả Liệp Phu nhất tộc, kể cả nàng cũng dám giết, thân phận của Bắc Thương Nguyệt lại đặc thù, cũng không bằng nàng cùng Liệp Phu nhất tộc. Xa xa, Dương Diệp ngừng lại, lúc này, hắn cùng Bắc Thương Nguyệt cách xa nhau không đến 10 trượng. Đám người bên cạnh Bắc Thương Nguyệt cực kỳ đề phòng. Dương Diệp nhìn Bắc Thương Nguyệt, sau đó nở nụ cười. Ta nghe qua chuyện của cha ngươi, nói như thế nào nhỉ, cha của ngươi, xác thực là một nhân vật. Nhưng không nghĩ tới nữ nhi của hắn là loại phế vật như ngươi. Nghe vậy, sắc mặt của Bắc Thương Nguyệt đột nhiên biến đổi, Dương Diệp lại nói. Cha của ngươi bằng hai tay của hắn đánh ra thành tựu hôm nay, mà ngươi thì sao? Chơi ít trò mèo này, ngươi không cảm thấy ném mặt mũi của cha mình sao? Bắc Thương Nguyệt nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhoẻn miệng cười, đang muốn nói chuyện, ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, nháy mắt, một thanh kiếm trực tiếp chống đỡ ở mi tâm nàng. Không có dấu hiệu nào. Sở dĩ Bắc Thương Nguyệt không có phản ứng kịp, là bởi vì nàng cách Dương Diệp quá gần, còn nữa, Dương Diệp thi triển ra kiếm vực, còn thi triển nhất kiếm sát na. Một kiếm này, Bắc Thương Nguyệt căn bản không thể phòng. Dương Diệp cầm kiếm chống đỡ lấy mi tâm của Bắc Thương Nguyệt, sau đó nói. Nhìn thấy không, muốn giết ngươi, tùy thời là có thể. Bắc Thương Nguyệt trầm giọng nói. Ta đánh giá thấp ngươi rồi. Dương Diệp nói. Nữ nhân, ta không thích nhất chính là loại âm hiểu, mà ngươi, hết lần này tới lần khác theo ta chơi những thứ này, nói thật, ta không kiên nhẫn được nữa. Nói xong, kiếm nhập ba phần. Trong chốc lát, máu tươi lập tức tràn ra, trong khoảnh khắc. Cả khuôn mặt của Bắc Thương Nguyệt biến thành gương mặt đầy máu. Tiểu hữu thủ hạ lưu tình. Lúc này, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một lão giả xuất hiện ở sau lưng Bắc Thương Nguyệt không xa. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào lão giả kia. Ta còn tưởng các hạ không ra ngoài chứ. Lão giả nhìn Dương Diệp một chút, sau đó cười nói. Nguyên lai tiểu hữu sớm đã phát hiện ta. Hổ thẹn, hổ thẹn, tiểu hữu. Thương Nguyệt nha đầu trẻ tuổi, không hiểu chuyện, có chỗ đắc tội, mong tiểu hữu không nên để bụng, lão hủ thay nàng nhận lỗi. Vừa nói, hắn cong ngón búng ra, một nạp giới rơi vào trước mặt Dương Diệp. Tâm ý nho nhỏ, mong tiểu hữu vui lòng nhận cho. Thần thức Dương Diệp nhìn lướt qua nạp giới, trong nạp giới, tiên tinh thạch khoảng chừng 50 viên. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía lão giả. Kỳ thật, ta cho rằng tiền bối sẽ uy hiếp ta. Để cho ta bỏ qua nàng. Nếu như lão giả thật làm như vậy, không hề nghi ngờ, đầu của Bắc Thương Nguyệt này nhất định sẽ hồ dọn nhà. Lão giả lắc đầu. Là nha đầu này làm sai trước, lão phu có thể nào không phân tốt xấu chứ? Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nhích về phía Bắc Thương Nguyệt. Lần sau, không nên tự cho là thông minh nữa. Hiểu chưa? Bắc Thương Nguyệt nhìn Dương Diệp. Thụ giáo. Dương Cơ Diệp mỉm cười. Thu hồi nạp giới, sau đó hắn quay người đi tới trước mặt Nam Tư Âm nói. Đi thôi. Nam Tư Âm quay đầu nhìn thoáng qua Bắc Thương Nguyệt, sau đó cười nói. Thương Nguyệt cô nương, sau này còn gặp lại a. Nói xong, nàng vội vàng đuổi theo Dương Diệp. Tại chỗ, Bắc Thương Nguyệt gắt gao nhìn Dương Diệp cùng bóng lưng của Nam Tư Âm. Lê Thúc, vì sao không ra tay? Ngay cả ngươi cũng không có nắm chắc sao? Lão giả kia lắc đầu. Nhà đầu, người còn quá trẻ. Sao nói như vậy? Bắc Thương Nguyệt nhìn về phía lão giả. Lão giả nói. Người cảm thấy người này là người bình thường sao? Bắc Thương Nguyệt trầm mặc. Lão giả lại nói. Nam Tư gia, sao mà cao ngạo? Nhưng bọn hắn rõ ràng cho phép đại tiểu thư mình đi theo người này, mà Nam Tư Âm ở trước mặt nam tử kia, người không có phát hiện sao? Nàng không phải làm chủ, mà là đối với nam tử này nói gì nghe nấy. Bắc Thương Nguyệt trầm mặc như trước. Lão giả tiếp tục nói. Hắn dám giết Liệp Phu nhất tộc, dám ra tay với ngươi, nếu như hắn là người bình thường, hắn dám làm như thế sao? Cha không được lai lịch của hắn sao? Bắc Thương Nguyệt nói. Lão giả lắc đầu.
Cha không được, duy nhất cha được chính là hắn đi qua La Phù Tông, sau đó dùng 10 tức xông qua La Phù Đạo. 10 tức. Bắc Thương Nguyệt đột nhiên nhìn về phía lão giả. Chắc chắn chứ? Lão giả nhẹ gật đầu. Trưởng lão La Phù Tông chính miệng nói, không có giả. Cho nên nam tử này, không đơn giản. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Bắc Thương Nguyệt. Nhà đầu, trẻ tuổi, khó tránh khỏi khí thịnh, nhưng không thể quá độ, hơn nữa sau khi biết sai không thể tiếp tục sai. Chúng ta cùng người này không có ân oán, nhưng ngươi cũng biết, nếu như ngươi tiếp tục đối địch với hắn, ngươi giết hắn đi, hoặc là hắn giết ngươi, khi đó thế lực sau lưng của hắn nhất định nổi lên, mà Bắc Thương Thành chúng ta, thì sẽ nhiều thêm đại địch. Bắc Thương Nguyệt hít sâu một hơi, sau đó nhẹ gật đầu. Ta sai rồi, Lê Thúc yên tâm, ta sẽ không chủ động gây chuyện với hắn. Trong mắt lão giả hiện lên vui mừng. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt, đương nhiên, Bắc Thương Thành ta cũng không phải tùy tiện mặc người khi dễ, nếu như hắn chủ động trêu chọc ngươi, ngươi cũng không cần quá kinh sợ. Bắc Thương Thành, là hậu thuẫn của ngươi. Bắc Thương Nguyệt nhẹ gật đầu. Thương Nguyệt đã minh bạch. Lão giả nói. Mau vào đi, nếu chậm có thể ngay cả súp cũng uống không tới. Đúng rồi, cẩn thận mấy tên âm thầm kia, đặc biệt là Vu tộc Lê Vu, người này đã đi tới đây, nhất thiết phải cẩn thận người này. Nàng cũng tới. Trong mắt Thương Nguyệt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lão giả nhẹ gật đầu. Không chỉ nàng, nhân tộc Bách Lý Tiên, mà tộc Vạn Vô Nhân đều đã tới. Cho nên cẩn thận một chút, ngoại trừ mấy cái này, còn có một chút trốn trong bóng tối, tóm lại, cẩn thận một chút đi. Nhớ kỹ, mạng trọng yếu nhất. Bắc Thương Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía xa. Thật sự là long tranh hổ đấu a. Trên đường. Vì cái gì không giết Bắc Thương Nguyệt? Bên cạnh Dương Diệp, Nam Tư Âm đột nhiên hỏi Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước lại, sau đó nhìn phía Nam Tư Âm. Giết nàng, lão nhân kia sẽ tới giết ta, Bắc Thương Thiết Kỵ của nàng sẽ tới giết ta, cha nàng sẽ tới giết ta, ngẫm lại cũng đau đầu a. Nam Tư Âm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 136.